Chương 913 sẽ có tai họa ngầm. Hút vào linh khí, đích xác sẽ làm người có một loại cả người thoải mái cảm giác, nhưng đúng là như thế, mới chứng minh linh khí có thể đối nhân thân thể sinh ra ảnh hưởng. Đối với ngự khí cao thủ tới nói, chậm rãi hấp thu linh khí, là có thể cường đại mình thân, nhưng đối với không có huấn luyện quá người thường tới nói, mạnh mẽ linh khí rất có thể sẽ đối bọn họ thân thể tạo thành ảnh hưởng, tuy rằng mỗi ngày chỉ biết hút vào một chút, nhưng hàng năm xuống dưới, ai cũng không rõ ràng lắm sẽ phát sinh cái gì. Trương Huyền nhìn bạch bào khách kia vẻ mặt lo lắng bộ dáng, hắn rõ ràng, so với lo lắng cư dân khỏe mạnh mà nói, phía chính phủ nhất muốn lo lắng, là linh khí có thể hay không người đối diện cầm xúc vật tạo thành ảnh hưởng. Rốt cuộc nhân thể hút vào linh khí loại sự tình này, muốn nhìn đến kết luận, ít nói 3-4 năm, nhiều thì vài thập niên mới có thể xuất hiện kết quả, mà đặt ở gia cầm xúc vật mặt trên, tắc chờ không được thời gian dài như vậy. Từ sinh vật liên góc độ mà nói, nhân loại thân thể phát dục là không kiện toàn. Nhìn chung trên thế giới bất luận cái gì một cái sinh vật, con cá sinh ra liền sẽ bơi lội, lão hổ con báo sinh hạ tới liền cụ bị vồ mồi thiên tính, mà nhân loại, ở lúc mới sinh ra, là vô pháp dựa vào chính mình tới độc lập tồn tại, đây là nhân loại so với mặt khác giống loài tại thân thể thượng tàn khuyết. Chỉ thân thể năng lực tới giảng, dựa theo tỷ lệ lời nói, bất luận cái gì một cái sinh vật, đều phải cường với nhân loại gấp trăm lần, cho nên, nhân loại hút vào linh khí khả năng sẽ không chịu nổi linh khí tự thân sở mang theo năng lượng, nhưng còn lại sinh vật, tuyệt đối có thể. Nếu nói, gia cầm xúc vật hấp thu nhất định lượng linh khí, làm thân thể sinh ra biến hóa nói, sẽ phát sinh cái gì? Nguyên bản nhốt ở lồng sắt lão hổ sẽ đánh vỡ lồng sắt. Vẫn là bình thường gà chó lực lượng bạo tăng. Mặc kệ từ góc độ nào tới nói, lấy hiện tại đối khí hiểu biết mà nói, linh khí tiết ra ngoài, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Ở lão viện phúc lợi tụ linh trận nội, Trương Huyền nhìn đến không ít thân xuyên cách ly phục người, khí thứ này, đều không phải là mỗi người có thể có được, chẳng sợ cửu cục, cũng không phải ngự khí cao thủ hoành hành. Một người cửu cục thành viên, cầm hai bộ cách ly phục đi vào bạch bào khách trước mặt, hộ thành huấn luyện viên sau, đem cách ly phục đưa cho bạch bào khách. Bạch bào khách gật gật đầu, đem cách ly phục tiếp nhận sau, đưa cho Trương Huyền một kiện, chính mình mặc vào một kiện. Tuy rằng hai người đều là ngưng khí cảnh cường giả, thân thể bốn phía đã theo bản năng hình thành một tầng cái lồng khí, nhưng nhiều một tầng bảo đảm cũng là không sai. Trương Huyền cũng không có cự tuyệt bạch bào khách truyền đạt cách ly phục, tại đây trên đời lang bạt nhiều năm như vậy, vạn sự tiểu tâm cái này từ, Trương Huyền lý giải phi thường thấu triệt, này xuống đất cung, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nhiều một tầng bảo đảm, đó là đối chính mình phụ trách. Mặc vào cách ly phục sau, toàn thân trên dưới liền hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới giao lưu, chẳng sợ thanh âm đều không thể truyền lại tiến vào, cũng may cách ly phục nội thiết trí thật khi bộ đàm cùng dưỡng khí chuyển vận, làm người còn có thể bình thường giao lưu. Sư thúc, chúng ta đi xuống đi. Ân, Trương Huyền gật đầu. Hai người đi vào địa cung hố động lối vào, nguyên bản hố động, giờ phút này đã bị bố trí cầu thang, đồng thời trang bị hảo chiếu sáng thiết bị. Trương Huyền khóe miệng hơi hơi giơ lên, mấy thứ này, hiển nhiên không phải mới bố trí ra tới, hiển nhiên, cửu cục đối lần này số 4 địa cung, là nhất định phải được a. Lúc này đây, không cần Trương Huyền lại nhảy xuống, căn cứ chiếu sáng thiết bị, từ cầu thang thượng đi xuống đi liền có thể. Từ mặt đất đi thông lần trước Trương Huyền sở nhảy xuống mặt đất, tổng cộng có 23 mễ độ cao, tiến hố động nhập khẩu, trước mắt liền bị một mảnh sương mù che đậy, này đó đều là từ linh khí sở hình thành. Ngươi nói cái này mặt không phải là cái linh thạch quảng đi. Trương Huyền suy đoán nói. Sẽ không, bạch bào khách trực tiếp ra tiếng phủ nhận nói, sư thúc, phàm là linh thạch quảng, đều sẽ tạo thành nhất định từ trường ảnh hưởng, bên trong tuyệt đối không phải linh thạch một loại đồ vật. Trương Huyền gật gật đầu, không có ra tiếng, đối với khí hiểu biết, hắn là tuyệt đối không bằng cửu cục, lần này thăm dò địa cung, đối với Trương Huyền mà nói, đệ nhất là thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ, nhìn xem này địa cung bên trong rốt cuộc có cái gì, đệ nhị, còn lại là một cái tăng trưởng kiến thức, học tập kinh nghiệm cơ hội. Địa đạo đỉnh tầng ở phía trước đã bị cửu cục trang bị đối mặt thiết bị, làm Trương Huyền cùng bạch bào khách miễn cưỡng có thể thấy rõ trước mắt lộ. Cũng may này địa đạo không có gì khác lối rẽ, hai người một đường đi qua đi, đảo cũng mau. Vài phút sau, Trương Huyền cùng bạch bào khách hai người, đi vào này địa đạo cuối, cũng chính là kia mặt tổn hại tấm chắn lộ ra một góc địa phương. Ở chỗ này, Trương Huyền còn thấy được năm đạo bóng người, trong đó ba người ăn mặc cách ly phục, dư lại hai người, tắc đều ăn mặc bình thường thường phục, ở bọn họ trước người,
có một tầng nhàn nhạt cái lồng khí, cách ly này như sương mù dày đặc linh khí. Ăn mặc thường phục, là một nam một nữ, nhìn qua đều hơn 20 tuổi, không đến 30 bộ dáng, mà dư lại ba cái ăn mặc cách ly phục, đều là nam tính, có thể phát hiện, ăn mặc thường phục một nam một nữ, trên mặt đều có chút ngạo nghễ thần sắc, hiển nhiên, bọn họ đối với thực lực của chính mình thực tự tin, cho rằng bên ngoài này đó như sương mù dày đặc linh khí đối chính mình tạo không thành chút nào ảnh hưởng, mà còn lại ba gã ăn mặc cách ly phục nam tính, tắc thiếu này phân tự tin. Nương bạch bào khách đi tới sau, này năm người cùng thời gian đứng thẳng, thân xuyên thường phục kia một nam một nữ trên mặt ngạo nghễ đều thiếu vài phần, đồng thời mở miệng nói, huấn luyện viên hảo. Bạch bào khách gật gật đầu, cũng không theo chân bọn họ giới thiệu Trương Huyền, bởi vì trước mặt này vài tên cửu cục trẻ tuổi, còn không có tư cách làm người cho bọn hắn giới thiệu Quang Minh đảo chủ, nếu dựa theo bình thường tình huống, bọn họ đi Quang Minh đảo bái phỏng, đều không nhất định có thể tiến đại môn. Hiện tại tình huống như thế nào? Bạch bào khách mở miệng, hắn thanh âm thông qua nội trí bộ đàm, truyền tới mỗi người trong tai, kia thân xuyên thường phục một nam một nữ cũng đều mang tai nghe. Huấn luyện viên, nơi này linh khí nồng đậm trình độ lại gia tăng rồi ba cái điểm, hơn nữa cái này tốc độ còn ở bay lên. Một người thân xuyên cách ly phục nam tính lấy ra một khối máy tính bảng, liền điểm vài cái sau, không được, chủ bản đã chịu ảnh hưởng, không có tác dụng, số liệu theo thời gian thực quan sát không ra. Bạch bào khách nghe xong, trầm ngâm vài giây, theo sau đi phía trước đi rồi vài bước, ra tiếng nói, thông chi mặt trên, chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu khởi thuẫn. Minh bạch, năm tên cửu cục thành viên trên mặt, toàn lộ ra coi trọng thần sắc. Trương Huyền đi theo bạch bào khách mặt sau. Một câu cũng không cổ họng, lặng lặng nhìn, chuẩn bị nhìn xem bạch bào khách khởi thuẫn khi, nơi này sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Ngươi không cần đi phía trước, trở về. Tên kia thân xuyên thường phục nữ tính quát lớn một tiếng, này không phải bình thường khí thể, cách ly phục cũng không nhất định có thể ngăn trở. Kia thân xuyên thường phục nam tính cũng mở miệng nói, tại đây phóng giật mình một chút, này không phải các ngươi phòng thí nghiệm. Hiển nhiên, hai người đem Trương Huyền coi như là đi theo nhân viên nghiên cứu. Bạch bào khách nghe thế hai người nói, chính khom lưng muốn bắt thuẫn động tác dừng lại, vừa muốn nói gì, liền nghe thuộc về hắn cùng Trương Huyền tư nhân kênh nội truyền đến một đạo thanh âm, không đáng ngại, ngươi vội ngươi. Đối với này một nam một nữ coi khinh, Trương Huyền căn bản không để ở trong lòng, kiêu căng người, hắn thấy nhiều. Chương 914 địa hạ thành. Bạch bào khách thân xuyên cách ly phục đứng ở phía trước, nhìn dưới mặt đất kia khối chỉ lộ ra một góc tổn hại tấm chắn, hít sâu một hơi. Duỗi tay bắt lấy tấm chắn bên cạnh, theo sau dùng sức nâng lên. Có thể nhìn đến, tổn hại tấm chắn trên mặt đất hạ tạp thực khẩn, vòng là bạch bào khách, cũng mới có thể một chút đem tấm chắn rút ra. Theo bạch bào khách động tác, tấm chắn bộ dáng chậm rãi hiện ra ở mấy người trước mắt, tấm chắn tài chất vì đồng thau, mặt ngoài bao trùm rất nhiều màu xanh đồng, ở màu xanh đồng hạ, còn có một đạo lại một đạo hoa ngân, hiển nhiên, này tấm chắn đã từng cùng vũ khí sắc bén va chạm quá. Dần dần, toàn bộ tấm chắn đều bị bạch bào khách từ trong đất rút ra, tấm chắn thành hình thoi, đại khái có 60cm cao, trừ bỏ phía trên có một khối thiếu giác bên ngoài, phía dưới còn có hai nơi bị tan vỡ. Không đợi bạch bào khách đám người cẩn thận nghiên cứu này khối tấm chắn, toàn bộ ngầm thông đạo, như là bị kích phát cái gì cơ quan, đột nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Đứng ở hố động nội mọi người, có thể rất rõ ràng cảm nhận được, chính mình dưới chân mặt đất, đang ở phát sinh kịch liệt chấn động. Cùng với sụp đổ. Kia đứng Trương Huyền trước người, thân xuyên thường phục nam nhân theo bản năng nhìn dưới chân liếc mắt một cái, kết quả vừa mới thấp hèn đầu, đó là dưới chân không còn, cả người xuống phía dưới rơi đi. Trương Huyền đám người, cũng là như thế, bọn họ dưới chân mặt đất, cơ hồ là ở cùng thời gian, toàn bộ vỡ ra. Giảm xuống một khoảng cách sau, mấy người tất cả đều quăng ngã trên mặt đất, bất quá này mặt đất cũng không san bằng, mà là một cái xuống phía dưới sườn dốc. Làm dừng ở mặt trên mọi người không chịu khống chế tiếp tục chiều phía dưới đi vòng quanh. Trương Huyền cùng bạch bào khách hai người nhưng thật ra trước tiên liền điều chỉnh tốt thân hình, chỉ cần hai người bọn họ nguyện ý, tùy thời đều có thể ngừng chính mình trượt xuống xu thế, bất quá hai người ai đều không có làm như vậy. Rốt cuộc lần này mục đích, chính là nhìn xem này số 4 địa cung bên trong, rốt cuộc có cái gì. Mọi người rớt xuống vội vàng, trên người chiếu sáng thiết bị cũng không có hoàn toàn mở ra, liền hai thanh đèn pin cường quang. Bởi vì không ngừng xoay tròn làm kia ánh sáng liền giống như cuồng phong hạ trong chóng giống nhau, dẫn tới nguồn sáng căn bản là vô pháp cấp mọi người cung cấp tốt đẹp chiếu sáng tác dụng, địa đạo phía dưới là một mảnh đen nhánh,
ngay cả bạch bào khách cùng Trương Huyền tại đây loại cao tốc vận động dưới tình huống cũng vô pháp rõ ràng nhìn đến trước mắt cảnh tượng. Như vậy trượt, vẫn luôn rằng có gần một phút thời gian mới dừng lại, trừ bỏ Trương Huyền cùng bạch bào khách hai người bên ngoài, còn lại năm tên cửu cục trẻ tuổi tất cả đều ngã trên mặt đất, cũng may trong đó ba người có cách ly phục bảo hộ, này cách ly phục tài chất không tồi, không đến mức mặt xám mày cho, mà kia thân xuyên thường phục một nam một nữ, tắc có vẻ chật vật rất nhiều. Trương Huyền ở trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách, bọn họ từ phía trên trượt xuống đến bây giờ, ít nhất giảm xuống 200 mét chiều sâu. Ngầm 200 mét, nghe giống như không có gì, nhưng này đã là trên thế giới 99% người chưa từng tiếp xúc quá vùng cấm. Đường hoàn toàn dừng thân hình, Trương Huyền lúc này mới bắt đầu đánh giá khởi bốn phía, hắn đôi mắt cũng dần dần thích ứng này hố động nội hắc ám, có thể nhìn đến một ít mơ hồ cảnh tượng. Trương Huyền nhìn chung quanh một vòng phát hiện, này hố động phía dưới, phá lệ rộng lớn, liền giống như chính mình ở 18 tầng địa ngục nhất thượng tầng khi giống nhau, bốn phía nhìn không tới giới hạn, ngẩng đầu nhìn không tới thiên. Này, này cũng quá lớn đi. Trương Huyền từ tai nghe xuôi tai đến kia có vẻ có chút khiếp sợ thanh âm. Cái này mặt là địa phương nào? Lưỡng đạo ánh đèn đột nhiên sáng lên, đây là hai thanh chiếu sáng đèn pin bị người mở ra, đèn pin sở mang đến ánh sáng, làm mọi người thấy rõ chung quanh cảnh tượng, này vừa thấy, không riêng gì kia năm tên cửu cục trẻ tuổi, tuy là Trương Huyền cùng bạch bào khách, đều không khỏi há to miệng, một bộ thấy quỷ bộ dáng. Ở bọn họ bốn phía, là một mảnh rộng lớn đất bằng, ở rộng lớn đất bằng ngoại, còn lại là một tầng lại một tầng hắc thạch ốc đỉnh. Chúng ta hiện tại, giống như đứng ở một cái tế đàn thượng. Một người thân xuyên cách ly phục cửu cục nam tính nuốt khẩu nước bọt. Chúng ta là đứng ở tế đàn thượng, bạch bào khách ra tiếng, xem như thừa nhận cái này cách nói. Giờ phút này, mọi người sở chạm địa phương, chính là thời cổ cái loại này tế thiên dùng tế đàn rất lớn, có thể so với toàn bộ sân bóng giống nhau, ở Trương Huyền trước người 17 mễ chỗ, một cái không đủ hai người song hành cầu thang nối thẳng xuống phía dưới, đếm kỹ đi xuống, có mấy trăm tầng cầu thang, trừ bỏ này cầu thang bên ngoài, không còn có một khác điều có thể từ phía dưới đi thông này cầu thang con đường. Đi đến tế đàn bên cạnh, xuống phía dưới nhìn lại, khoảng cách mặt đất, ít nhất có mấy chục mét độ cao. Tế đàn bốn phía, rậm rạp đều là màu đen kiến trúc. Cái gọi là màu đen, đều không phải là nơi này hàng năm không thấy thiên nhật, mà là kia kiến trúc sử dụng gạch thạch, đó là toàn thân màu đen ngạnh nham, mỗi một cái phòng ốc kiến trúc, đều là tháp tiêm trạng. Này số 4 địa cung, bãi ở Trương Huyền đám người trước mặt diện mạo, rõ ràng chính là một tòa, thành phố ngầm trì. Trương Huyền quay đầu nhìn quét một vòng, phát hiện cửu cục đám người trên mặt, bao gồm bạch bào khách, đều tràn ngập chấn động. Chẳng sợ Trương Huyền chính mình, nội tâm cũng là chấn động không thôi. Thành phố ngầm trì, dưới mặt đất mấy trăm mễ địa phương, thế nhưng có một tòa thành phố ngầm trì. Này tin tức nếu thả ra đi, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu người điên cuồng. Nơi này như thế nào sẽ có một tòa thành phố ngầm? Thời đại biến thiên, vỏ quả đất vận động, là nguyên bản mặt đất thành thị trầm với dưới nền đất, vẫn luôn chôn ở nơi này. Đây là cái nào triều đại thành trì? Nhìn chung hè oi bức cổ kim 5.000 năm, không có bất luận cái gì một cái triều đại, hưng thịnh loại này tháp hình kiến trúc. Cửu cục mấy người một câu, như là lầm bầm lầu bầu giống nhau, làm này đó suy đoán. Sư thúc, người có ấn tượng sao? Bạch bào khách dùng tư nhân kênh hướng Trương Huyền hỏi. Không có, Trương Huyền lắc lắc đầu, ở ta trong ấn tượng, chưa từng nghe nói qua như vậy một tòa thành, hè oi bức thời cổ, có thể dựng lên như vậy một tòa tế đàn. Tuyệt phi là tiểu thành trấn nhỏ liền có thể làm, ít nhất cũng nước phụ thuộc đều nhất lưu. Tây Bắc địa giới, có gì thủ đô, là kia Tây Hạ quốc gia cổ, bạch bào khách làm ra suy đoán. Không phải, Trương Huyền phủ nhận rất bạch bào khách suy đoán, Tây Hạ thủ đô kiến trúc phong cách, đều không phải là như thế, suy đoán vô dụng, đi xuống nhìn xem đi. Ân, bạch bào khách gật gật đầu. Mấy người đi vào tế đàn bên cạnh, nhìn kia cơ hồ là vuông góc xuống phía dưới mấy trăm tầng cầu thang. Kia ba gã thân xuyên cách ly phục cửu cục thành viên, đều có loại chân mềm cảm giác. Này cầu thang đầu lợi hại, hai bên không có tay vịn, hơi chút không chú ý, đều khả năng trực tiếp tài hạ. Hai gã thân xuyên thường phục cửu cục thành viên dẫn đầu đi lên cầu thang, hướng phía dưới đi đến, dư lại ba gã thân xuyên cách ly phục cửu cục thành viên đi ở trung gian, Trương Huyền cùng bạch bào khách tắc đi ở cuối cùng. Huấn luyện viên, kiểm tra đo lường kết quả ra tới. Nơi này linh khí mật độ đã giảm xuống tới rồi thấp nhất giá trị, thả có không khí lưu thông, trừ bỏ chúng ta tiến vào nhập khẩu ngoại, nơi này còn có khác đường ra.
cầm máy tính bảng người nọ mở miệng nói. Bạch bào khách nghe vậy, gỡ xuống mũ giáp, quả nhiên, tại đây ngầm mấy trăm mễ chỗ, hô hấp chút nào không chịu ảnh hưởng. Chương 915 quỷ dị tiêm tháp. Hẹp hòi chênh vênh cầu thang thượng, mọi người chậm rãi xuống phía dưới đi đến. Bạch bào khách đem kia mặt tổn hại tấm chắn bối với phía sau. Vài phút sau, mọi người đi xuống tế đàn, đứng ở trên mặt đất. Tế đàn phía dưới, là một cái thật lớn quảng trường, trên quảng trường không có bất luận cái gì kiến trúc, mặt đất san bằng, lát mặt đất, đều không phải là cái loại này thường thấy phiến đá xanh chuyển, như cũ là cái loại này màu đen nham thạch vật liệu đá. Khi bọn hắn đứng ở này trên quảng trường hướng chung quanh nhìn ra xa khi, đều có một loại chấn động cảm giác. Vừa mới ở tế đàn thượng, bọn họ cũng vô pháp trực quan cảm nhận được này trong thành từng tòa tiêm tháp hình kiến trúc, đương từ phía dưới nhìn lên, bọn họ mới chú ý tới, này từng tòa tiêm tháp hình kiến trúc sắp hàng phi thường chỉnh tề, hơn nữa độ cao tương đồng, thả mỗi một tòa kiến trúc đều chia làm mấy tầng, mỗi một tầng độ cao, cũng đều là tương đồng, ngay cả tầng số, đều toàn bộ giống nhau. Này đó kiến trúc sắp hàng ở con đường hai bên, muốn thông hành, chỉ có thể từ này tiêm tháp giữa đi qua, đến nỗi phương xa có cái gì, bọn họ còn nhìn không tới. Huấn luyện viên, chúng ta hiện tại đi kiến trúc bên trong nhìn xem, bạch bào khách đem ánh mắt tỏa định tới rồi khoảng cách hắn gần nhất một cái tháp hình kiến trúc mặt trên. Cửu cục mấy người gật gật đầu, chiều trước mặt tiêm tháp hình kiến trúc đi đến. Trương Huyền cũng không có cùng bọn họ tách ra, mà là đi theo phía sau bọn họ, nhìn này hết thảy. Thử một chút, có thể đuổi kịp mặt liên lạc đến sao? Bạch bào khách ra tiếng. Đang ở thí, tín hiệu vẫn luôn đều đã chịu quấy nhiễu. Phía trên linh khí quá nồng, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến thiết bị thông tin, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là rất khó tiến hành thông tin. Cầm trong tay cứng nhắc người trả lời. Bạch bào khách gật gật đầu, vẫn luôn thí, tận lực làm nhiều phái những người này xuống dưới, nơi này quá lớn. Minh bạch, mọi người đi đến một tòa tiêm tháp hình kiến trúc phía trước, mỗi một tòa tiêm tháp, đều là 18 mễ cao, cùng sở hữu 6 tầng, cái đáy thành hình thoi, lại chỉ có một phiến môn có thể tiến vào. Ta như thế nào cảm giác này kiến trúc âm trầm trầm, nơi nào xảy ra vấn đề. Kia thân xuyên thường phục cửu cục nữ tính đi đến tiêm tháp cửa khi, cảm thấy trong lòng có chút e ngại, không khỏi ra tiếng nói. Này nữ tính mở miệng sau, tức khắc đưa tới vài đạo hưởng ứng thanh. Đúng vậy, ta cũng có như vậy cảm giác. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng lại không thể nói tới. Cửu cục mấy người xem này tháp cao thời điểm, ánh mắt giữa, đều có chút kính sợ thần sắc. Bạch bào khách đứng ở tháp cao nhập khẩu trước cửa, ngẩng đầu nhìn tháp cao, cũng lộ ra suy tư ánh mắt. Vẫn luôn không có làm sao nói chuyện Trương Huyền, lúc này đột nhiên ra tiếng, này không phải trụ người địa phương. Hiện tại mọi người đều gỡ xuống mũ giáp, Trương Huyền thanh âm, căn bản không cần bất luận cái gì thông tin thiết bị, liền truyền tới mỗi người trong tai, hắn thanh âm này vừa ra, nghe được cửu cục mấy người, không khỏi dùng mình một cái. Ngươi có ý tứ gì a? Thường phục nữ tính hít sâu một hơi, mở miệng nói, nhưng thanh âm vẫn là có chút run lên. Hiện tại, đại gia thân ở này ngầm mấy trăm mễ địa phương, thả bốn phía một mảnh hắc ám, đột nhiên xuất hiện thành phố ngầm trì, các loại hình dạng quỷ dị kiến trúc, bản thân liền sẽ vô hạn phóng đại người sức tưởng tượng, làm người dễ dàng miên man suy nghĩ, hiện tại Trương Huyền lại đột nhiên toát ra tới như vậy một câu, thật là có chút thấm người. Các ngươi xem, Trương Huyền duỗi tay, chỉ hạ tháp thân. Nơi này mỗi một tòa tháp độ cao đều tương đồng, thả chỉ có một nhập khẩu, theo ta cá nhân biết, ở thời cổ không có cái nào thành trấn sẽ lấy như vậy kiến trúc phương thức tiến hành sắp hàng, thả quan trọng nhất một chút, này đó tháp thượng, không có cửa sổ. Không có cửa sổ. Trương Huyền này cuối cùng một câu, xem như lập tức liền bừng tỉnh mấy người. Đối, không cửa sổ, khó trách ta cảm giác này đó tháp như vậy biệt nữ, chính là bởi vì không có cửa sổ. Một người cửu cục thành viên mở miệng. Này không có cửa sổ tháp hình kiến trúc, giống như là một cái thật lớn mũi nhọn, nối thẳng hướng về phía trước, phá lệ quỷ dị. Nơi này không phải trụ người địa phương, lại sẽ là cái gì? Thường phục nam tính mở miệng, chẳng lẽ đều là từng tòa không tháp? Vào xem sẽ biết, bạch bào khách một bước tiến lên trước, đồng thời trước người ngự khí. Có bạch bào khách đi đầu, còn lại cửu cục thành viên, cũng thu hồi chính mình trong lòng những cái đó sợ hãi, đi theo bạch bào khách phía sau. Đi vào tiêm tháp đại môn, một cái trống trải đại sảnh, hiện ra ở mọi người trước mắt. Tiêm tháp bên trong, trống rỗng, cái gì cũng không có. Hơn nữa, tuy rằng từ bên ngoài nhìn lại, tiêm tháp chia làm 6 tầng,
nhưng đi vào bên trong, này tiêm tháp cũng không có tầng số chi phân, mà là vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến tháp tiêm, tháp nội rỗng tuếch, bốn phía vách tường đầm, không có thông gió. Như thế đại một tòa tháp, chỉ có kia một cái nho nhỏ tiến xuất khẩu, làm người đứng ở bên trong, sẽ cảm giác được bị đè nén khó chịu. Mặt trên giống như có cái gì? Một người cửu cục thành viên đem đèn pin cường quang chiếu xạ đến tháp đỉnh, thấy tầng cao nhất địa phương, giống như treo cái gì. Bạch bào khách dưới chân ngự khí, đột nhiên nhảy lên, 18 mễ độ cao, ở hắn nhảy dưới, cũng đã đến đỉnh. Theo sau, thấy bạch bào khách tay ở đỉnh chóp vung lên, theo sau lại hạ xuống. Đương bạch bào khách một lần nữa rơi xuống đất sau, trong tay của hắn, nhiều một cái thạch bàn, này thạch bàn giống như ngày thường ăn cơm chén bàn giống nhau lớn nhỏ, ở thạch bàn thượng còn phóng có một viên hình tròn thạch châu. Này thạch châu, như thế nào có loại quen thuộc cảm giác, tay cầm máy tính bảng cửu cục thành viên đi lên trước tới, tinh tế đánh giá bạch bào khách trong tay thạch bàn, đột nhiên, hắn kinh hô một tiếng, đây là linh thạch. Linh thạch, bạch bào khách cùng với Trương Huyền, còn có còn lại mấy người, đều lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Linh thạch bộ dáng, là toàn thân trong suốt, như thế nào sẽ là một viên bình thường cục đá? Là linh thạch, cầm cứng nhắc người đem thạch bàn thượng thạch châu bắt được trong tay, tinh tế quan sát, đây là linh thạch hao hết linh khí sau bộ dáng, ta phía trước ở phòng thí nghiệm gặp qua một lần, đương linh thạch hao hết linh khí lúc sau, bề ngoài liền sẽ biến thành bình thường vật liệu đá, nhưng bên trong lại là chạm rỗng, chỉ cần thoáng dùng sức, liền sẽ đem này hóa thành bột phấn. Cầm cứng nhắc người này, vừa nói, một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo, liền thấy, bị hắn cầm trong tay thạch châu, ở hắn này nhẹ nhàng nhéo hạ. Nháy mắt hóa thành bột mịn, lạc hướng mặt đất. Này! Mọi người nhìn kia đầy đất bột mịn, không biết nên nói cái gì đó. Đi xem còn lại tháp, bạch bào khách vung tay lên, hạ lệnh nói. Năm tên cửu cục thành viên không có chần chờ, lập tức rời đi, phân biệt chiều chung quanh vài tòa tháp nội đi đến. Thực mau, bọn họ đều từ tháp nội ra tới, mỗi người trong tay, đều cầm một cái thạch bàn mặt trên, phóng thạch châu. Huấn luyện viên! Mỗi một tòa tháp đỉnh, đều phóng có một khối linh thạch, bất quá tất cả đều tiêu hao xong rồi. Thời gian quá đến lâu lắm, linh thạch không có phong ấn, tất cả đều là tự nhiên tiêu hao. Khó trách địa cung lối vào linh khí sẽ như vậy nồng đậm, nguyên lai là cái này phương linh khí trồng chất lên, nơi này quang tiêm tháp có mấy trăm tòa, nếu mỗi một tòa bên trong đều có như vậy một viên linh thạch, chờ tự nhiên tiêu hao xong, kia có khả năng ngưng tụ ra tới linh khí, tuyệt đối là số lượng thật lớn. Chương 916 Địa cung hắc ảnh. Trương Huyền đứng ở màu đen nham thạch mặt đường thượng, nhìn trước mặt này từng tòa 18 mễ tháp cao, chau mày, trầm mặc không nói. Sư thúc, người phát hiện cái gì? Bạch bào khách đi đến Trương Huyền bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Trương Huyền khẽ lắc đầu, người có hay không phát hiện, nơi này tình cảnh, ở một ít thư giữ có miêu tả quá. Thư, bạch bào khách vẻ mặt nghi hoặc, hắn trong óc suy tư một phen, theo sau lắc lắc đầu, sư thúc. Ta tự nhận là cũng coi như đọc đủ thứ cổ sử, chưa bao giờ gặp qua như vậy miêu tả. Đương nhiên không phải ở cổ sử chung, ta nói, là ở thư nội. Trương Huyền mở miệng, thuộc sơn truyền chung, có một tòa khóa yêu tháp, tháp đỉnh có một phen chấn ma kiếm, chấn áp tháp nội yêu tà. Sư thúc, người nói đây là tiên hiệp tiểu thuyết A. Bạch bào khách vẻ mặt vô ngữ biểu tình, trong tiểu thuyết sự, như thế nào có thể phóng tới trong hiện thực tới, người sẽ không cảm thấy, này đó trong tháp. Đều quan cái gì yêu ma quỷ quái đi. Trong tiểu thuyết đồ vật, là không thể thật sự, nhưng này tháp, tuyệt đối là giam giữ cái gì dùng, người cùng ta tới. Trương Huyền nâng bước, hướng phía trước đi đến. Bạch bào khách mặt mang nghi hoặc đi theo Trương Huyền phía sau, ở đi ra mấy chục mét sau, Trương Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn hiện tại sở trạm vị trí, là ở hai tòa tháp cao ngay trung tâm. Xem này, Trương Huyền tại đây dừng chân, nhìn về phía mặt đất. Bạch bào khách ánh mắt đi theo qua đi, một tiểu thiệt xiềng xích, ấn nhập bạch bào khách mi mắt. Bạch bào khách ngồi xổm xuống, quan sát mặt đất kia thiệt xiềng xích trường chỉ có 0-20 cm, có một người cánh tay như vậy khoan, hai nơi có đứt gãy dấu vết, ở bạch bào khách ánh mắt nhìn đến xiềng xích đứt gãy chỗ khi, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, này. Xiềng xích hai bên, phân biệt kéo duỗi, đã biến hình. Này xiềng xích đoạn rớt, đều không phải là vũ khí sắc bén chém đứt. Mà là bị sinh sôi túm đoạn. Trương Huyền nhẹ nhàng mở miệng, xiềng xích tài chất không rõ, tuy là ở chỗ này chôn giấu nhiều năm như vậy, vẫn so sắt thép cứng rắn. Bạch bào khách nhặt lên xiềng xích, hắn phát hiện này một đoạn xiềng xích phá lệ trọng,
liền như vậy không đến 20 cm trường, chỉ cần có 60 cân. Ngươi lại cùng ta tới. Trương Huyền hướng bạch bào khách vung tay lên, theo sau thả người nhảy, thẳng thượng tháp đỉnh. Bạch bào khách từ gót thượng, hai người lên xuống gian, cũng đã tới rồi tháp tiêm chỗ. Ngươi xem này, Trương Huyền duỗi tay sở hướng tháp tiêm, ở tháp tiêm đỉnh cao nhất, có một cái khuyên sắt, là dùng để buộc chặt xiềng xích chi dùng, giờ phút này khuyên sắt chỉ còn một nửa xiềng xích bên kia, giống như Trương Huyền hai người trên mặt đất tìm được cái kia giống nhau, đều là bị mạnh mẽ xả đoạn. Trương Huyền tiếp tục mở miệng nói, ta mới vừa quan sát 10 tòa tháp, mỗi một tòa mặt trên đều có xiềng xích buộc chặt, thả tháp đỉnh mặt ngoài, đều có một đạo tế ngân, đây là ở hàng năm gió táp mưa sa chung, bị xiềng xích che đậy sở hình thành dấu vết, tất cả đều hướng một phương hướng, nói cách khác. Mỗi một cái tiêm tháp, đều là từ xiềng xích sở liên tiếp lên. Trương Huyền nói còn chưa dứt lời, bạch bào khách liền nói tiếp, chỉ là xiềng xích bị người mạnh mẽ xả chặt đứt. Đúng vậy, Trương Huyền gật đầu. Nhưng này vì chính là cái gì đâu? Bạch bào khách trên mặt nghi hoặc càng sâu, dùng xiềng xích đem mỗi một tòa tiêm tháp sâu chuỗi lên, lại bị người đem xiềng xích xả đoạn, cố tình này tháp còn không có đã chịu cái gì phá hư. Cùng với tưởng này đó, chỉ bằng tự hỏi một cái khác vấn đề. Trương Huyền đứng ở tháp đỉnh, ánh mắt nhìn ra xa phương xa, nơi đó đen như mực một mảnh, tuy là Trương Huyền, cũng thấy không rõ phương xa còn có cái gì, này liền hình như là một cái thế giới mới. Cái gì? Bạch bào khách theo bản năng hỏi. Ta vừa mới nói, tháp đỉnh bởi vì hàng năm gió táp mưa sa mới hình thành xiềng xích ấn ký, rốt cuộc là phát sinh cái dạng gì sự, mới có thể làm một cái bổn trên mặt đất thành trì, rơi vào ngầm mấy trăm mễ, thả có thể như vậy hoàn chỉnh bảo tồn xuống dưới. Ta tưởng ngươi cùng với suy đoán những cái đó không có đầu mối sự, chỉ bằng từ phương diện này xuống tay, nói không chừng có thể tìm được chút cái gì manh mối. Trương Huyền mở miệng nói. Bạch bào khách trước mắt sáng ngời, đúng vậy sư thúc, ta như thế nào không nghĩ tới điểm này, nếu có thể làm rõ ràng này thành trì vì cái gì sẽ chôn ở ngầm, tuyệt đối có thể tìm được hữu dụng manh mối, so như vậy đoán mò cường. Ngươi không phải không nghĩ tới, ngươi chỉ là nhìn đến như vậy cái không biết địa phương, để tâm vào chuyện vụn vặt mà thôi. Trương Huyền vỗ vỗ bạch bào khách bả vai. Bạch bào khách há miệng thở dốc, đang chuẩn bị nói cái gì đó, liền nghe phía dưới truyền đến một trận kinh hô. Cẩn thận! Lui! Này tiếng kinh hô chủ nhân, đúng là đến từ cửu cục kia vài tên trẻ tuổi. Trương Huyền cùng bạch bào khách sắc mặt biến đổi, cơ hồ đồng thời chiều phía dưới nhảy tới, này thành phố ngầm chỉ quá mức với thần bí, ai cũng không biết nơi này có cái gì, nơi này cất giấu cái dạng gì nguy hiểm. Đương Trương Huyền cùng bạch bào khách rơi xuống đất, chạy qua một cái chuyển biến khi, liền thấy một người thân xuyên cách ly phục cửu cục thành viên bay ngược quá, hung hăng chiều mặt đất quăng ngã đi, ở này sắp ném tới trên mặt đất khi, bạch bào khách duỗi tay đem này tiếp xuống dưới. Bạch bào khách nhìn đến, tên này cửu cục thành viên khóe miệng quải huyết, trên người cách ly phục cũng xuất hiện một cái thon dài khẩu tử. Sao lại thế này? Bạch bào khách nhíu mày hỏi. Huấn luyện viên, có địch nhân. Tên này cửu cục thành viên sắc mặt trắng bệch mở miệng. Địch nhân, bạch bào khách đột nhiên cả kinh, này thành phố ngầm trì, thế nhưng còn có người. Người nghĩ cách đuổi kịp mặt liên hệ, ta đi trước nhìn xem. Bạch bào khách nói một tiếng sau, hóa thành một đạo ảo ảnh, hướng phía trước phương lao đi. Trương Huyền cũng không có lập tức đuổi kịp bạch bào khách, hắn đánh giá một chút tên này cửu cục thành viên cách ly phục thượng khẩu tử, này khẩu tử bên cạnh có một ít đồng tiết tàn lưu. Lại là đồng. Trương Huyền lông mày hơi hơi nhăn lại, hắn tổng cảm thấy có chút không thích hợp, gần đoạn thời gian, hắn gặp qua quá nhiều loại này mang theo đồng tiết đồ vật, ở Lâu Lan Biển Cát, tại đây số 4 địa cung. Trương Huyền quan sát này tòa thành phố ngầm kiến trúc hình thức cùng với dùng tài, như thế nào đều không thể là mới phát triển đến đồng thau thời đại như vậy cấp thấp, nhưng cố tình, kia tổn hại tấm chắn, còn có cắt qua tên này cửu cục thành viên cách ly phục vũ khí sắc bén, tất cả đều cùng đồng có quan hệ. Trương Huyền đi phía trước đi rồi vài bước, thấy được bạch bào khách thân ảnh. Lúc này, bạch bào khách đang cùng cửu cục còn lại 4 người, liên hợp hướng một đạo hắc ảnh khởi xướng tiến công. Bạch bào khách là cửu cục đối ngoại người phát ngôn, thực lực tự nhiên không dung khinh thường, lại từng bái ở Bạch Giang Nam môn hạ học tập, lại ít có cao thủ, tuy rằng lần này tiến đến không cầm ngân thương, thực lực so toàn thịnh thời kỳ muốn kém vài phần, nhưng kia cũng không phải mỗi người đều có thể đối phó. Nhưng giờ phút này, bạch bào khách liên hợp 4 gã cửu cục thành viên, cộng đồng đối phó trước mặt hắc ảnh, lại thật lâu không có thể đem này bắt lấy, đối phương đối mặt bạch bào khách khí. Nhìn như không thấy, một đôi nắm tay liên tiếp hướng bạch bào khách tạp tới.
Ngươi là người nào? Bạch bào khách né tránh qua đối phương nắm tay, lớn tiếng quát hỏi. Đối mặt bạch bào khách quát hỏi, đối phương liền giống như không có nghe được giống nhau, như cũng không ngừng huy quyền, mỗi một quyền đều đánh hướng bạch bào khách trên người chí mạng điểm. Trương Huyền đứng ở cách đó không xa, híp mắt nhìn hắc ảnh động tác, đối phương động tác tuy rằng đơn giản, nhìn như lỗ mãng, nhưng lại đều là giết người chiêu. Chương 917 con rối. Đối mặt này hắc ảnh tiến công, bạch bào khách ngự khí vô dụng, trong lúc nhất thời thế nhưng bắt không được đối phương, ngược lại còn lại vài tên cửu cục thành viên, có khi không cẩn thận bị hắc ảnh đụng tới, lập tức bị thương. Hắc ảnh tốc độ bạo tăng, hướng bạch bào khách phóng đi. Đối mặt vọt mạnh mà đến hắc ảnh, bạch bào khách biểu tình nghiêm túc, đối phương cả người đều giấu ở đỉnh đầu áo đen giữa, thấy không rõ bộ dáng. Liền ở hắc ảnh vọt tới bạch bào khách trước người 2 mét khi, lấy một cái cực kỳ quỷ dị phương thức, ngừng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Hắc ảnh này khác thường động tác, làm bạch bào khách sửng sốt, không rõ hắc ảnh đây là muốn làm cái gì. Huấn luyện viên, cẩn thận, một bên, tên kia thân xuyên thường phục nữ tính kinh hô một tiếng. Hắn bảo ẩn giấu thanh kiếm. Kiếm, bạch bào khách sắc mặt cả kinh, không đợi hắn phản ứng lại đây, liền thấy một mặt hàn mang xông thẳng chính mình mà đến. Trương Huyền đứng ở một bên, ở nhìn đến hắc ảnh xuất kiếm động tác nháy mắt, đồng tử đột nhiên co rụt lại, này nhất kiếm, hắn gặp qua. Đối mặt hắc ảnh đâm ra nhất kiếm, bạch bào khách thân hình nhanh chóng lui về phía sau, nhưng kia hàn mang, liền như giỏi trong xương giống nhau, theo sát không tha. Mắt thấy hàn mang đã đến bạch bào khách mặt, bạch bào khách thân thể bỗng nhiên vặn vẹo, phần eo về phía sau phía dưới uốn lượn, tránh thoát này nhất kiếm, sở nữ gương mặt, mang theo ướt át, trên tay có một mạt ôn hồng. Đối phương nhất kiếm, liền đem bạch bào khách trên mặt vẽ ra một lỗ hồng. Nhất kiếm qua đi, đối phương cũng không có tiếp tục cùng chiêu, ngược lại cảm giác có chút cứng đờ, thân hình cũng bắt đầu lui về phía sau, đem trong tay lưỡi dao sắc bén tàng tiến bảo chung. Bạch bào khách nhìn trên tay lây dính máu tươi, trong mắt hiện lên một màn nỗi khiếp sợ vẫn còn, vừa mới đối phương kia nhất kiếm quá nhanh, mau đến hắn đều có chút không phản ứng lại đây, hơn nữa ở kia nhất kiếm hạ, bạch bào khách có một loại vô pháp phá chiêu cảm giác, giống như trừ bỏ trốn bên ngoài, không còn có mặt khác biện pháp, cũng may đối phương động tác có chút cứng đờ, nếu không chính mình vừa mới thật đúng là không nhất định trốn đến qua đi. Lại xem hắc ảnh, bạch bào khách trong mắt nhiều vài phần ngưng trọng, hắn suy nghĩ. Nếu đối phương còn lấy này chiêu công tới, hắn nên như thế nào giải? Huấn luyện viên, chúng ta tới giúp ngươi. Cửu cục bốn người thấy bạch bào khách bị thương, tất cả đều vọt đi lên, trong mắt tất cả đều là ngưng trọng, ngay cả cường đại như thế huấn luyện viên đều ở đối phương nhất chiêu dưới bị thương, kia chính mình lại nên như thế nào ngăn cản? Các ngươi lui ra phía sau, này không phải các ngươi có thể đối kháng địch nhân. Bạch bào khách lau một phen trên mặt vết máu, tiến lên một bước, ra tiếng nói. Kiếm pháp không tồi, chúng ta lại đến. Bạch bào khách nói xong, thân hình bỗng nhiên vọt tới trước, lại lần nữa cùng hắc ảnh chiến ở bên nhau. Cửu cục dư lại bốn người qua lại liếc nhau, không có tiến lên, bạch bào khách đều nói không cho bọn họ nhúng tay, bọn họ cũng trong lòng biết, chính mình đi lên, khả năng khởi không đến một chút tác dụng không nói, còn sẽ thêm phiền. Trương Huyền híp mắt, tiến lên hai bước, cẩn thận nhìn chằm chằm kia đạo bóng đen động tác. Ngươi lùi ra phía sau một chút. Cửu cục thường phục nữ tính hướng Trương Huyền quát, không cần đi lên thêm phiền. Tại đây danh thường phục nữ tính hướng Trương Huyền trong lúc nói chuyện, kia nói hắc y lại lần nữa rút ra lưỡi dao sắc bén, thẳng hướng bạch bào khách mà đi, này lưỡi dao sắc bén xuất hiện vị trí phi thường quỷ dị, thế nhưng là từ hắc ảnh chính ngực chỗ đâm ra, dẫn tới bạch bào khách sốt cuộc vô pháp lấy vừa mới như vậy phương thức tránh né. Này nhất kiếm đánh úp lại, bạch bào khách sắc mặt phá lệ ngưng trọng, một bên lui về phía sau. Một bên tự hỏi phá chiêu phương pháp. Trương Huyền lại lần nữa đi lên trước một bước. Ta làm ngươi trở về, ngươi không nghe được sao? Thường phục nữ tính một tay chiều Trương Huyền bả vai chộp tới. Trương Huyền không thèm để ý này thường phục nữ nhân, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc ảnh trong tay lưỡi dao sắc bén, ra tiếng nói, nghiêng người, hắn sẽ không hoành kiếm. Sẽ không hoành kiếm. Nghe được Trương Huyền nói, bạch bào khách trong lòng đốn sinh nghi hoặc, có thể nào sẽ không hoành kiếm. Ngươi biết cái gì, không cần nói bậy. Thường phục nữ tính hướng Trương Huyền quát lớn một tiếng, đối phương tốc độ nhanh như vậy, ngươi nghiêng người công phu, đối phương tùy tiện nhất kiếm chém tới, đến nỗi sẽ không hoành kiếm. Như thế cấp bậc cao thủ, sao có thể sẽ không thay đổi chiêu? Bạch bào khách nghi hoặc tuy nghi hoặc, nhưng vẫn là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Trương Huyền,
đối mặt hắc ảnh đâm tới nhất kiếm, bạch bào khách thân thể một bên, kia kiếm mang theo bạch bào khách trước người xẹt qua, một thứ về phía trước, quả thực liền như Trương Huyền nói như vậy, đối phương sẽ không hoành kiếm. Chỉ là một cái đơn giản nghiêng người, khiến cho bạch bào khách tránh đi này đem hắn bước đến tuyệt lộ nhất kiếm. Kia mới quát lớn xong Trương Huyền thường phục nữ tính ánh mắt sửng sốt, sao có thể, hắn sao có thể sẽ không hoành kiếm. Bạch bào khách sắc mặt vui vẻ, lại nghe Trương Huyền thanh âm truyền đến. Công hắn hạ bàn, không cần thật chặt, hắn sẽ đem trọng tâm đặt ở hạ bàn, hơn nữa hắn kiếm sẽ từ phía dưới ra tới, lúc này ngươi nghiêng người điểm hắn thiên linh. Trương Huyền ngữ tốc thực mau, thậm chí liền hắc ảnh mặt sau sẽ như thế nào làm đều nói ra, giống như căn bản không sợ đối phương nghe được giống nhau. Bạch bào khách gật đầu, dựa theo Trương Huyền theo như lời, chiêu chiêu bôn hắc ảnh hạ bàn mà đi. Quả thực liền như Trương Huyền dự đoán như vậy, đương bạch bào khách công này hạ bàn sau, hắc ảnh đem toàn bộ trọng tâm đều đặt ở dưới chân, ngay sau đó, liền thấy hắc ảnh thân mình một đốn. Như vậy một đốn động tác, bạch bào khách đã gặp qua hai lần, trong lòng biết đây là hắc ảnh xuất kiếm trước dự triệu. Một đạo hàn mang, ở Trương Huyền đoán trước chung, từ hắc ảnh phía dưới xuất hiện. Thẳng đến bạch bào khách mà đi, tốc độ cực nhanh. Có vừa mới kinh nghiệm, đối mặt này nhất kiếm, bạch bào khách nhẹ nhàng né tránh, theo sau một lóng tay điểm ra, thẳng chỉ hắc ảnh đỉnh đầu mà đi. Hắc ảnh dưới chân, nguyên bản cấp ra kiếm, ở bạch bào khách ngón tay điểm thượng này thiên linh khi, đột nhiên ngừng, mà hắc ảnh bản thân, cũng như là võ hiệp tiểu thuyết trung bị điểm huyệt, đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Kim loại, bạch bào khách kinh hô một tiếng. Ở hắn ngón tay chạm vào hắc ảnh thiên linh khi, rõ ràng cảm thấy, kia không phải nhân thể có thể mang đến xúc cảm. Bạch bào khách bắt lấy hắc ảnh trên người áo choàng, dùng sức một xả, liền nghe xé kéo một tiếng, hắc ảnh trên người áo choàng bị triệt xuống dưới, lộ ra hắc ảnh chân thật diện mạo. Ở nhìn đến hắc ảnh nháy mắt, cửu cục mấy người, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Mà Trương Huyền, còn lại là lộ ra một bộ suy tư bộ dáng. Bãi ở trước mặt mọi người hắc ảnh bản thể. Rõ ràng là một khối hình người con rối bề ngoài, toàn bộ là dùng một loại kim loại chế thành, mà kia đem ra đến một nửa liền dừng lại kiếm, đúng là từ hắc ảnh mũi chân chỗ cơ quan nội bắn ra. Khó trách hắn mỗi cái địa phương đều có thể xuất kiếm, nguyên lai là con rối. Bạch bào khách đánh giá trước mặt khối này con rối, vừa mới hắn còn đang suy nghĩ, vì sao người này xuất kiếm góc độ như thế xảo quyệt, có chút địa phương, căn bản chính là trái với lẽ thường, hiện tại một chút thoải mái. Như vậy cường cao thủ, thế nhưng là một khối con rối. Cửu cục còn lại mấy người, ở lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, đều có vẻ có chút nan kham, bọn họ cũng tự nhận là cao thủ, nhưng vài người vây công một cái con rối đều đánh không lại, trong đó một cái còn thân bị trọng thương. Ngươi thấy thế nào ra đây là con rối? Thường phục nữ tính nhìn về phía Trương Huyền, hỏi. Chính hắn bại lộ ra tới. Trương Huyền ra tiếng. Chính mình bại lộ, nói rõ ràng điểm. Thường phục nữ tính có chút không kiên nhẫn nói. Chương 918 mạc danh bực bội. Này thường phục nữ nhân, từ nàng phía trước hành vi cách làm liền không khó coi ra, tuyệt đối kiêu căng hạng người, đối nàng cho rằng nhân viên nghiên cứu Trương Huyền, cũng là tràn ngập ngạo nghễ. Mà vừa mới, nữ nhân này mấy phen quát lớn, cuối cùng chiến cuộc lại là dựa theo Trương Huyền theo như lời mà đi, này vốn là làm thường phục nữ nhân trong lòng khó chịu, giờ phút này chính mình không thấy ra con rối, lại bị người này nhìn ra. Vẫn là ở huấn luyện viên trước mặt, làm này thường phục nữ nhân cảm giác phi thường mất mặt. Rất đơn giản, Trương Huyền quay đầu lại, nhìn mắt đứng ở cách đó không xa tên kia cách ly phục bị cắt qua cửu cục thành viên, nói, ta mới vừa nhìn đến, hắn quần áo tổn hại địa phương, có chút màu xanh đồng, mà vừa mới con rối đâm ra tới trên thân kiếm, cũng không có màu xanh đồng, này thuyết minh liền không phải một phen kiếm, nhưng cố tình hai thanh kiếm đâm ra phương hướng, đều là bên trái, ngươi cho rằng. Một người có thể ở một cái áo choàng tàng hai thanh kiếm mà không ảnh hưởng hành động sao? Mà ở trong chiến đấu, này con rối vẫn luôn đều không có đã làm khom người linh tinh động tác, thuyết minh nhược điểm của hắn ở thượng thân, trừ bỏ dùng để công kích địa phương, cũng chỉ có thiên linh là nhược điểm. Nghe được Trương Huyền nói như vậy, thường phục nữ nhân sắc mặt khó coi, nàng sắc không có chú ý tới những chi tiết này, phát ra một đạo hừ lạnh, cũng liền lý luận xuông, người nếu cùng người đối chiến thời có thể chú ý này đó cũng hảo. Liền sợ ngươi nhưng thật ra sợ tới mức đái trong quần. Trương Huyền mặt mang mỉm cười, lắc lắc đầu. Bạch bào khách cũng không có chú ý tới này thường phục nữ nhân cùng Trương Huyền đấu võ mồm. Hắn hiện tại lực chú ý, tất cả đều phóng tới trước mặt cái này con rối trên người. Con rối trên người kim loại, là bạch bào khách sở không có gặp qua.
bao gồm con rối vận chuyển hình thức, cũng làm bạch bào khách lòng tràn đầy nghi hoặc. Tuy là hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, người máy loại đồ vật này, cũng chỉ có thể làm được một ít đơn giản thể thức hóa, nếu nói làm ra một cái giống như cái này con rối giống nhau chiến đấu người máy, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ, còn làm không được. Nhưng thật ra thần thánh thiên quốc cải tạo người, bạch bào khách biết một ít. Thứ này rốt cuộc là như thế nào vận chuyển, bạch bào khách mày nhăn lại là cái gì có thể điều khiển hắn. Linh thạch, Trương Huyền mở miệng, chỉ có linh thạch có thể bảo tồn thời gian dài như vậy, nếu linh thạch vẫn luôn đều phong ấn tại đây con rối trong cơ thể, linh khí liền sẽ không tiêu tán. Bạch bào khách đứng ở này con rối trước, ngó trái ngó phải, lại không dám lộn xộn. Lúc trước không biết đây là cụ con rối, bạch bào khách nhưng thật ra dám ra tay tàn nhẫn, nhưng hiện tại biết là cụ con rối, bạch bào khách ngược lại có vẻ thật cẩn thận, sợ nháo hỏng rồi cái gì. Rốt cuộc như vậy một khối con rối bên trong cất giấu quá nhiều bí mật, phi thường có nghiên cứu giá trị, hắn sợ cấp nào nháo hỏng rồi. Huấn luyện viên, liên hệ đến mặt trên, tên kia cầm trong tay cứng nhắc cửu cục thành viên phát ra một đạo kinh hỉ thanh âm. Hảo, bạch bào khách mặt lộ vẻ một tia vui mừng, bên ngoài người nói như thế nào, dụng cụ có thể tiến vào sao? Đã ở an bài, mặt trên đang ở dựng cùng khai quật thông đạo, chờ hạ sẽ có người tới tiếp ứng chúng ta đi lên. Cửu cục thành viên đáp. Hảo, dụng cụ nếu có thể tiến vào, liền dễ làm. Bạch bào khách gật gật đầu, này thành phố ngầm thật sự là quá lớn, một mảnh đen nhánh, lại liếc mắt một cái vọng không đến đầu, nếu bằng vào bọn họ vài người thăm dò, bên trong còn có dấu cái gì không biết nguy hiểm không nói, chính là quang thăm dò, cũng không biết muốn bao lâu thời gian, lại còn có tra không đến nhiều ít hữu dụng tình báo, nơi này hết thảy đối bọn họ tới nói đều là cái mê. Kia còn giấu ở một mảnh đen nhánh giữa thần bí thế giới, bao gồm trước mặt cái này kim loại con rối, tất cả đều là bạch bào khách đám người không biết lĩnh vực. Nơi này khoảng cách phía trên có 200 nhiều mễ khoảng cách, Trương Huyền đám người lại lần nữa đi lên tế đàn, mấy trăm tầng cầu thang giống như lên trời lộ giống nhau, đi ở cầu thang thượng, dần dần quan sát này tòa thành phố ngầm trì. Đương một lần nữa trở lại tế đàn thượng khi, mọi người đánh giá bọn họ xuống dưới khi nhập khẩu, đó là cùng tế đàn liền nhau một tầng vách đá. Vách đá rất cao, tầng ngoài bóng loáng, có một đạo giống như thang trượt quỹ đạo, mọi người chính là từ kia trượt xuống dưới. Sư thúc, bạch bào khách đi đến Trương Huyền bên cạnh, nhỏ giọng mở miệng, người nói này quỹ đạo là ngẫu nhiên hình thành, vẫn là có người cố tình vì này. Bạch bào khách nhìn bọn hắn chằm chằm trượt xuống dưới cái kia thông đạo, trùng hợp không khéo, liền rơi xuống này tế đàn thượng. Trương Huyền lắc lắc đầu, mấy vấn đề này, chờ ngươi làm rõ ràng nơi này rốt cuộc là cái gì lúc sau. Tự nhiên liền sẽ minh bạch. Mấy người ngồi xếp bằng ở tế đàn thượng, chờ phía trên người tới tiếp ứng, Trương Huyền cùng bạch bào khách nhưng thật ra có thể lợi dụng phía trên khe trượt đường cũ phản hồi, nhưng cửu cục này năm tên thành viên làm không được. Hai gã cửu cục thành viên cầm trong tay đèn pin cường quang, ngồi ở tế đàn bên cạnh, không ngừng dùng đèn pin bắn phá chung quanh, xuyên thấu qua chùm tia sáng, muốn thấy rõ phương xa đều có cái gì. Hè oi bức cùng loại với như vậy địa cung nhiều sao. Trương Huyền ngồi ở bạch bào khách bên người hỏi. Đây là cái thứ nhất, bạch bào khách ra tiếng, còn lại địa cung, ta không có đi qua, cũng không rõ ràng trong đó là cái dạng gì, nhưng tuyệt đối sẽ không giống nơi này giống nhau, nếu không đã sớm đăng báo, nhất vãn ngày mai buổi sáng, mặt trên liền sẽ phái người hoàn toàn phong tỏa nơi này, chỉ sợ đang làm rõ ràng nơi này có cái gì phía trước, khắp khu vực đều sẽ cấm nghiêm. Trương Huyền gật gật đầu, cũng không có tiếp tục hỏi cái gì, hắn cũng biết, có một số việc. Liền tính bạch bào khách rõ ràng, lấy bạch bào khách quyền hạn, cũng vô pháp cho chính mình nhiều lời. Cửu cục cái này máy móc một khi vận chuyển lên, kia hiệu suất là cực cao. Nơi này khoảng cách phía trên có mấy trăm mễ chiều sâu, nhưng Trương Huyền đám người cũng liền đợi hơn một giờ, liền nghe được có thanh âm truyền đến. Huấn luyện viên, các ngươi ở dưới sao? Thanh âm này rõ ràng từ khe trượt chỗ vang lên. Ở, bạch bào khách đáp một tiếng. Kia năm tên cửu cục thành viên. Cũng tất cả đều đứng dậy, chiều khe trượt phương hướng nhìn lại. Huấn luyện viên, chúng ta ném dây thừng đi xuống, các ngươi tiếp một chút. Khe trượt chỗ thanh âm lại lần nữa vang lên, tại đây đồng thời, mấy cây dây thừng bị từ phía trên ném xuống dưới, dừng ở tế đàn thượng. Mau, thượng, bạch bào khách hướng kia năm tên cửu cục thành viên mệnh lệnh một tiếng. Năm người cũng không chậm trễ, nhanh chóng duỗi tay bắt được dây thừng, hướng lên trên phương bỏ đi. Thấy năm người đều đã an toàn về tới khe trượt nội, bạch bào khách hướng Trương Huyền nói, sư thúc, chúng ta cũng trước đi ra ngoài đi. Ân,
Trương Huyền gật gật đầu. Trương Huyền cùng Bạch Bào Khách hai người, bắt được dây thừng, dùng sức nhảy. Ở hai người nhảy lên nháy mắt, một đạo đèn flash đột nhiên từ phía trên xuất hiện, chợt lóe rồi biến mất, là cửu cục người ở ký lục nơi này diện mạo. Ở đèn flash lập lòe trong nháy mắt kia, Trương Huyền mơ mơ hồ hồ thấy được phía dưới cảnh tượng, kia từng tòa tiêm tháp, uốn lượn sắp hàng, thật giống như một con xoay quanh cự long giống nhau. Này liếc mắt một cái, làm Trương Huyền trong lòng không ngọn nguồn xuất hiện một mặt bực bội, đồng thời cũng đối cái này địa phương, nhiều vài phần chán ghét, đến nỗi này chán ghét từ đâu mà đến, Trương Huyền đều không rõ ràng lắm, hắn hiện tại chỉ có một ý tưởng, đó chính là mau rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Ở từ khe trượt đi thông phía trên đường, Trương Huyền một tiếng cũng chưa cổ họng, chính là buồn đầu đi tới, chờ hoàn toàn rời đi địa cung thời điểm, Trương Huyền mới cảm giác được trong lòng kia cổ bực bội chậm rãi biến mất. Chương 919 tới tâm sự. Rời đi lão viện phúc lợi địa chỉ cũ, Trương Huyền quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa mới trong lòng kia cổ bực bội xuất hiện cực kỳ đột ngột, Trương Huyền cũng không rõ chính mình cảm xúc vì cái gì đột nhiên có lớn như vậy dao động, liền ở chính mình mơ hồ nhìn đến địa cung cảnh tượng trong nháy mắt kia, một cổ chán ghét bực bội liền nảy lên trong lòng, thẳng đến rời đi địa cung, Trương Huyền mới cảm giác trong lòng thoải mái một ít. Nhìn thời gian, hiện tại đã là rạng sáng 2 điểm. Cửu cục người đã hoàn toàn đem này một mảnh khu vực vây quanh, xuất hiện như vậy một cái thành phố ngầm trì, vô luận là cái nào thế lực, đều sẽ cẩn thận đối đãi. Cửu cục xuất thuộc về hè oi bức phía chính phủ, làm việc tới hiệu suất cực cao, thả phi thường phương tiện. Có thể nhìn đến, từng chiếc công trình xe đã chạy đến nơi này, trên đường cũng đều thiết trí chướng ngại vật trên đường, tùy tiện tìm một cái duy tu lấy cớ, liền đem này một mảnh khu vực nội lộ toàn bộ phong tỏa. Trương Huyền không có tiếp tục đãi ở chỗ này, đón thuộc về tháng một gió lạnh, Trương Huyền chiều Lâm Thị cao ốc đi đến. Lấy Trương Huyền đối Lâm Thanh Hạm hiểu biết, hôm nay Lâm Thị làm lớn như vậy một sự kiện ra tới, Lâm Thanh Hạm tuyệt đối vô pháp an tâm về nhà ngủ, công ty có rất nhiều sự tình phải đợi Lâm Thanh Hạm đi an bài. Không ra Trương Huyền sở liệu, đương Trương Huyền đi vào CBD thương vòng thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn đến Lâm Thị cao ốc đỉnh tầng đèn còn sáng lên. Trương Huyền nâng bước về phía trước đi đến, ở đi vào Lâm Thị đại môn thời điểm, một người Lâm Thị bảo an đi lên trước tới, thấp giọng nói, đại nhân, An Đông Dương bên kia có tin tức truyền đến. Nga, Trương Huyền lông mày hơi chọn, rời đi tân tỉnh sau, An Đông Dương sự Trương Huyền khiến cho thủ hạ người đi nhìn chằm chằm, đồ vật đưa đến nào. Đô thành viện bảo tàng, bảo an đáp, An Đông Dương là bí mật quyên quá khứ, không có người biết, hiện tại đồ vật liền ở đô thành viện bảo tàng bảo tồn. Nghe thấy cái này trả lời, Trương Huyền hiển nhiên sửng sốt một chút, theo sau lâm vào trầm mặc. Đại nhân, yêu cầu làm người lại nhìn chằm chằm sao? Bảo an hỏi. Trương Huyền trầm mặc ước chừng có một phút, lúc này mới phất tay, không cần, làm người đều triệt đi. Minh bạch, bảo an lên tiếng sau, lui xuống. Trương Huyền xoay người, nhìn về phía ngoài cửa lớn mặt, trong đêm đen một mảnh trống vắng, làm Trương Huyền trong mắt xuất hiện mấy mạt mê mang. Quyên. Như vậy tin tức, hiển nhiên ra ngoài Trương Huyền đoán trước. Từ Trương Huyền khi còn nhỏ bắt đầu, hắn liền kiên định một cái ý tưởng, người tới trên đời này, chính là vì chính mình mà sống, sở làm hết thảy, đều là làm chính mình càng cường đại hơn. Sớm tại thật lâu phía trước, Trương Huyền trong lòng, liền không có cái gì quốc gia khái niệm, cái gì anh hùng khái niệm. Ở Trương Huyền trong lòng, hắn bội phục cái loại này vì nước phụng hiến người, nhưng Trương Huyền bản nhân, tuyệt đối làm không được điểm này. Nhưng hôm nay, một loại cái gọi là dân tộc tình thiết, đột nhiên xuất hiện ở Trương Huyền trong lòng. Trương Huyền trong đầu, không khỏi hiện ra ngày đó An Đông Dương gào thét lớn khắc rũi đỉnh thuộc về hè oi bức một màn. An Đông Dương tuyệt đối là cái không kém tiền chủ, hắn thâm nhập lâu lan, đi liều mạng tìm đỉnh, hao phí thật lớn tiền tài, ra tới lúc sau, lại lấy thân phạm hiểm đi đoạt lấy đỉnh, kết quả là hết thảy, chỉ là vì đem đỉnh quyên hồi cấp hè oi bức. Giờ khắc này, Trương Huyền đột nhiên cảm giác chính mình phi thường hẹp hòi, cho tới nay, Trương Huyền đều cho rằng An Đông Dương thuộc về nào đó ngầm thế lực, che giấu thực hảo, kết quả hiện tại mới hiểu được, An Đông Dương không thuộc về bất luận cái gì một cái thế lực, hắn là ở vì chính mình làm việc. Lắc lắc đầu, Trương Huyền hít sâu một hơi, xoay người tiếp tục lên lầu. Đi vào Lâm Thị tầng cao nhất, đương Trương Huyền đẩy ra Lâm Thanh Hạm văn phòng thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn đến Lâm Thanh Hạm, cùng với bí thư Lý Na. Còn có rất nhiều Lâm Thị cao quản, đều ở đối với một bàn văn kiện không ngừng sửa sang lại cái gì, có vẻ rất bận rộn, còn có vài tên văn án, đang ngồi ở một bên, minh tư khổ tưởng, vò đầu bứt tai,
ngay cả Trương Huyền tiến vào, cũng chưa người xem một cái, bao gồm Lâm Thanh Hạm, cũng là cũng không ngẩng đầu lên chôn đến bàn làm việc trước, bí thư Lý. Ngày mai hội chiêu đãi ký giả thời gian xác định tới khi nào? Ngày mai phỏng vấn văn án hỏi rõ ràng sao, truyền thông liên hệ mấy nhà, về nơi khác truyền thông chiêu đãi sự an bài thế nào? Lâm Thanh Hạ một bên vội vàng trên tay sự, một bên đặt câu hỏi. Lâm Tổng, đã đều an bài, bất quá có mấy nhà truyền thông ngươi ngày mai yêu cầu chú ý một chút. Đem bọn họ tư liệu cho ta. Trương Huyền nhìn văn phòng nội bận rộn một màn, không có ra tiếng, yên lặng lui đi ra ngoài, đóng lại văn phòng đại môn, rời đi Lâm Thị cao ốc. Rạng sáng Ngân Châu có vẻ phá lệ thê lương, gió lạnh gào thét, không có người sẽ thích tại đây loại thời tiết còn ở nửa đêm ra cửa. Chẳng sợ những cái đó nửa đêm con ma men, đều sẽ bị đông lạnh đến thanh tỉnh vài phần, tìm cái ấm áp địa phương lại tiếp tục mua say. Trương Huyền tùy ý chọn lựa cái phương hướng, hướng phía trước đi đến. Nhìn dáng vẻ ngươi hôm nay có chút tâm sự nặng nề a. Một đạo khàn khàn thanh âm ở Trương Huyền phía sau vang lên. Trương Huyền khóe miệng một liệt, ta phát hiện ngươi một ngày thật đúng là nhàn không có việc gì. Loại này kêu nhàn sao? Áo tang thân ảnh xuất hiện ở Trương Huyền trước mắt, đồng thời hắn thanh âm cũng từ Trương Huyền trước người truyền đến, ở áo tang trong tay, cầm hai cái tiểu sứ đàn. Đương nhiên nhàn, Trương Huyền bĩu môi, bất quá người tuổi này, cũng nên tới rồi lưu lưu điểu, đi dạo công viên lúc. Thôi bỏ đi ngươi, ta còn bất lão. Áo tang phát ra khàn khàn tiếng cười, hắn thanh âm, tại đây đen nhánh rét lạnh trong trời đêm, có vẻ phá lệ thấm người, như thế nào, nghe nói người cái kia cố chủ cuối cùng đem đỉnh quyên. Ngươi trong lòng có chút cảm xúc. Người này tin tức nhưng thật ra rất linh thông. Trương Huyền nhìn mắt áo tang, theo sau rời đi ánh mắt. Ngươi cũng biết, thần ẩn hội sao, phương nào đều đến nhìn chằm chằm điểm. Áo tang ra tiếng, thế nào, ngươi lần này đi lâu lan, thu hoạch như thế nào? Vừa nghe áo tang đề cái này, Trương Huyền đồng tử một ngưng, lại lần nữa nhìn về phía áo tang, nghiêm mặt nói, về lần này lâu lan sự, ngươi biết cái gì? Lúc ấy đi lâu lan trước, áo tang liền cùng Trương Huyền nói qua một ít kỳ quái nói, giống như đã sớm biết cái gì giống nhau. Cũng không có gì, áo tang lắc lắc đầu, chỉ là ta rõ ràng, không, phải nói, là nhà ta đại nhân rõ ràng lâu lan giữa có chút đồ vật, cho ngươi đi lấy, ta bất quá là truyền cái lời nói mà thôi, đến nỗi là thứ gì, nhà ta đại nhân chưa nói, ta cũng không biết, bất quá ta nhưng thật ra khẳng định, tuyệt đối không phải kia tòa đình. Ngươi muốn biết sao, Trương Huyền nhìn chằm chằm áo tang, hỏi. Không nghĩ, áo tang lắc đầu, ta hôm nay tới, cũng không phải vì ngươi ở lâu lan lấy đồ vật, mà là tưởng cùng ngươi tâm sự, ân. Nói như thế nào đâu, nói chuyện tâm đi. Tâm sự, Trương Huyền trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn thấy thế nào, đều cảm thấy áo tang không phải tâm sự người, nhìn áo tang kia vẻ mặt chính xác, Trương Huyền nói, hành đi, nói, tưởng nói chuyện gì. Cùng ngươi nói chuyện An Đông Dương sự, áo tang phất phất tay, đi thôi. Ta trước hai ngày trở về tranh quê quán, đào ra hai bình năm đó mai phục rượu, người xem như có lộc ăn, ta này rượu nhưỡng pháp, bên ngoài kia nhưng đều thất truyền. Áo tang giơ giơ lên trong tay hai cái sứ đàn, trên mặt khó được lộ ra một tia đắc ý bộ dáng. Chương 920 đều là bởi vì ngươi. Ban đêm gió lạnh chung, hai người đi bộ đến Ngân Châu ngoại ô, một chàng đã vứt đi nhà xưởng mặt trên. Trương Huyền cùng áo tang phân biệt lưng dựa một cái sớm đã không biết vứt đi nhiều ít năm nồi hơi thông gió quản ngồi xuống, một người trong tay ôm một cái tiểu sứ đàn. Trương Huyền phủng sứ đàn phóng tới bên miệng, ở đàn khẩu nghe nhưng thật ra không tồi, mùi hoa mặt tiền cửa hiệu, đây là Bách Hoa Tửu Thành quán ba. Ngươi nhưng thật ra còn hiểu điểm, áo tang cười cười, năm đó ta chủ địa phương, hoa khai khắp nơi, liền dùng hoa tới nhướng, nếm thử, nhìn xem là ta này rượu hảo. Vẫn là các thế lực lớn mỗi năm cho ngươi quang minh đảo thượng cống phẩm hảo. Trương Huyền nâng lên vò rượu, đặt ở bên miệng, nhẹ nhấp một ngụm, theo sau nhắm mắt lại, vài giây sau mới ra tiếng, nhập khẩu thanh hương, mang ti hơi ngọt chung lại hỗn loạn một chút cay độc, thực độc đáo vị, phẩm đến mặt sau, còn có cổ bùn đất thanh hương, ngươi dùng hoa ủ rượu, không trích hoa hành sao. Ha ha, áo tang cười lớn một tiếng, ngươi nhưng thật ra hiểu rượu, không giống có một số người. Uống lên lúc sau, chỉ nói ta này rượu bất phàm, đến nỗi nơi nào bất phàm, lại nói không lên, đơn giản chính là niên đại trường một chút mà thôi. Lúc trước niên thiếu, dùng chút trong nhà ủ rượu phương pháp, lung tung tắc mười mấy đàn, qua vài thập niên mới nhớ tới chính mình ở quê quán còn nhưỡng rượu, thật là không trích hoa hành. Trương Huyền bĩu môi, tiếp tục nâng lên cái bình uống xong một ngụm,
phẩm trong miệng bồi hồi thanh hương. Như thế nào đột nhiên tưởng cùng ta Liêu An Đông Dương sự? Trương Huyền uống xong mấy khẩu sau, chủ động ra tiếng hỏi. Ngươi cảm thấy ngươi cái kia cố chủ thế nào? Áo Tang nhìn mắt Trương Huyền, hỏi. Thế nào? Trương Huyền trầm ngâm một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, làm tự hỏi chẳng, thật lâu sau, Trương Huyền mới trả lời, một cái làm người kính nể ngu xuẩn. Ta thực vui mừng ngươi có thể sử dụng ra kính nể này hai chữ. Áo Tang vẫn đục trong ánh mắt nhảy hiện ra một mặt khác thường sắc thái, nhìn dáng vẻ, người nội tâm vẫn là thực minh bạch chính mình lập trường. Cái gì lập trường? Trương Huyền trợn trắng mắt, ta chỉ biết, ta chính mình muốn quá hảo điểm. Ngươi muốn chỉ biết điểm này, ngươi liền sẽ không nói ra bội phục hai chữ. Áo Tang mở miệng, ta tra được ngươi giờ trải qua, còn không có thành niên đã bị Lục tiên sinh mang xuất ngoại, ở bên ngoài một đãi chính là mười mấy năm, ngươi có ngươi quang minh đảo, nhưng ngươi trước sau đều là hẻ oi bức người, chúng ta. Được rồi, Trương Huyền vẻ mặt không kiên nhẫn đánh gãy Áo Tang, ngươi cũng là thần ẩn hội người, nhớ kỹ, hẻ oi bức có cái cửu cục, ở cửu cục trong mắt, ngươi cũng là người ngoài. Bọn họ xem ta là người ngoài, ta xem bọn họ không phải. Áo Tang lắc lắc đầu, thần ẩn hội đều không phải là ngươi tưởng như vậy, chúng ta hẻ oi bức. Hảo, Trương Huyền phất tay đánh gãy Áo Tang, người ta trải qua bất đồng, nhân sinh bất đồng, tư tưởng tự nhiên bất đồng, ta biết ta muốn làm cái gì, ta là bội phục An Đông Dương, nhưng này không nhất định thuyết minh ta muốn trở thành hắn người như vậy, tựa như một cái trục tỷ thương nhân bội phục một minh tinh ca hát dễ nghe, hắn liền phải từ bỏ trục tỷ thân ra, đi ca hát. Cũng có thể biên ca hát biên kinh doanh sinh ý. Áo Tang hình như có sở chỉ nói. Tính, Trương Huyền lắc đầu, quá mệt mỏi, một hồi diễn xuất cùng một bút sinh ý đồng thời bãi ở ngươi trước mặt, ngươi tuyển cái gì? Áo Tang nói, chính mình trong lòng tưởng cái gì, liền tuyển cái gì? Ngươi nói đó là không có vướng bận người. Trương Huyền cười cười, đừng có vướng bận, lựa chọn liền không phải dễ dàng như vậy. Người vướng bận là sẽ biến. Áo Tang mở miệng, ta cũng từng có ngươi tuổi này. Có lẽ đi. Trương Huyền gật gật đầu, bất quá ít nhất hiện tại, ta vướng bận còn chỉ là người nhà của ta cùng bằng hữu, đến nỗi còn lại đồ vật, chờ ta già rồi nói sau. Trương Huyền ngửa đầu, một ngụm đem đàn chung rượu uống cạn, theo sau vung tay, đem sứ đàn ném cho Áo Tang, hắn tắc dùng sức nhảy, nhảy xuống nhà xưởng nóc nhà, rượu hảo, tâm sự đề tài chẳng ra gì, còn có, lần sau tâm sự, tìm cái ấm áp địa phương, này đại trời lạnh cũng liền người ta ngồi ở nóc nhà thượng. Áo Tang nhìn trên mặt đất Trương Huyền đi xa bóng dáng, lớn tiếng nói, so với ấm áp nhà ở, ta xem ngươi càng muốn tìm được rét lạnh cảm giác đi, chớ quên, chúng ta là cùng loại người. Áo Tang thanh âm truyền tiến Trương Huyền trong tai, Trương Huyền đầu cũng không quay lại, đưa lưng về phía Áo Tang phất phất tay, bước đi xa. Buổi sáng 7 giờ, ngân châu trời còn chưa sáng, nhưng Lâm thị dưới lầu, đã truyền đến một mảnh ồn ào náo động thanh. Dù cho Vi Tuần bộ trưởng đã sớm thu được tin tức, suốt đêm phái người tới Lâm thị bên này duy trì bình thường trật tự, nhưng như cũng ngăn không được kia suốt đêm từ cả nước các nơi bay tới điên cuồng phóng viên, các phóng viên cầm trong tay camera microphone, liều mạng hướng Lâm thị đại môn nội tễ đi, mỗi người đều tưởng bắt được trước tiên phỏng vấn. Toàn bộ hẻ oi bức đại quốc, hơn 1 tỷ dân cư, to như vậy tài chính hệ thống, lại ở trong một đêm nghiêng trời lệch đất, từ Ngân Châu một cái tiểu xí nghiệp, nhảy trở thành hẻ oi bức nhà giàu số 1, một khối hơn 40 vạn mét vuông mà. Thế nhưng bài xuất 5.000 triệu giá trên trời. Này đã không phải hẻ oi bức bên trong đầu đề tin tức, bắt được toàn thế giới, kia đều là dẫn người chú ý, ai nếu có thể bắt được đệ nhất bút tin tức, ở phóng viên cái này ngành sản xuất, không nói một bước lên trời, nhưng kia cũng không sai biệt lắm. Lâm thị trước cửa, bị hoàn toàn tắc nghẽn, chung quanh tiến đến đi làm người, nhìn đến Lâm thị trước cửa vây quanh nhiều như vậy phóng viên, đều ở suy đoán vì cái gì, bọn họ còn không rõ ràng lắm, trong một đêm. Hẻ oi bức tân nhà giàu số 1 liền ở chính mình cách vách ra đời. Lâm thị xã giao đoàn đội, dù cho trải qua cả đêm chuẩn bị, nhưng lúc này vẫn là có vẻ phi thường khẩn trương, phải biết rằng, lần này phóng viên phỏng vấn, sẽ xuất hiện ở cả nước các đầu to điều. Bị quá nhiều người sở chú ý tới. Tuy là Lâm Thanh Hạm bản nhân, đều có vẻ không bằng thường lui tới như vậy tự nhiên, một đêm không ngủ nàng, cố ý bổ trang dung. Buổi sáng 8 giờ. Lâm thị trước cửa vây quanh người càng ngày càng nhiều, Lâm Thanh Hạm nhìn ngoài cửa phóng viên, hít sâu một hơi, bước đi ra ngoài. Ra tới, nàng chính là Lâm Thanh Hạm. Lâm thị người cầm lái. Chính là nàng. Đương Lâm Thanh Hạm lộ diện trong nháy mắt, vô số thanh âm vang lên, đồng thời,
các loại đèn flash lóng lánh, đánh vào Lâm Thanh Hạm trên người. Tại đây một khắc, Lâm Thanh Hạm nhất định phải lấy hiện tại hình tượng, xuất hiện ở các đầu to điều thượng, bị cả nước thương vòng người sở biết rõ. Lần này nhiều như vậy phóng viên tiến đến, cũng dẫn tới không ít người sôi nổi vây xem, suy đoán này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vây xem trong đám người, có vài tên trung niên nam nữ đứng ở chỗ này, nhìn Lâm Thanh Hạm, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm đố kỵ thần sắc. Ngô Tổng, chúng ta làm sao bây giờ, Lâm Thị hôm nay khẳng định phải có người tới cửa lấy đồ vật, chúng ta thật đúng là có thể đem kia mà quá cho bọn hắn sao? 1 mét vuông chính là hơn 100 vạn a. Chính là Ngô Tổng, nếu không phải ngươi, chúng ta ngày hôm qua tuyệt đối sẽ không đi lui mà, chuyện này ngươi đến tưởng cái biện pháp ra tới. Chính là, chúng ta đều không tính toán lui cái này mà, là Ngô Tổng ngươi nói, chúng ta mới đi lui. Chương 921 Ngô Tổng kế hoạch. Đứng ở trong đám người những người này, đúng là ngày hôm qua chạy tới Lâm Thị lui mà Ngô Tổng đám người. Ở tối hôm qua đấu giá hội qua đi, bọn họ biết được chính mình trong tay miếng đất này, 1 mét vuông bán đấu giá giá cả đã đạt tới hơn 100 vạn, đêm nay đều lo âu ngủ không được. 1 mét vuông hơn 100 vạn a, bọn họ thiếu, trong tay có mấy ngàn bình mà, nhiều, giống Ngô Tổng như vậy, trong tay kia chính là mấy vạn bình, tính xuống dưới kia đến là bao nhiêu tiền. Ngày hôm qua ở bán đấu giá giá cả ra tới trước, bọn họ còn ở đối Ngô Tổng ngàn ân vạn tạ, hiện giờ biết bán đấu giá giá cả, tất cả đều đem việc này quái đến Ngô Tổng trên người, ở thương nhân nơi này, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có trước mắt ích lợi. Ngô Tổng nghe bên cạnh từng câu trách cứ nói, sắc mặt trầm xuống, phiền chán nói, được rồi. Ai có thể biết Lâm Thị có tốt như vậy mệnh, các ngươi cần phải rõ ràng, hiện tại chúng ta giữa, ta trong tay mặt đất tích lớn nhất, muốn nói tổn thất. Kia tổn thất lớn nhất đến chính là ta. Thiếu tại đây oán ta, hiện tại quan trọng nhất, là nghĩ cách. Biện pháp gì, ta ngày hôm qua suy nghĩ một đêm, tìm không ít bằng hữu cố vấn, chúng ta nhưng đều là cùng Lâm Thị ký hiệp nghị, làm công chứng A, hiện tại tưởng chống chế rất khó. Một người mặt mang khuôn mặt u sầu nói. Ta có nói muốn chống chế sao? Ngô Tổng nhìn nói chuyện người liếc mắt một cái, ta trước cho các ngươi nói rõ ràng, đất này, chúng ta là khẳng định đến giao cho Lâm Thị. Ai nếu không giao, Lâm Thị chỉ bằng vào cái kia hiệp nghị là có thể đem chúng ta cáo vỡ đầu chảy máu. Ngô Tổng lời này vừa ra, tức khắc có người không vui nói, lão Ngô, ngươi lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ nói muốn chúng ta thành thành thật thật đem mà cấp Lâm Thị. Này một bình chính là hơn 100 vạn, phải cho ngươi cấp, ta không cho. Họ Ngô, ta nói ngươi sẽ không bị Lâm Thị cấp thu mua đi. Lâm Thị cho ngươi nhiều ít chỗ tốt ha, đáng giá ngươi như vậy giúp Lâm Thị nói chuyện. Thiếu mẹ nó nói thí lời nói, Ngô Tổng vẻ mặt khó chịu, các ngươi nói cho lão tử, không đem mà cấp Lâm Thị biện pháp là cái gì? Các ngươi ai có thực lực cùng Lâm Thị chơi? Ngô Tổng lời này vừa ra, người chung quanh ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều không hé răng, Ngô Tổng nói không tồi, lấy bọn họ loại này tiểu công ty cùng Lâm Thị chạm vào, căn bản là không đủ Lâm Thị tắc kẽ răng. Lão Ngô, vậy ngươi ý tứ là cái gì? Ngô Tổng hừ lạnh một tiếng. Chúng ta là chơi bất quá Lâm Thị, nhưng có người có thể chơi qua Lâm Thị, để cho người khác đi cùng Lâm Thị chơi là được. Một người nhíu mày, ta không rõ người ý tứ. Rất đơn giản, Ngô Tổng cười lạnh một tiếng, ta cố ý an bài người đi miếng đất kia nhìn, công trình xe tối hôm qua liền khai tiến vào, đối phương đã bắt đầu khởi công, tuyệt đối sốt ruột làm Lâm Thị sang tên, ngươi cảm thấy là chúng ta cùng Lâm Thị kéo đến thời gian trường, vẫn là Lâm Thị có thể cùng ngày hôm qua chụp mà người kéo đến thời gian trường. Nói khó nghe điểm, liền tính cuối cùng chúng ta đem mà cấp Lâm Thị vãn giao, kia cũng bất quá là bồi điểm tiền vi phạm hợp đồng, nhưng các ngươi ngẫm lại, Lâm Thị đến lúc đó muốn bồi đi ra ngoài nhiều ít tiền vi phạm hợp đồng. Đúng vậy, một người mắt mạo tinh quang, đích xác, Lâm Thị muốn bồi tiền, so với chúng ta nhiều quá nhiều, cho nên chúng ta chỉ cần kéo, chờ Lâm Thị chịu không nổi thời điểm, tự nhiên sẽ có hắn cầu chúng ta một ngày. Đến lúc đó chúng ta có thể thu hồi một chút liền thu hồi một chút, chào giá các bằng bản lĩnh, nhưng trước nói minh một chút, ai đều không cần trước đem mà cấp Lâm Thị. Ngô Tổng ra tiếng, chẳng sợ Lâm Thị hôm nay liền cấp chúng ta tăng giá, chúng ta cũng không cần ra tay, các ngươi phải nhớ đến, này mà ở chúng ta trong tay niết thời gian càng dài, vậy càng đáng giá. Hảo, liền như vậy làm. Nghe Ngô Tổng, đại gia thống nhất hảo, ai đều không cần trước cấp Lâm Thị cúi đầu. Mấy người một câu, trong mắt đều là kiên định, trước mặt mọi người người đạt thành thống nhất sau, trong mắt đều lộ ra trầm tư thần sắc, là ở tự hỏi, chờ Lâm Thị kéo không được thời điểm,
chính mình nên hỏi Lâm Thị muốn bao nhiêu tiền thích hợp. Lâm Thị trước cửa, vô số phóng viên vây quanh tại đây, đưa ra đủ loại vấn đề, Lâm Thanh Hạm cũng sớm đều làm tốt chuẩn bị, ra tiếng trả lời. Buổi sáng 9 giờ, một chiếc xe taxi ngừng ở Tây Hạ Vương Lăng lối vào. Cửa xe mở ra, Trương Huyền từ trên xe đi xuống tới. Lần trước tới này, ở tại người chung quanh liền đều rời đi, thời gian này điểm, cơ hồ không có người nguyện ý lưu tại này phiến chân chính không có một ngọn cỏ hoang vắng nơi. Trương Huyền dọc theo tiểu viện bên rào tre đi trước, một tòa nhà tranh xuất hiện ở Trương Huyền mi mắt giữa. Ở nhà tranh bên cạnh, lập một phen sinh dỉ sắt thiết kiếm. Nhà tranh chung, lượn lờ khói bếp phát lên. Trương Huyền đi vào rào tre viện trước, đẩy ra cửa gỗ. Kéo kẹt. Cũ xưa cửa gỗ phát ra năm tháng mang đến thanh âm, bị Trương Huyền chậm rãi đẩy ra. Trương Huyền đi vào trong viện. Nhà tranh trước rèm cửa bị người nhấc lên, một con già nua cánh tay từ rèm cửa nội duỗi ra tới, lão nhân cẩu lũ thân mình, từ nhà tranh nội đi ra, nhìn đến Trương Huyền, hơi hơi mỉm cười, tới, uống chén dương canh. Hảo, Trương Huyền gật gật đầu, ngồi vào trong viện bàn đá trước. Thực mau, lão nhân bưng một chén dương canh phóng tới Trương Huyền trước mặt. Chén nội mấy khối thịt dê, tản ra hương khí. Trương Huyền bưng lên dương canh uống một ngụm, dù cho đã là lần thứ hai uống này dương canh, nhưng như cũ cấp Trương Huyền một loại kinh diễm cảm giác. Ở dương canh uống xong sau, Trương Huyền đốn giác một cổ dòng nước ấm chảy quá toàn thân, làm hắn có loại phá lệ sảng khoái cảm giác. Trời lạnh, uống dương canh, ấm áp thân mình. Lão nhân ngồi vào Trương Huyền đối diện. Trương Huyền một hơi uống xong trong chén canh, lúc này mới mở miệng nói, người biết ta muốn tới tìm ngươi. Ngươi tới này vài lần, lần đầu tiên tới này tìm khí, hồi thứ hai tới thăm này Vương Lăng, đây là lần thứ ba, ta biết ngươi tới tìm cái gì. Lão nhân ánh mắt phẫn đục, lại cấp Trương Huyền một loại phá lệ cơ trí cảm giác. Ngươi cảm thấy ta tới tìm cái gì? Trương Huyền nhìn chằm chằm đối phương. Tìm một phen kiếm, lão nhân hơi hơi mỉm cười, hoặc là nói, một tay kiếm chiêu. Trương Huyền đồng tử co rụt lại, ngươi biết cái gì? Lão nhân lắc lắc đầu. Ta biết người muốn hỏi cái gì, bất quá vẫn là phía trước câu nói kia, có một số việc, vẫn là không biết cho thỏa đáng. Hiện tại thiên địa đại biến, ngự khí hoành hành, rất nhiều chuyện đều ở phát sinh thay đổi, rất nhiều lão quái vật đều chậm rãi đi ra, một ít dấu ở âm thầm đồ vật cũng dần dần hiện lên, bao gồm Ngân Châu này phiến thổ địa, cũng ở phát sinh biến hóa, chỉ là muốn hiểu biết này hết thảy, còn không đến thời điểm. Nếu có một số việc ta càng muốn biết đâu, Trương Huyền nhìn trước mặt lão nhân. Không phải thời điểm, lão nhân lắc lắc đầu, ta không nói, người tổng không thể bức ta nói đi. Có thể nhìn đến, Trương Huyền đặt ở trên mặt bàn ngón tay không ngừng cùng mặt bàn phát sinh cọ sát, này thạch chế mặt bàn sinh sôi bị Trương Huyền ấn ra mấy cái dấu tay. Sau một lúc lâu, Trương Huyền đứng dậy ra tiếng, quấy dày. Ta một người tại đây cũng là nhàm chán, không có việc gì nhiều tới uống uống dương canh, xua tan trong cơ thể hàn khí, này mùa đông, không hảo quá u. Lão nhân hình như có sở chỉ lắc lắc đầu, lập tức liền phải nghênh đón tân một năm, mới tinh. Mới tinh. Trương Huyền nghe được lão nhân trong miệng này ba chữ, không biết vì sao, tim đập đột nhiên gia tốc. Chương 922 đỉnh là giả. Trương Huyền hôm nay sở dĩ sẽ tìm tới nơi này, chính là bởi vì tại thành phố ngầm chung, kia kim loại con rối sở dùng ra kiếm thuật. Kia con rối thứ kiếm pháp, cùng lúc trước Trương Huyền lần đầu tiên tới lúc này. Lão nhân cầm trong tay cỏ tranh kia một thứ, không có sai biệt, chẳng qua so với kim loại con rối thứ kiếm phương thức, lão nhân kia một thứ, càng hung hiểm hơn, càng thêm làm người tuyệt vọng. Trương Huyền tuyệt đối không tin này chỉ là trùng hợp, lần đầu tiên tới này, liền cảm giác lão nhân này nơi trốn tràn ngập thần bí, lần này lại đến, lão nhân cấp Trương Huyền mang đến cảm giác thần bí càng sâu. Mới tinh một năm, rời đi khi, Trương Huyền lẩm bẩm lão nhân vừa mới lời nói. Cái gì, mới có thể bị xưng là mới tinh. Giờ này khắc này, rời xa Ngân Châu tự do quốc nội. Một đống trang hoàng hoa lệ biệt thự đơn lập nội, một người tóc vàng trung niên nam nhân, nhìn trước người đồng đỉnh. Biển cát cường đạo thủ lĩnh Thiệu Uyên, chính cúi đầu đầy mặt cung kính nhìn tóc vàng trung niên. Tóc vàng trung niên vòng đỉnh một vòng, mở miệng nói, đây là kia tòa đỉnh. Đúng vậy, Thiệu Uyên cung kính đáp. Hảo, tóc vàng trung niên gật đầu, phất phất tay. Biệt thự ngoại, vài tên cao to bạch nhân bảo tiêu đi đến. Đem này đỉnh cho ta nâng bên trong đi. Tóc vàng trung niên mệnh lệnh một tiếng, vài tên bảo tiêu lập tức tiến lên, khiêng lên đồng đỉnh, chiều một gian phòng trong đi đến.
tóc vàng trung niên mặt lộ vẻ tươi cười, có vẻ phi thường đắc ý. Ru tiên sinh, ta này đỉnh cũng lấy tới, dư lại tiền. Thiệu Uyên bồi một bộ gương mặt tươi cười nói. Thiệu tiên sinh, ngươi lần này làm việc, ta thực vừa lòng, tiền sự ngươi yên tâm. Ru miệng phun lưu loát hẻ oi bức ngữ, ngươi trước chờ một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hảo, Ru tiên sinh ngươi trước vội, ta không vội. Thiệu Uyên cười nói. Ru gật gật đầu, chiều những cái đó bảo tiêu phóng đỉnh nhà ở đi đến. Được rồi, phóng hảo liền đều đi ra ngoài đi. Ru hướng những cái đó bảo tiêu phất phất tay. Một chúng bảo tiêu ra khỏi phòng. Ru đi vào phòng trong, đây là một cái rất lớn phòng, tận hiện xa hoa cảm giác, bốn phía vách tường nạm vàng, nóc nhà đèn treo thủy tinh giá trị trăm vạn. Một tòa đồng đỉnh, liền bày biện tại đây trong phòng tâm. Ru quay đầu nhìn thoáng qua, trịnh trọng đóng lại cửa phòng, đem cửa phòng khóa trái, theo sau tiêu diệt phòng trong ánh đèn, ở ánh đèn tiêu diệt nháy mắt, chỉnh gian phòng trong, một mảnh đen nhánh. Ru bản nhân, cũng vào lúc này, quỳ một gối xuống đất, trong bóng đêm nhìn không tới Ru biểu tình, lại có thể nghe được hắn cung kính thanh âm, chủ nhân, đỉnh đã đưa tới. Ru thanh âm rơi xuống, liền nghe Ru đối diện mặt vách tường vang lên một đạo máy móc xoay chuyển thanh âm, ngay sau đó, một đạo thân ảnh, xuất hiện ở Ru trước người. Đen nhánh phòng, thấy không rõ thân ảnh diện mạo, một đạo ánh trăng tưới xuống, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào hắc ảnh trên người, Ru theo bản năng nhìn thoáng qua, ở Ru trong mắt, chỉ nhìn đến một chương không có bất luận cái gì ngũ quan màu trắng mặt nạ, phảng phất đêm khuya u linh giống nhau, làm người cảm thấy sợ hãi. Ru vội vàng ngầm đầu, không dám ngẩng đầu. Đây là kia khẩu đỉnh, thân ảnh mở miệng, này thanh âm trải qua đặc thù xử lý, phân biệt không ra là nam hay nữ. Thật giống như là cái loại này máy móc thanh âm giống nhau. Đúng vậy, Ru Đạt nói, đây là đúng là lâu lan khai quật kia một ngụm. Hắc ảnh đi lên trước tới, duỗi tay ở đỉnh thượng cọ sát, vòng đỉnh một vòng sau, mở miệng hỏi, đỉnh đồ vật đâu? Đồ vật, Ru mặt lộ vẻ nghi hoặc, theo sau trả lời, hồi chủ nhân, đỉnh cũng không đồ vật. Không có đồ vật, hắc ảnh thanh âm đột nhiên đề cao, không có đồ vật, ta muốn này phá đỉnh gì dùng? Hắc Y nói xong, thật mạnh một trường xếp hạng đỉnh trên người, Ru trước người đồng đỉnh, ở hắc ảnh một trường này hạ, tức khắc chia năm xẻ bảy mở ra, toái khối bắn nơi nơi đều là, một khối toái đồng, càng là xoa Ru cổ bay qua đi, đem Ru cổ vẽ ra một đạo vết máu. Quỳ gối nơi đó Ru, động cũng không dám động một chút, cả người run rẩy, mặt lộ vẻ sợ hãi. Này đỉnh là giả, ngươi cái ngu xuẩn, đồ vật bị người đánh cháo cũng không biết. Hắc ảnh thấy chia năm xẻ bảy đỉnh. Phát ra quát lớn, chân chính khắc rũi đỉnh, liền tính vỡ vụn, cũng không có khả năng tán nứt thành toái khối. Ru sắc mặt biến đổi, chủ nhân thứ tội. Thứ tội, hắc ảnh nhìn về phía Ru, nam cực bên kia thực nghiệm, đã tới rồi mấu chốt nhất nông nỗi, hiện tại lâu lan đồ vật, quan trọng nhất, đó là thế giới này hiện giờ nhóm đầu tiên môi giới, người nói cho ta nên như thế nào thứ tội. Ru cúi đầu, không dám hé răng, run bần bật. Cho người 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, bắt được thật sự khắc rũi đỉnh cùng với đỉnh nội đồ vật tới gặp ta, bằng không, liền đem đầu của ngươi dâng lên đến đây đi. Hắc Y nói xong, vung tay lên, một lần nữa giấu ở trong bóng đêm. Vài phút sau, trong phòng đèn một lần nữa sáng lên. Ru nhìn phòng trong hết thảy, kia nạm vàng trên vách tường, chát đầy rách nát đồng thau đỉnh mảnh nhỏ. Ru ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi, liên tục làm vài cái hít sâu sau, Ru mới đứng dậy, sát tịnh cổ vết máu. Chậm rãi mở cửa, đi ra ngoài. Ngoài phòng, Thiệu Uyên chính vẻ mặt nôn nóng chờ đợi, thấy Ru ra tới, vội vàng tiến lên, cười làm lành nói, Ru tiên sinh, đỉnh không thành vấn đề đi, kia tiền. Người có mặt cùng ta để tiền. Ru nổi giận gầm lên một tiếng, này một tiếng giống, đem hắn vừa mới đè ở đáy lòng sợ hãi toàn bộ phát ra, Thiệu, người có phải hay không cảm thấy ta Ru dễ khi dễ? Không dám, Thiệu Uyên vội vàng lắc đầu, hắn nhưng rõ ràng. Này Ru, không riêng gì vị tài chủ, càng là một cái một bậc ngầm thế lực người phát ngôn, đắc tội hắn, chính mình tuyệt đối không có kết cục tốt. Nếu không dám, ngươi lấy một cái giả đỉnh lừa gạt ta. Ru trừng mắt Thiệu Uyên. Giả đỉnh, Thiệu Uyên trong lòng nhảy dựng, sao có thể là giả đỉnh? Ru không cùng Thiệu Uyên giải thích nhiều như vậy, nói thẳng, 3 ngày, trong vòng 3 ngày, ta muốn gặp đến thật đỉnh, bằng không hậu quả, chính ngươi suy xét đi. Ru nói xong. Vung tay áo, đi nhanh chiều đại sảnh phía sau đi đến, chỉ chờ Thiệu Uyên một người đứng ở chỗ này. Thiệu Uyên nhìn mắt Ru rời đi phương hướng,
lại nhìn mắt vừa mới phóng đỉnh phòng, lúc này mới chậm rãi đi ra đại sảnh. Đại sảnh ngoại, là một cái to như vậy trang viên nội, thượng trăm vạn siêu xe giống như rác rưởi giống nhau, đỗ nơi nơi đều là, một cái thật lớn sân bay ở trang viên trung tâm phá lệ thấy được. Mấy chục danh biển cát cường đạo thành viên liền chờ ở trang viên nội, thấy Thiệu Uyên ra tới sau, tất cả đều vẻ mặt hưng phấn đi lên tới. Lão đại, thế nào, tiền bắt được sao? Lão đại, kia tòa đảo đối phương đồng ý bán. Lão đại, từng đạo hưng phấn thanh âm ở Thiệu Uyên bên tai vang lên, Thiệu Uyên ánh mắt nhìn quét một vòng, đột nhiên quát, đủ rồi. Thiệu Uyên thanh âm này rất lớn, dọa ở đây mọi người nhảy dựng. Lão đại, làm sao vậy? Có phải hay không bọn họ không trả tiền? Lão đại, các ngươi này giúp ngu xuẩn, trong ánh mắt chỉ có tiền, đỉnh bị người đánh cháo cũng không biết. Thiệu Uyên ánh mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, đi, đem cái kia An Đông Dương cho ta tìm được. Chương 923 cùng ngươi giống nhau. Trương Huyền rời đi Vương Lăng sau, đi trước một chuyến Lâm Thị, nhìn thấy Lâm Thị bị rất nhiều phóng viên vây quanh một màn khi, Trương Huyền không chút suy nghĩ, quay đầu liền đi, những việc này giao cho chính mình lão bà xử lý đi thôi. Lão đại, một đạo hưng phấn thanh âm, từ một bên vang lên. Trương Huyền mày nhăn lại, theo thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, liền thấy Bạch Trì vẻ mặt hưng phấn đứng ở cách đó không xa, không ngừng hướng chính mình phất tay, chỉ là Bạch Trì này phất tay bộ dáng, thấy thế nào đều có điểm làm ra vẻ, loại cảm giác này, thật giống như khi còn nhỏ trốn học ở bên ngoài không cẩn thận đụng vào cha mẹ, biết rõ chạy không khai, liền lớn mật tiến lên chào hỏi giống nhau. Bạch Trì một đường chạy chậm đến Trương Huyền trước mặt, cười to nói, ha ha, lão đại, ta nhớ ngươi muốn chết. Bạch Trì nói xong, liền hướng Trương Huyền tới cái đại đại ôm. Trương Huyền không lưu tình chút nào đẩy ra Bạch Trì, sao ngươi lại tới đây? Không phải cho các ngươi ở trên đảo hảo hảo tu luyện sao? Cái này, Bạch Trì ánh mắt né tránh, nha, lão đại, tẩu tử công ty trước cửa như thế nào nhiều như vậy nhớ? Hỏi ngươi đâu? Không phải làm ngươi hảo hảo tu luyện sao, ngươi như thế nào chạy ra? Trương Huyền lại lần nữa ra tiếng, không có thể làm Bạch Trì nói sang chuyện khác mục đích thực hiện được. Bạch Trì gãi gãi cái ót, lão đại, này không phải ngươi để cho ta tới sao? Ta làm ngươi tới, Trương Huyền vẻ mặt nghi hoặc, ta như thế nào không biết? Hắc hắc, Bạch Trì tiện cười một tiếng, ngươi không phải nói, làm phía dưới thế giới người đều tới Ngân Châu một chuyến, ngươi có việc muốn tuyên bố sao, ta tính toán. Ta cũng là thế giới ngầm người a, tổng không thể không nghe lão đại mệnh lệnh đi. Trương Huyền nghe thấy cái này giải thích, một trận vô ngữ, này hiển nhiên là Bạch Trì cho chính mình tìm lấy cớ sao, bất quá ngẫm lại tiểu tử này tính cách, hắn có thể ở trên đảo đãi thời gian lâu như vậy cũng coi như là không dễ dàng. Hành đi, ra tới giải sầu cũng hảo, bất quá tu luyện ngàn vạn đừng chậm trễ. Trương Huyền vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Thấy Trương Huyền nói như vậy, Bạch Trì hưng phấn cười lớn một tiếng, ha ha. Lão đại, ngươi yên tâm đi, toàn đảo người, ai không biết ta tu luyện khắc khổ a? Ngươi khắc khổ, Trương Huyền tràn ngập hồ nghi nhìn Bạch Trì. Ở Trương Huyền như vậy ánh mắt hạ, Bạch Trì khó được lộ ra một bộ ngượng ngùng tươi cười, nói, chính là so trước kia khắc khổ. Trương Huyền lắc lắc đầu, không có nói cái gì nữa, vừa đi vừa hỏi, trên đảo hiện tại thế nào? Bạch Trì trả lời nói, kia nhất chỉnh phiến sa mạc đều cải tạo không sai biệt lắm. Lão đại ngươi cũng đến chiều thời gian trôi qua nhìn xem, kia phiến cấm địa, chúng ta không biết nên xử lý như thế nào. Hành, Trương Huyền gật gật đầu. Đúng rồi lão đại, Bạch Trì nhìn về phía Trương Huyền, ta nghe nói, ngươi phát hạ mệnh lệnh, tìm được môn đồ. Môn đồ sao? Trương Huyền khóe miệng gợi lên một mạt độ cung, cũng không tính đi, hắn rất có thiên phú, ta không dạy hắn cái gì. Bạch Trì hỏi, nhà ai thiếu gia a? Người thường, đi thôi. Ngươi cũng đừng tò mò, mang ngươi đi gặp. Trương Huyền vỗ vỗ Bạch Trì bả vai, mang theo Bạch Trì chiều hắn cái kia tiểu công ty bảo an đi đến. Đương Trương Huyền cùng Bạch Trì đi vào công ty bảo an cửa thời điểm, còn không có vào cửa, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng cười to. Lão đại, người cái này người thừa kế rất hào phóng a. Bạch Trì cười nói. Này không phải hắn thanh âm. Trương Huyền lắc lắc đầu. Này ai a, tiếng cười cùng hải thần kia tư giống nhau như đúc. Hai người bọn họ tuyệt đối có thể đương huynh đệ. Một cái ngu xuẩn, Trương Huyền cười cười, đi thôi, đi vào. Trương Huyền cùng Bạch Trì vào cửa, liếc mắt một cái liền thấy được đang ngồi ở công ty bảo an nội cười to không thôi An Đông Dương, cùng với ngồi ở An Đông Dương đối diện, đối mặt An Đông Dương kia hào phóng tiếng cười liền ánh mắt đều không hề gợn sóng Tổ Hiền.
Bạch Trì vào cửa nháy mắt, một đôi mắt liền chăm chú vào Tổ Hiển trên người, chỉ dùng 2 giây, liền đem Tổ Hiển toàn thân đánh giá một lần, theo sau nhỏ giọng nói, lão đại, ta biết ngươi vì cái gì tuyển hắn. Bạch Trì hỏi cũng không hỏi, liền khẳng định, Trương Huyền tuyển người thừa kế, là Tổ Hiển. Nga, Trương Huyền tò mò một tiếng. Ta thấy hắn ánh mắt đầu tiên, cùng ta lúc trước lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, giống nhau như đúc. Bạch Trì vô cùng khẳng định nói, hai người ánh mắt, thần thái, toàn thân sở hữu hơi thở, đều tràn ngập một loại cảm giác. Bạch Trì nói đến lúc này, trầm ngâm một phen, nhìn mắt Trương Huyền, theo sau tiếp tục nói, một loại trừ bỏ chính mình bên ngoài, đối trên thế giới hết thảy, đều bảo trì một loại hờ hững thái độ. Trương Huyền trợn trắng mắt, đừng nói khoa trương như vậy, làm đến khủng bố không được. Một chút đều không khoa trương. Bạch Trì lắc đầu, lão đại, ngươi cũng rõ ràng, lúc trước nếu không phải ngươi tỉnh ngộ sớm, hiện tại toàn bộ thế giới ngầm sẽ là một khác phiên thế cục. Lão đại, ngươi thật sự quyết định, muốn loại người này, kế thừa ngươi y bát, thống lĩnh quang minh đảo. Trương Huyền đốn bước, xoay người, nhìn Bạch Trì, ra tiếng nói, trừ bỏ hắn, ai lại có thể. Bạch Trì há miệng thở dốc, không nói gì. Xem đi, mỗi người đều sẽ làm ra chính mình lựa chọn. Lựa chọn hắn, là ta quyết định. Trương Huyền vỗ vỗ Bạch Trì bả vai, đi nhanh tiến lên. Đang ở kia phát ra cười to An Đông Dương, nghe được phía sau tiếng bước chân chuyển đến, một quay đầu liền thấy Trương Huyền. Trương tiên sinh, ha ha ha, An Đông Dương cất tiếng cười to. Trương Huyền cười nói, An tiên sinh, nhìn dáng vẻ, người gần nhất tâm tình không tồi. Thác Trương tiên sinh phúc, mới làm ta hè oi bức bảo bối không có len lỏi đến ngoại thổ. Làm hè oi bức nhi nữ, ta có thể nào không vui? An Đông Dương trên mặt là chân thành ý cười, một chút cũng chưa làm bộ. Ta chịu người chi thác, thay người làm việc, đâu cần phải cảm tạ. Trương Huyền nói, tới, An tiên sinh, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Bạch Trì, ta huynh đệ, Bạch Trì, đây là An Đông Dương An tiên sinh, một cái khác, Tổ Hiển. Bạch huynh đệ thật là tuấn tú lịch sự a. Bạch tiên sinh hảo, Tổ Hiển đứng lên, hướng Bạch Trì nói. Bạch Trì gật gật đầu, An tiên sinh quá khen. Hảo, hôm nay đại gia khó được tụ một chút, cùng đi uống cái điểm tâm sáng, Tổ Hiển, làm người đem xe an bài một chút. Trương Huyền phân phó một tiếng. Tổ Hiển gật gật đầu, lập tức cấp Lâm Thị đánh ra điện thoại. Thực mau, một chiếc chạy băng băng thương vụ ngừng ở công ty bảo an trước cửa, 4 người theo thứ tự lên xe. Rời xa Ngân Châu Đô Thành sân bay, Thiếu Uyên Phong Trần mệt mỏi từ một trận phi cơ nội đi ra, đầy mặt nôn nóng. Mới ra lối ra, 2 gã trung niên tráng hán liền hướng Thiệu Uyên đi tới. Thế nào, người bắt được sao? Thiệu Uyên trực tiếp mở miệng hỏi. Lão đại, họ An vừa vặn trước chúng ta một bước, chạy tới Ngân Châu. 2 gã trung niên tráng hán nôn nóng nói. Thảo, Thiệu Uyên chửi ầm lên một tiếng, dẫn tới chung quanh người liên tiếp ghé mắt. Lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Thiệu Uyên trừng mắt nhìn 2 người liếc mắt một cái. 2 cái phế vật, cho các người chảo cá nhân đều bắt không được, hiện tại đính phiếu, đi Ngân Châu, nhanh nhất kia ban. Hảo, chương 924 chạy song song với Ngân Châu sân bay, một trận lại một trận đến từ cả nước các nơi phi cơ ở chỗ này dừng lại, theo sau lại lần nữa xông lên tận trời. Làm người kỳ quái, xa xôi thành thị Ngân Châu, tại đây một ngày thời gian nội, phảng phất có loại ma lực giống nhau, làm người tại đây rét lạnh thời tiết, che giả măng mọc chiều này tới rồi. Buổi sáng đến kia một nhóm người, thần sắc vội vàng, giống như có cái gì quan trọng sự giống nhau, một chút phi cơ, liền lao ra sân bay. Mà giữa trưa đã đến này một nhóm người, cơ hồ đều là khoang hạng nhất đi ra ngoài, một đám người mặc bất phàm, chờ xuống phi cơ sau, lại đều không tự giác lộ ra một bộ cung kính thần sắc, giống như tại đây tòa thành thị chung, có cái gì làm cho bọn họ kính sợ tồn tại giống nhau. Thiệu Uyên đám người, cũng ở giữa trưa thời gian, tới Ngân Châu. Một chút phi cơ, Thiệu Uyên mấy người liền hướng sân bay ngoại đi đến. Người đều an bài đi ra ngoài không, cái kia họ An ở đâu? Thiệu Uyên có vẻ thực nôn nóng. Lão đại, đã điều tra ra, họ An đi một nhà công ty bảo an, kia công ty bảo an không lớn, chúng ta có thể trực tiếp sát đi vào bắt người. Từ Đô Thành cùng đi Thiệu Uyên tới đây tráng hán đi ở này bên người, mở miệng nói. Công ty bảo an, Thiệu Uyên nghe thế 4 chữ, có chút tim đập nhanh, hắn còn nhớ rõ. Mấy ngày hôm trước ở Ô Lỗ Thị đem chính mình đánh thành trọng thương cao thủ, chính là một cái công ty bảo an, Thiệu Uyên để lại cái tâm nhãn, hỏi một tiếng, nhà ai an bảo?
có hay không người phụ trách ảnh chụp. Gọi là gì Hằng Thành An bảo, trên mạng có thể tra được, lão đại ta hiện tại cho ngươi tra a. Trung niên tráng hán nói, lấy ra di động, thực mau điều một chương ảnh chụp ra tới. Nương Thiệu Uyên nhìn đến trung niên tráng hán di động thượng trương huyền ảnh chụp khi, đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong mắt toát ra nồng đậm sợ hãi thần sắc. Ngươi là nói, họ An cùng hắn ở bên nhau. Đúng vậy, lão đại, đây là cái kia công ty bảo an người phụ trách, họ An vẫn luôn đều cùng hắn ở một khối, chúng ta muốn hay không? Tên này trung niên tráng hán làm một cái giơ tay chém xuống tư thế. Ngàn vạn không cần, Thiệu Uyên đột nhiên hét lên một tiếng. Liền hắn trước người thủ hạ đều bị hắn hoảng sợ. Lão đại, người đây là... Trung niên tráng hán khó hiểu nhìn Thiệu Uyên. Thiệu Uyên lúc này mới phản ứng lại đây, sự tình lần trước, thế nhưng đều đem chính mình dọa phá mật, nghe thấy đến chính mình muốn cùng người nọ đối nghịch, chính mình cả người nổi da gà đều không tự giác bốc lên, hai chân càng là nhũn ra, hắn lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, không cần hành động thiếu suy nghĩ, làm người nhìn chằm chằm An Đông Dương liền hảo, chuyện này, ta tự mình tới an bài. Trung niên tráng hán nghe An Đông Dương nói, gật gật đầu. Thiệu Uyên đi đến một bên, lấy ra di động, bắt thông một cái dãy số, vài giây sau, bên kia điện thoại chuyển được, Thiệu Uyên nhỏ giọng nói, Ru đại nhân, bên này sự, yêu cầu ngài hỗ trợ, có chút phiền phức. Không biết điện thoại kia đầu đều nói gì đó, liền thấy Thiệu Uyên bồi một bộ gương mặt tươi cười, liên tục gật đầu, là, ngài nói chính là, ta biết, ngài yên tâm, này tuyệt đối là cuối cùng một lần, kia hảo. Ta ở Ngân Châu sân bay chờ ngài lại đây. Buổi chiều 2 điểm, Ngân Châu Tân Khải khách sạn, ở 4 cái giờ trước, khách sạn này, hoàn toàn bị Phí Lôi Tư sở thu mua. Hôm nay, Tân Khải khách sạn hoàn toàn không đối ngoại buôn bán, bao gồm khách sạn sở hữu nhân viên công tác, đều nghỉ một ngày. Trương Huyền, Bạch Trì, An Đông Dương, cùng với Tổ Hiển 4 người đi vào khách sạn nội. Trương Tiên Sinh, người nói, muốn giới thiệu chút hợp tác đồng bọn cho ta. An Đông Dương đi ở Trương Huyền bên cạnh, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Không tồi, Trương Huyền gật gật đầu. Phương diện kia hợp tác đồng bọn, Trương tiên sinh ngươi còn không biết ta là làm cái gì sinh ý đi. An Đông Dương có vẻ rất tò mò. Không có việc gì, ngươi khẳng định sẽ dùng được với. Trương Huyền 4 người, bước đi hướng khách sạn đại sảnh. Lúc này khách sạn giữa, chỉnh tề đứng một đạo lại một đạo thân ảnh, có nam có nữ, người mặc thống nhất. Đương Trương Huyền đi tới khi, khách sạn nội đứng những người này, toàn ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng, trong ánh mắt tràn ngập cung kính. Những người này, đúng là giấu ở Ngân Châu các nơi địa ngục hành giả, hôm nay, Trương Huyền tuyên bố khắp nơi thế lực tiến đến, có việc tuyên bố, Ngân Châu địa ngục hành giả toàn bộ tập hợp, các thế lực lớn, cũng sôi nổi tiến đến. Buổi chiều 6 giờ, Ngân Châu sân bay. Thiệu Uyên đứng ở lối ra trước, không ngừng đi qua đi lại, nôn nóng chờ đợi. Một người tóc vàng mắt xanh, khí vũ hiên ngang trung niên nam nhân từ lối ra đi ra, ở trung niên nam nhân phía sau, theo suốt 20 danh hắc y bảo tiêu. Thiệu Uyên ở nhìn đến này tóc vàng nam nhân nháy mắt, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đi tới, Ru đại nhân, ngài đã tới. Phế vật đồ vật, Ru chừng mắt nhìn mắt Thiệu Uyên, chó má biển cắt cường đạo, liền ngươi bộ dáng này, cũng cân xứng cường đạo hai chữ. Một chút việc nhỏ đều làm không xong. Thiệu Uyên giận mà không dám nói gì, bồi một bộ gương mặt tươi cười, Ru đại nhân giáo huấn chính là, chỉ là người nọ, ít nhất có thế giới ngầm nhất đẳng thế lực trình độ, thật sự không phải chúng ta có thể đối phó lợi hại. Nhất đẳng lại tính cái gì? Ru vẻ mặt khinh thường nói, nếu chúng ta kế hoạch thành, đem nhưng cùng kia Quang Minh Đảo, chạy song song với. Quang Minh Đảo, chỉ là này ba chữ, liền làm Thiệu Uyên thân thể không khỏi chấn động. Thân là nhị đẳng ngầm thế lực thủ lĩnh. Có thể nào không biết Quang Minh Đảo danh hiệu, chỉ là Thiệu Uyên nhiều năm hoạt động ở biển cát giữa, chưa từng đăng đảo, cũng không có gặp qua kia trong truyền thuyết địa ngục quân vương, nhưng này Quang Minh Đảo uy danh, hắn xác thật như sấm bên tai. Khoảng thời gian trước, thị tộc xuất thế, tin tức này Thiệu Uyên cũng là biết đến, hắn nghe nói thị tộc lập với trần thế phía trên, nghiền áp các thế lực lớn, thế giới ngầm đại hội thượng, một người độc chiến địa hạ thế lực quần hùng, đương có đứng đỉnh núi chi thế, coi Quang Minh Đảo như con kiến. Kết quả, địa ngục quân vương cường thế trở về, lấy vô địch chi thế, làm tam đại thị tộc cúi đầu xưng thần, kỳ thật lực rốt cuộc mạnh như thế nào, căn bản không dám nghiền ngẫm. Hiện tại, Ru tiên sinh nói có thể cùng Quang Minh Đảo chạy song song với. Kia chính là Quang Minh Đảo A, nhắc lên cách mạng chi chiến, lật đổ vương sẽ mấy trăm năm thống trị Quang Minh Đảo.
không cần lộ ra loại này chấn động biểu tình. Ru không thèm để ý phất phất tay, người tầm mắt quá tiểu, không hiểu thế giới này vĩ đại, cũng không rõ trên đời này có bao nhiêu cường giả, địa ngục quân vương bất quá là tổ tiên một bước mà thôi, chúng ta muốn đuổi kịp hắn, đều không phải là không có khả năng. Đi thôi, mang ta đi tìm kia khẩu đỉnh. Thiệu Uyên gật gật đầu, đối Ru nói, lại là bán tín bán nghi. Buổi tối 7 giờ, Ngân Châu Tân Khải khách sạn, lần lượt từng người mặc đẹp đẽ quý giá hạng người, sắc mặt cung kính đi vào khách sạn đại môn, không dám phát ra chút nào ồn ào thanh, mỗi người ở giao lưu khi, đều có vẻ thật cẩn thận. Này đó đến từ thế giới các nơi, các đại địa hạ thế lực thủ lĩnh, liền giống như ngoan ngoãn tiểu học sinh giống nhau, nói chuyện cũng chỉ có thể là kia khe khẽ nói nhỏ giống nhau, bởi vì bọn họ minh bạch, chính mình việc làm thế lực thủ lĩnh thân phận, đặt ở nơi này, chó má không tính. Tân Khải khách sạn ngoài cửa, một chúng thân ảnh đi tới, đúng là Ru cùng Thiệu Uyên đám người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 925 ta muốn đổ vật đâu? Ru nhìn trước mặt Tân Khải khách sạn, hỏi, người liền ở chỗ này. Đúng vậy, Thiệu Uyên gật đầu, Ru đại nhân, theo chúng ta được đến tin tức, lấy đỉnh người, một giờ đi tới khách sạn này, vẫn luôn cũng chưa ra tới, đây là ảnh chụp. Thiệu Uyên cung cung kính kính đưa điện thoại di động đưa cho Ru, di động thượng, đúng là An Đông Dương ảnh chụp. Ru phất phất tay, hắn phía sau 40 mễ hắc y Dương Bảo Tiêu đi rồi đi lên. Thấy rõ người này, đi vào cho ta đem hắn mang ra tới. Ru đưa điện thoại di động giơ lên, đãi một chúng Bảo Tiêu thấy rõ An Đông Dương bộ dáng sau, tất cả đều đi nhanh chiều khách sạn cửa đi đến. Khách sạn trước cửa, lần lượt từng ngầm nhất đẳng thế lực thủ lĩnh đang ở xếp hàng tiến vào, đừng nói cắm đội. Bọn họ xếp hạng nơi đó, mỗi người cùng mỗi người chi gian khoảng thời gian, kia đều hoàn toàn tương đồng. Ru 20 danh hắc y Bảo Tiêu bước đi hướng khách sạn cửa một màn, bị rất nhiều ngầm nhất đẳng thế lực thủ lĩnh xem ở trong mắt. Người đến lần này, quá không hiểu quy củ đi. Đâu chỉ là không hiểu quy củ, quả thực là to gan lớn mật. Một chúng ngầm thế lực thủ lĩnh thấy như vậy một màn, đều cùng ăn dưa quần chúng giống nhau, khe khẽ nói nhỏ lên. Nhìn chung gần nhất vài thập niên, vô luận là vương sẽ triệu khai thế giới ngầm đại hội, vẫn là quang minh đảo triệu khai đại hội, không có bất luận cái gì một phương thế lực, dám như thế nghênh ngang. 20 danh người nước ngoài Bảo Tiêu đi đến khách sạn trước cửa, nhìn lướt qua ở khách sạn cửa xếp hàng đông đảo ngầm thế lực thủ lĩnh, theo sau thần sắc kiêu ngạo triều đại môn đi vào đi. Đứng lại, một người dáng người nhỏ gầy địa ngục hành giả che ở khách sạn trước cửa, nhìn chằm chằm này 20 danh Bảo Tiêu, mở miệng nói. Một đám không hiểu quy củ đồ vật, cút cho ta đi ra ngoài. Đi tuốt đàng trước mặt người nước ngoài Bảo Tiêu, cúi đầu nhìn trước mặt tên này dáng người nhỏ gầy địa ngục hành giả, dùng một ngụm biệt nữ hẻ oi bức ngữ cười nhạo nói, người mongoloid con khỉ, người nói cái gì? Ta nói cho các ngươi cút đi. Cho ta bắt lấy hắn. Người nước ngoài Bảo Tiêu hét lớn một tiếng, tức khắc đi ra hai người, chiều trước mặt tên này địa ngục hành giả động thủ, như vậy một màn tới đột nhiên. Nhưng sợ hãi chung quanh những cái đó đang ở xếp hàng thế lực thủ lĩnh. Hôm nay Quang Minh đảo triệu tập các thế lực lớn tiến đến, có việc tuyên bố, nhưng hiện tại thế nhưng tới một đám người nháo sự, thật muốn chọc đến Quang Minh đảo bất mãn, tưới xuống lửa giận, đang ngồi mỗi người đều khả năng tao ương. Dáng người nhỏ gầy địa ngục hành giả nhìn trước mặt người nước ngoài đại hán, mặt lộ vẻ khinh thường, đang muốn ra tay khi, liền nghe một đạo thanh âm từ bên cạnh vang lên. Hảo, hôm nay đại gia tụ một tụ. Không vui sự có thể miễn tắc miễn. Tại đây thanh âm vang lên nháy mắt, khách sạn ngoài cửa đang ở xếp hàng các thế lực lớn thủ lĩnh, thân thể theo bản năng chấn động, mặt lộ vẻ kính sắc. Tên kia đang muốn động thủ địa ngục hành giả, cũng là đầu một thấp, thối lui đến một bên. Trương Huyền khoanh tay từ một bên đi tới, hướng trước cửa này đó người nước ngoài Bảo Tiêu nói, chúng ta hè oi bức có câu cách ngôn, có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng, không thoải mái sự liền không cần đã xảy ra. Có chuyện gì, cho các người đại nhân tiến vào nói đi. Kia vài tên Bảo Tiêu cho nhau liếc nhau, đứng ở cuối cùng một người, quay đầu chiều khách sạn ngoại Ru nơi địa phương chạy chậm đi. Trương Huyền lại nhìn mắt đang ở cửa xếp hàng rất nhiều ngầm thế lực thủ lĩnh, ra tiếng nói, hảo, đại gia cũng đều không phải lần đầu tiên thấy, ta cũng không phải cái gì lão gia hỏa, không cần làm này đó lễ nghi phiền phức, đều vào đi, lần này gọi mọi người tới, chính là tuyên bố một sự kiện, đoàn người nên ăn thì ăn. Nên uống thì uống, không cần quá câu thúc, ha ha. Nghe được Trương Huyền nói, cửa rất nhiều thế lực thủ lĩnh, tất cả đều lấy hẻ oi bức lễ tiết, hướng Trương Huyền ôm ôm quyền, theo sau đi vào đại sảnh,
bọn họ là không làm đăng ký thủ tục, nhưng Trương Huyền nói làm cho bọn họ nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, lại là một cái cũng không dám, vào khách sạn, cũng đều có vẻ câu nệ thực. Các vị bên này thỉnh, vài tên tuổi trẻ mạo mỹ nữ tính địa ngục hành giả đi rồi đi lên, đảm đương lễ nghi nhân vật, cấp các đại thủ lĩnh dẫn đường. Đối mặt này đó tú sắc khả san lễ nghi, các thế lực lớn thủ lĩnh biểu hiện phi thường khách khí, bọn họ biết, này đó xinh đẹp mỹ nhân, nhưng không ngừng là phía sau trạm cái quang minh đảo, các nàng mỗi người thực lực, cũng đều không dung khinh thường. Khách sạn bên ngoài, một người người nước ngoài bảo tiêu chạy chậm đến Drew trước mặt nói chút cái gì, liền thấy Drew khóe miệng gợi lên một mặt mỉm cười, đôi tay bối ở sau người, đi nhanh chiều khách sạn cổng lớn đi tới. Đường đi vào khách sạn cửa thời điểm, Drew cùng này bên cạnh Thiệu Uyên, liếc mắt một cái liền thấy được đang đứng ở đại sảnh Trương Huyền. Ở nhìn đến Trương Huyền trong nháy mắt, Thiệu Uyên bước chân không tự giác một đốn, ánh mắt lộ ra một mặt sợ hãi thần sắc, ngày đó ở Ô Lỗ thị, chính mình bị trước mặt người này nhất chiêu trọng thương trường hợp, còn rõ ràng trước mắt. Chính là hắn, Drew nhìn khách sạn bên trong cánh cửa Trương Huyền, hướng Thiệu Uyên hỏi. Ân, Thiệu Uyên nuốt khẩu nước bọt, dùng sức gật gật đầu, thực lực của hắn phi thường cường. A, cường, Drew một bộ không để bụng bộ dáng. Trương Huyền nhìn đến khách sạn ngoài cửa Thiệu Uyên, một chút đều không ngoài ý muốn, liền Thiệu Uyên an bài những người đó, tự cho là che giấu không tồi, nhưng đã sớm bị Trương Huyền xem rõ ràng, thậm chí Thiệu Uyên thủ hạ những người đó khi nào cùng Thiệu Uyên liên hệ, Trương Huyền đều biết. Thả Thiệu Uyên sẽ đến này mục đích, Trương Huyền không cần tưởng đều biết, chính mình lúc ấy đem khắc rỗi đỉnh đánh cháo, nhiều như vậy thiên qua đi, Thiệu Uyên như thế nào đều có thể phát hiện, cũng tất nhiên sẽ liên tưởng đến An Đông Dương trên người. Một cái nhị đẳng ngầm thế lực, ở Trương Huyền trong mắt không tính cái gì, nhưng tại đây xã hội thượng, cũng có chút năng lực, tưởng tra được An Đông Dương hướng đi vẫn là thực nhẹ nhàng, mà chính mình lần trước giáo huấn quá Thiệu Uyên, hắn lần này dám đến, khẳng định là tìm giúp đỡ. Phía trước, Trương Huyền vẫn luôn tưởng làm minh bạch, rốt cuộc là cái nào ngầm thế lực, muốn tìm Lâu Lan dưới bí mật, đương biết An Đông Dương cũng không thuộc về bất luận cái gì một cái ngầm thế lực lúc sau, Trương Huyền đều không phải là từ bỏ, mà là biết. Thiệu Uyên sẽ mang theo hắn phía sau người đi ra, rốt cuộc một cái nhị đẳng ngầm thế lực, nói khó nghe điểm, còn không xứng đi có được Lâu Lan ngầm đồ vật. Drew vẻ mặt mỉm cười đi vào khách sạn đại môn, đương nhìn đến đồng dạng là vẻ mặt mỉm cười Trương Huyền khi, Drew ánh mắt lộ ra một tia bất mãn, ra tiếng nói, nhìn dáng vẻ, người đối chính mình rất có tự tin. Đối đãi đường xa mà đến khách nhân, mỉm cười là chúng ta hè oi bức cơ bản lễ nghi. Trương Huyền cười nói. Vô nghĩa ta không muốn cùng ngươi nhiều lời. Drew không kiên nhẫn nói, ta tới này mục đích, ngươi cũng nên rõ ràng, đỉnh đâu. Vừa đi vừa liêu đi, Trương Huyền làm cái thỉnh thủ thế. Drew hừ lạnh một tiếng, hướng phía trước đi đến. Trương Huyền đảm đương một cái dẫn đường nhân vật, đem hai người mang tiến một gian đại sảnh phi thường rộng lớn, này vốn là Tân Khải khách sạn lớn nhất hiến hội thính, lần này bị Trương Huyền cải tạo thành mở họp dùng địa phương. Đại sảnh giữa. Có một tòa đang ở dựng đài cao, mặt trên còn treo màn tre. Mới vừa mua nơi này, còn ở trang hoàng, mặt sau có ngồi địa phương. Trương Huyền nói. Chương 926 ta tuyển đệ nhị điều. Đài cao màn tre phía sau, bãi mấy trương lược hiện cũ nát băng ghế. Trương Huyền đi lên trước ngồi xuống, theo sau hướng Drew làm cái thủ thế, thỉnh. Drew cười lạnh một tiếng, cũng không ngồi xuống, đứng ở nơi đó nói, ta tới này không phải cùng ngươi tiêu hao thời gian. Đỉnh đâu? Trương Huyền mặt mang mỉm cười, khẽ lắc đầu nói, này đỉnh nhưng không ở ta này. Đỉnh không ở ngươi này, người ở ngươi này đi. Drew nhìn chằm chằm Trương Huyền, đem kia họ An giao ra đây. Trương Huyền nghe được lời này, trên mặt mỉm cười biến thành hồ nghi chi sắc, nhìn về phía Thiệu Uyên, ra tiếng nói, ngươi chưa cho vị này nói, ta là làm gì đó, ân. Thiệu Uyên thấy Trương Huyền hỏi chính mình, sắc mặt có chút mất tự nhiên đáp, nói. Nói. Drew phía sau đứng chính là một cái nhất đẳng ngầm thế lực, Thiệu Uyên không dám đắc tội, mà Trương Huyền, Thiệu Uyên đồng dạng không dám đắc tội. Ta nói, Trương Huyền ánh mắt lại quay lại đến Drew trên người, hắn nếu cho ngươi nói, ta là làm gì đó, ngươi nghênh ngang chạy ta này tới muốn người, có phải hay không có chút không thích hợp, ngươi là tưởng tạp ta công ty bảo an này khối chiêu bài. Drew mày nhăn lại, ngươi có ý tứ gì? Trương Huyền mỉm cười lắc đầu, không có trả lời Drew vấn đề. Mà là chụp tam xuống tay. Bạch bạch bạch. Ba đạo vỗ tay thanh rơi xuống. Tổ Hiển mang theo An Đông Dương từ màn che phía sau đi ra, xuất hiện ở Drew trước mặt.
Ruer nhìn đến An Đông Dương nháy mắt, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân hình nháy mắt chiều An Đông Dương phóng đi, đỉnh ở đâu. Mắt thấy Ruer tay phải bắt đến An Đông Dương cổ áo, một con bàn tay to đột nhiên từ bên cạnh đánh úp lại, thẳng đến Ruer đầu mà đi. Ruer nếu tiếp tục chiều An Đông Dương chộp tới, tuyệt đối sẽ bị này chỉ bàn tay to đánh trúng đầu, này bức Ruer không thể không dừng lại động tác, vội vàng lui về phía sau. Trương Huyền đứng ở Ruer cùng An Đông Dương chi gian, duỗi người, ta mới vừa đều nói, ngươi trực tiếp chạy ta này tới muốn người, là tưởng tạp ta này khối chiêu bài. Ruer ánh mắt dần dần trở nên âm ngoan lên, tiểu tử, ngươi đây là thành tâm muốn cùng ta đối nghịch. Không không không, Trương Huyền vươn tay phải ngón trỏ, liên tục đong đưa, ta này làm an bảo, thu người tiền tài, thay người tiêu tai, An tiên sinh thanh toán ta tiền, ta tự nhiên muốn bảo hắn an toàn, đương nhiên, ngươi nếu có thể phó càng nhiều tiền, kia khi ta phía trước câu nói kia chưa nói. A, à, Ruer cười nhạo một tiếng, duỗi tay vỗ vỗ chính mình vạt áo, nói nửa ngày, ngươi vẫn là muốn tiền mà thôi, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm, cái này số. Trương Huyền vươn ba ngón tay. 3 tỷ, Ruer liền 300 triệu cái này con số cũng chưa nói. Ba cái vang đầu, Trương Huyền mặt mang mỉm cười, ngươi chỉ cần quỳ gối nơi này, cho ta dập đầu ba cái vang dội, An tiên sinh ngươi tùy thời có thể mang đi. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Ruer hét lớn một tiếng, ngươi đây là ở khiêu khích ta. Khiêu khích ngươi, có ý tứ. Trương Huyền đem đôi tay bối ở sau người, ngươi tới ta địa phương, nghênh ngang hỏi ta muốn người, này liền không phải ở khiêu khích ta. Ruer gắt gao niết quyền, có thể nhìn đến, hắn niết quyền tay, đang ở nhẹ nhàng phát ra run rẩy, làm một mồm to hít sâu sau, Ruer ra tiếng nói, ta biết ngươi trong lòng tưởng cái gì, ngươi cho rằng ta từ ngươi này, vô pháp đem người mang đi. Đúng vậy. Trương Huyền không chút khách khí thừa nhận, ta không đồng ý, ngươi mang không chạy lấy người. À, ngươi đối chính mình nhưng thật ra rất tự tin, vẫn là nói, ngươi đối với ngươi thế lực phía sau, cảm thấy tự tin. Ruer ánh mắt lộ ra khinh miệt thần sắc. Đều rất tự tin đi, Trương Huyền gãi gãi đầu. Khách ngồi đáy giếng, Ruer chào phúng nói, một cái nhất đẳng ngầm thế lực ra tới người mà thôi, còn tưởng rằng chính mình là cái gì thân phận, ngươi có biết. Liền tính là kia quang minh đảo đảo chủ tại đây, cũng không dám nói hắn có như vậy tự tin. Ruer tự tin 10 phần nói ra lời này, đệ nhất, hắn là muốn dùng lời này tới hù dọa Trương Huyền, đệ nhị, Ruer nội tâm, đã ở dần dần bành trướng, cái loại cảm giác này, giống như là một ít nhà giàu mới nổi sắp biết chính mình có bút cự khoản đã đến, ở cự khoản còn chưa tới khi, liền đi nào đều một bộ nghênh ngang bộ dáng. Ruer lời này, làm Trương Huyền bật cười, người như thế nào biết? Quang minh đảo đảo chủ cũng không có loại này tự tin. Liên nhân chúng ta đồng dạng đứng ở thế giới này đỉnh, biết được đối phương cường đại. Ruer ngạo nghễ nói, ngươi loại người này, sẽ không hiểu, ta hiện tại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, hoặc là, thành thành thật thật làm ta dẫn người đi, hoặc là, ta từ ngươi thi thể thượng dẫm qua đi, dẫn người đi. Đang lúc Trương Huyền chuẩn bị trả lời khi, bạch trì thanh âm, từ màn che mặt khác một đầu vang lên, lão đại. Người đều tới rồi, muốn bắt đầu rồi sao? Hành, bắt đầu đi. Trương Huyền lên tiếng. Ở Trương Huyền thanh âm này rơi xuống nháy mắt, toàn bộ trong đại sảnh ánh đèn, cơ hồ ở cùng thời gian tắt, lại ở phía sau một giây sáng lên. Che ở Ruer trước người màn che, ở ánh đèn một lần nữa sáng lên là lúc, rơi xuống, mấy trăm đạo thân ảnh, xuất hiện ở Ruer trong mắt, toàn bộ vẻ mặt cung kính đứng ở đài cao hạ, nhìn trên đài cao, kia ngồi ở một trương tiểu tấm ván gỗ ghế thượng Trương Huyền. Chư vị, hội nghị bắt đầu, gặp qua quân vương. Bạch Trì thu hồi ngày thường vui đùa ầm ĩ, đứng đài cao bên cạnh, cất cao giọng nói. Kia đứng ở dưới đài mấy trăm danh nhất đẳng thế lực thủ lĩnh, động tác nhất trí, quỳ một gối xuống đất, vươn tay trái phóng với chính mình vai phải, cúi đầu, dùng nhất cung kính ngữ khí, chăm miệng một lời nói, gặp qua quân vương. Mấy trăm người, đồng thời ra tiếng, thanh như chuông lớn, như là muốn đem này khách sạn nóc nhà ném đi giống nhau. Gặp qua quân vương 4 cái chữ to, rõ ràng truyền vào Ruer cùng với Thiệu Uyên trong tai. Ruer gắt gao nhìn chằm chằm quỳ gối đài cao phía dưới đằng trước một người, người này hắn gặp qua, cùng là tự do quốc một người nhất đẳng thế lực người cầm lái, giờ phút này quỳ gối nơi này, hô to gặp qua quân vương. Tại đây trên thế giới, có thể bị hắn xưng là quân vương có mấy cái. Ruer trong lòng, cơ hồ ở nháy mắt liền xuất hiện một cái tên, Sa Tăng. Địa ngục quân vương, Sa Tăng. Thiệu Uyên ánh mắt đồng dạng nhìn về phía dưới, ở trong đám người, hắn cũng thấy được hắn nhận thức người. Ngầm thế lực lãnh tụ, quỳ gối nơi này,
mặt hướng đài cao, tề hô quân vương, quân vương là người phương nào? Nô cùng Thiệu Huyên chậm rãi quay đầu, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ, này trên đài cao, chỉ có 5 người, hiển nhiên, trừ bỏ chính mình 2 người bên ngoài, An Đông Dương cũng tuyệt phi là quân vương chi liệt. Đến nỗi dư lại Trương Huyền cùng Tổ Hiển, đủ hai người không cần tưởng, liền đem người sau từ bỏ, ánh mắt chú ý tới người trước trên người, hắn là quân vương. Địa ngục quân vương, quang minh đảo đảo chủ, Sa Tăng. Trương Huyền vẻ mặt mỉm cười xoay người lại, hướng đủ nói, thực xin lỗi, người nói quang minh đảo đảo chủ, đích đích xác xác có này phân tự tin, người mới vừa nói lựa chọn, ta nghĩ kỹ rồi, ta tuyển đệ nhị điều, người từ ta thi thể thượng bước qua đi, đem người mang đi. Thình thịch một thanh âm vang lên khởi, còn đứng ở kia Thiệu Uyên, không hề do dự quỳ gối trên mặt đất, cả người run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ, thấy, gặp qua quân vương. Chương 927 Tân quân vương. Đối mặt Đru, Thiệu Uyên sợ hãi Đru thế lực phía sau, sợ hãi Đru thân phận, nhưng cũng chỉ là cung kính, không dám trêu chọc. Nhưng đối mặt địa ngục quân vương, Thiệu Uyên trong lòng, đã không phải sợ hãi, ở tuyệt đại đa số ngầm thế lực người trong mắt, địa ngục quân vương. Chính là một tòa tấm bia to, là một loại tín ngưỡng, là bọn họ trong lòng thần linh. Đối với trong lòng thần linh, bọn họ sẽ làm, chỉ có kính sợ, không dám có một chút ít khinh nhờn. Một quả ám kim sắc nhẫn, bị Trương Huyền lấy ra, mang bên trái tay ngón trỏ thượng, hắn hư không giơ tay, những cái đó ở dưới đài quỳ một gối xuống đất thế lực lãnh tụ, toàn bộ đứng dậy. Lưu nhìn chằm chằm Trương Huyền trên tay kia chiếc nhẫn, dùng sức nuốt khẩu nước bọt, thanh âm có chút khàn khàn, ngươi là. Sa Tăng. Trương Huyền nhún vai, ta đã làm ra lựa chọn, kế tiếp ngươi tưởng như thế nào làm? Hoặc là nói, ngươi tính toán thế nào đem ta biến thành một khối thi thể? Có thể nhìn đến, Đru thân thể, chính phát ra hơi hơi run rẩy, hiển nhiên hắn nội tâm cũng phi thường sợ hãi, nhưng vẫn là cố gắng chấn định nói, địa ngục quân vương, chúng ta vô tình cùng ngươi đối nghịch, ta biết ngươi thực lực cường đại, nhưng ngươi hẳn là rất rõ ràng, trên thế giới này, có quá nhiều thực lực mạnh mẽ người. Người địa ngục quân vương, đều không phải là vô địch khắp thiên hạ. Trương Huyền trên mặt tươi cười một ngưng, mày hơi hơi nhăn lại, người giống như không có nghe hiểu ta nói, ta hỏi ngươi chính là, người tính toán, như thế nào đem ta biến thành một khối thi thể. Người có thể đưa ra ngươi điều kiện, chúng ta chỉ cần kia tòa đỉnh, ta. Ta hỏi ngươi chính là, Trương Huyền bỗng nhiên hét lớn một tiếng, này một đạo tiếng quát, liền giống như đột nhiên bùng nổ lũ bất ngờ giống nhau. Cơ hồ ở nháy mắt liền hướng suy sụp Đru tâm lý phòng tuyến, Đru hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi ở trên đài, kia cố gắng ra tới chấn định, biến mất vô tung. Địa ngục quân vương uy danh, thật sự là quá thịnh, không có một cái ngầm thế lực người, có thể mặt không đổi sắc đối mặt địa ngục quân vương. Trả lời ta, Trương Huyền đi phía trước một bước, nhìn chằm chằm Đru, người tính toán, như thế nào đem ta biến thành một khối thi thể. Đương Đru tâm lý phòng tuyến bị đánh sập lúc sau. Hắn hoàn toàn kiên cường không đứng dậy, thấy Trương Huyền chậm rãi đi tới, nằm liệt ngồi dưới đất Đru lung tung duỗi chân, không ngừng về phía sau phương dịch cọ, quân. Quân vương đại nhân, ta, nói, Trương Huyền lại lần nữa quát lên một tiếng lớn, tại đây đồng thời, một cổ khí xoáy tụ tự Trương Huyền trước người ngưng tụ, thẳng đến Đru mà đi. Này cổ vô hình khí xoáy tụ, hình thành cự hình mũi nhọn, thẳng đến Đru ngực, đem Đru cả người đâm bay ngược đi ra ngoài, ngực sụp đổ, ném tới trên mặt đất. Một mồm to máu tươi tự Đru trong miệng phun ra, Đru nằm trên mặt đất, đôi mắt không tự giác thượng phiên, dư quang thấy được chính mình cái kia bằng hữu, một người nhất đẳng ngầm thế lực lãnh tụ. Giờ phút này tên này nhất đẳng ngầm thế lực lãnh tụ, ánh mắt hờ hững nhìn Đru, kia biểu tình, giống như là đang xem một cái người chết. Đru đắc tội địa ngục quân vương, đừng nói là hắn bằng hữu, liền tính là hắn thân cha, đều không nhất định dám nhận hắn. Nhìn dáng vẻ, ngươi làm không được từ ta thi thể thượng dẫm đi qua. Trương Huyền đứng ở đài cao bên cạnh, nhìn nằm trên mặt đất, ngực sụp đổ, thân bị trọng thương Đru, nếu như vậy, ngươi cũng liền mang không đi rồi. Trương Huyền nói xong, phất phất tay, đám người ngoại lập tức đi ra hai gã địa ngục hành giả, giống như kéo chết cẩu giống nhau, đem Đru kéo dài tới nơi khác. Nhìn Đru liền như vậy bị kéo đi, ở đây các thế lực lớn lãnh tụ, không có lộ ra chút nào biểu tình, tất cả đều vẻ mặt bình tĩnh. Ở bọn họ xem ra, đắc tội địa ngục quân vương, chỉ là như vậy một cái kết cục, đã là lớn nhất may mắn. Thiệu Uyên quỳ gối trên đài, thân thể kịch liệt run rẩy, một câu cũng không dám nhiều lời. Trương Huyền hướng Thiệu Uyên mở miệng, đi chờ, ta mặt sau có việc hỏi ngươi. Là,
Thiệu Uyên đầu cũng không dám nâng, liền quỳ như vậy, hoạt động hai đầu gối, một chút hạ đài cao. An tiên sinh, bên này trước hết mời. Một người địa ngục hành giả đi đến đài cao bên, hướng trên đài cao An Đông Dương mở miệng. Giờ phút này An Đông Dương, còn có điểm không phản ứng lại đây, cái gì quân vương? Có ý tứ gì? An tiên sinh, tên kia địa ngục hành giả lại lần nữa ra tiếng. Nga, xin lỗi, có điểm thất thần. An Đông Dương liền nói một tiếng, theo sau đi theo đi xuống đài cao. Trên đài cao, Trương Huyền ánh mắt nhìn quét một vòng, theo sau mở miệng, lần này kêu đại gia tiến đến, có một việc muốn tuyên bố, một cái. Tiếp nhận chức vụ nghi thức. Tiếp nhận chức vụ nghi thức. Dưới đài mọi người, nhân Trương Huyền nói, lộ ra nghi hoặc. Một cái nho nhỏ tiếp nhận chức vụ nghi thức, Trương Huyền một bên nói chuyện, một bên đem tròng lên chính mình ngón trỏ chỗ thánh giới gỡ xuống, theo sau về phía sau một ném. Này cái ám kim sắc thánh giới, đại biểu toàn bộ thế giới ngầm, tối cao vinh dự thánh giới, liền như vậy ở không trung vẽ ra một cái độ cung, rơi xuống Tổ Hiển trong tay. Đứng ở Trương Huyền phía sau Tổ Hiển, từ đầu đến cuối, đều không rõ đã xảy ra cái gì, hiện tại nhìn chính mình trong tay này cái ám kim sắc nhẫn, ngơ ngác xuất thần. Trương Huyền lui về phía sau một bước, đem tay phải đặt ở Tổ Hiển phía sau, theo sau nhẹ nhàng đẩy. Ở Trương Huyền này đẩy hạ, Tổ Hiển mấy cái lảo đảo, đi rồi tiến lên. Từ hôm nay trở đi, Quang Minh đảo chủ, tên là Tổ Hiển. Trương Huyền một tiếng uống ra, dưới đài mọi người, đều một chút không phục hồi tinh thần lại. Quang Minh đảo đảo chủ, thánh giới người sở hữu, thay đổi người. Tổ Hiển ra sao phương nhân vật, chưa từng có nghe nói qua. Một chúng ngầm thế lực thủ lĩnh, toàn qua lại đối diện, đều từ đối phương ánh mắt giữa, thấy được thần sắc nghi hoặc. Quang Minh đảo chủ, như thế nào đột nhiên liền thay đổi người. Ở mọi người nghĩ đến, tương lai vài thập niên, này thế giới ngầm, chỉ sợ vẫn luôn đều sẽ ở địa ngục quân vương thống trị dưới. Nhưng ở hôm nay, Quang Minh đảo mạnh nhất thế là lúc, lại đột nhiên đổi mới chủ nhân, lần này, làm mọi người đều có chút trở tay không kịp. Dưới đài trầm mặc, ước chừng rằng có mấy phút đồng hồ, tại đây trong quá trình, Trương Huyền vẫn luôn không nói gì, yên lặng nhìn dưới đài mọi người. Một người đang ở mọi người trung tâm nhị đẳng thực lực lãnh tụ, lại lần nữa quỳ một gối xuống đất, chẳng qua, lần này hắn cũng không phải mặt hướng Trương Huyền, mà là mặt hướng Tổ Hiển, lớn tiếng mở miệng, lạnh tây kim gia, gặp qua quân vương đại nhân. Tên này kim gia lãnh tụ một mở miệng. Những cái đó còn ở ngây người giữa các thế lực lớn lãnh tụ sôi nổi phục hồi tinh thần lại, tất cả đều quỳ một gối xuống đất, mặt hướng Tổ Hiển, cùng kêu lên nói, gặp qua địa ngục quân vương. Tổ Hiển nhìn dưới đài, này đó hướng chính mình quỳ xuống các thế lực lớn lãnh tụ, hắn ở không lâu trước đây, vẫn là một người học sinh, ở trường học bị người khinh nhục, bị yêu nhau nhiều năm bạn gái vứt bỏ, lại ở hôm nay, hết thảy đều phát sinh thay đổi. Mấy trăm người quỳ gối chính mình trước người, Tổ Hiển tuy rằng không biết, này cái gọi là quân vương, rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn trong lòng có một loại mãnh liệt trực giác, chính mình nhân sinh, đem từ hôm nay trở đi, phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Này đó là Trương tiên sinh làm ta làm lựa chọn sao? Tổ Hiển trong miệng lẩm bẩm, nhìn trong tay chiếc nhẫn này, theo sau xoay người, hướng Trương Huyền thâm cúc một cung. Chương 928 lo lắng. Đứng ở đài cao bên cạnh Bạch Trì, nhìn mắt cầm trong tay thánh giới Tổ Hiển, lại nhìn mắt Trương Huyền. Trong mắt toát ra, là nồng đậm lo lắng. Trương Huyền là một cái dạng gì người, phần lớn người cũng không rõ ràng, nếu hiện tại phải có người hỏi, Trương Huyền người này thế nào, trừ bỏ thế giới ngầm người bên ngoài, thế tục cùng Trương Huyền nhận thức, chỉ sợ đại bộ phận đều sẽ cảm thấy Trương Huyền người này thực hảo ở chung, bao gồm tương lai, Nguyệt Thần, Hải Thần chờ Quang Minh đảo còn lại vài tên vương giả, cũng đều như vậy cho rằng. Bọn họ sẽ nói, Trương Huyền ở ngày thường, không có một chút cái giá. Là một cái đáng giá tín nhiệm lãnh tụ. Nhưng chỉ có Bạch Trì cùng đã rời đi Chessia biết, trước kia Trương Huyền, rốt cuộc là cái dạng gì. Cũng chỉ có Trương Huyền cùng Chessia biết, Sa Tăng cái này danh hiệu, đều không phải là Trương Huyền sáng tạo Quang Minh đảo lúc sau mới lấy, mà là tại rất sớm phía trước, có người, cũng đã đem Trương Huyền xưng là Sa Tăng. Sa Tăng, ở phương Tây, bị nhân xưng làm sống ở địa ngục thượng đế, này nãi ác ma đứng đầu, một người. Có thể bị quan lấy ác ma đứng đầu danh hiệu, đủ để thấy này thủ đoạn. Ở rất nhiều năm trước, Sa Tăng chi danh, là tuyệt đối là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Ngay cả Bạch Trì, ở lần đầu tiên nhìn thấy Trương Huyền thời điểm, đều sẽ phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Bạch Trì còn nhớ rõ có người nói quá,
Trương Huyền ngay lúc đó hành vi cùng tính cách, cùng hắn dĩ vãng trải qua có mật không thể phân quan hệ. Hiện giờ, Trương Huyền sở tuyển người thừa kế, cùng lúc trước Trương Huyền so sánh với, trừ bỏ trên người sát khí không có Trương Huyền như vậy trọng bên ngoài, còn lại đại bộ phận địa phương, đều phá lệ tương tự, Bạch Chỉ thật sự sợ hãi, lại một tôn ác ma, từ địa ngục bò ra tới, cái loại này ác ma, không phải quang minh đảo ác ma, mà là cái loại này không hề nhân tính ác ma. Tổ Huyền ánh mắt nhìn dưới đài, những cái đó quỷ gối dưới đài người, làm Tổ Huyền trong lòng, tràn ngập một loại xưa nay chưa từng có thỏa mãn cảm, loại cảm giác này, làm hắn cảm thấy phi thường sảng khoái, thật giống như, chính mình tại đây một ngày, mới nghênh đón chân chính nhân sinh. Trương Huyền hướng Bạch Chỉ phất phất tay, lại chỉ dưới đài. Bạch Chỉ hiểu ngầm, yên lặng xuống đài. Trương Huyền tiến lên hai bước, hướng Tổ Huyền nói, Tổ Huyền. Trương tiên sinh, Tổ Huyền vội vàng theo tiếng. Ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Trương Huyền mở miệng, hôm nay là ngày đầu tiên, chậm rãi, ngươi sẽ minh bạch ngươi trong tay chiếc nhẫn này đại biểu cái gì. Một đời người giữa, sẽ sinh ra đủ loại dục vọng, ở này đó dục vọng sử dụng hạ, cũng sẽ làm ra càng ngày càng nhiều lựa chọn. Ngươi lúc trước lựa chọn làm chính mình biến cường, ta cho ngươi cơ hội này, bất quá có một chút ngươi phải nhớ kỹ. Trương Huyền khi nói chuyện, nâng lên tay phải, vươn ngón trỏ, để ở Tổ Huyền ngực, ngươi phải nhớ kỹ, nơi này. Tổ Huyền thần sắc ngẩn ra, trong lòng vừa mới dâng lên kia cổ bành trướng cảm, thật giống như một đoàn liệt hỏa, đột nhiên bị người tưới thượng một chậu nước lạnh, một chút liền dập tắt hơn phân nửa, Trương tiên sinh, ta minh bạch. Hy vọng đi, Trương Huyền nếu có điều chỉ nói, dục vọng thứ này, chính là sẽ cắn nuốt một người, hảo, ta không quấy rầy ngươi, từ giờ trở đi. Ngươi có quá nhiều đồ vật muốn học, đừng làm ta thất vọng. Trương tiên sinh yên tâm, Tổ Huyền cúi đầu khom người. Trương Huyền vỗ vỗ Tổ Huyền bả vai, quay đầu đi xuống đài cao. Đài cao phía sau, Bạch Chỉ nhìn thấy Trương Huyền đã đi tới, vội vàng tiến lên hỏi, lão đại, ngươi thật liền như vậy đem vị trí làm. Bằng không đâu, Trương Huyền nhún vai, hiện tại ngự khí hoành hành, cùng thị tộc so sánh với, quang minh đảo lực lượng vẫn là quá yếu ớt. Ta nếu tiếp tục đảm nhiệm này đảo chủ một vị, tất nhiên nơi trốn bị quản chế, không riêng sẽ ảnh hưởng kế tiếp sự, cũng sẽ liên lụy đến quang minh đảo. Chớ quên, chúng ta thành lập quang minh đảo ước nguyện ban đầu, cũng không phải đem quang minh đảo làm mỗ một phương thế lực, mà là cấp yêu cầu người, cung cấp một cái có thể an ổn địa phương mà thôi. Đạo lý ta minh bạch, nhưng cái này Tổ Huyền, Bạch Chỉ muốn nói lại thôi. Ta biết, Trương Huyền gật đầu, người cảm thấy, ta ở tuyển định hắn phía trước. Liền không tra quá hắn sao? Lão đại, ta không rõ. Bạch Chỉ lắc đầu nói, ngươi nếu tra xét hắn, nên biết, hắn nội tâm mặt âm u quá nặng, hơn nữa hắn người này có nghiêm trọng nhân cách. Hảo, Trương Huyền mở miệng đánh gãy Tổ Huyền nói, ta đã làm quyết định. Bạch Chỉ thấy Trương Huyền như vậy kiên trì, cũng không hảo nói cái gì nữa. Lão đại, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi, ta chỉ là không nghĩ nhìn đến, chúng ta muốn đem quang minh đảo biến thành một mảnh tịnh thổ. Lại có người đem này biến thành một phen lưỡi dao sắc bén. Trương Huyền quay đầu, nhìn mắt đứng ở trên đài Tổ Huyền, mở miệng nói, thật tới rồi kia một ngày, ta sẽ tự mình cấp toàn đảo người một cái giao đãi, đi thôi, còn có càng chuyện quan trọng đi làm. Trương Huyền về phía trước cất bước, từ Bạch Chỉ trước người đi qua. Bạch Chỉ thở dài, lắc lắc đầu, đi theo Trương Huyền phía sau. Ở khách sạn một cái phòng trống chung, phòng trong không có bật đèn, Thiệu Uyên quỳ gối nơi đó. Chẳng sợ Trương Huyền không ở, hắn cũng không dám đứng dậy. Đứng lên đi, ta có việc hỏi ngươi. Trương Huyền thanh âm, từ Thiệu Uyên phía sau vang lên. Thiệu Uyên run run rẩy rẩy đứng dậy, lấy cực thấp thư thái mặt hướng Trương Huyền, Thiệu Uyên gặp qua quân vương đại nhân. Hảo, từ hôm nay trở đi, ta không phải cái gì quân vương. Trương Huyền vẫy vẫy tay, ta hỏi ngươi, các ngươi muốn đỉnh, là làm cái gì? Thiệu Uyên lắc lắc đầu, hồi đại nhân nói. Là Đru ủy thác ta đem đỉnh vận đến hắn kia, cụ thể nguyên nhân, ta không biết, bất quá Đru hẳn là cũng là chịu người gửi gắm. Ngày hôm qua ta đem đỉnh đưa đến thời điểm, hắn vào một gian phòng, ra tới thời điểm, nói cho ta đỉnh là giả. Đru người này, căn bản không có khả năng nhìn ra đỉnh thật giả, tuyệt đối là có người nói cho hắn. Hơn nữa Đru từ trong phòng ra tới thời điểm, trên cổ nhiều một đạo miệng vết thương. Có người ủy thác hắn, Trương Huyền đôi mắt nheo lại, ở trong lòng tự hỏi Đru phía sau người. Đại nhân, Đru tới phía trước cho ta nói qua một câu, hắn nói chuyện này muốn thành, hắn phía sau người, có thể làm hắn. Làm hắn, Thiệu Uyên muốn nói lại thôi, câu nói kế tiếp không dám nói ra. Nói,
Thiệu Uyên hít sâu một hơi, Ru nói, nếu lần này sự có thể thành, hắn phía sau người, có thể làm hắn sánh vai Quang Minh Đảo. Thiệu Uyên nói xong câu đó, vội vàng ngầm đầu. A, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, theo sau nói, được rồi, người đi đi, về đỉnh sự, lạn ở trong bụng liền hảo. Trương Huyền này một câu, làm Thiệu Uyên như được đại xá. Cảm ơn đại nhân, Thiệu Uyên lại lần nữa quỳ xuống đất. Trương Huyền xem cũng lại không thấy Thiệu Uyên liếc mắt một cái, quay người đi đến. Nhìn dáng vẻ, cái này Ru sau lưng người còn làm đến rất thần bí a. Trương Huyền mở miệng hỏi hướng Bạch Trì, người cảm thấy hắn phía sau người là ai? Thần ẩn hội, nào đó thị tộc, thần thánh thiên quốc, vẫn là cửu cục. Bạch Trì cười khổ một tiếng, lão đại, loại này động não sự, người ngàn vạn đừng hỏi ta. Đi thôi, đi tìm cái kia Ru tâm sự. Chương 929 người thật tốt. Thân bị trọng thương Ru bị hai gã địa ngục hành giả kéo dài tới một cái phòng trống chung, phòng ngoại có người trông coi. Đương Trương Huyền cùng Bạch Trì hai người đi tới sau, canh giữ ở cửa hai gã địa ngục hành giả thấp hèn đầu, cung thanh nói, đại nhân. Bạch Trì phất phất tay, các ngươi trước đi xuống đi. Hai gã canh giữ ở trước cửa địa ngục hành giả cúi đầu rời đi. Trương Huyền đẩy ra cửa phòng, phòng trong không có bật đèn, thực hắc, có thể nhìn đến Ru nằm trên mặt đất thân ảnh. Ngực chỗ ao hãm, dẫn tới Ru cần thiết phải dùng đem hết toàn lực mới có thể thở dốc. Ru không ngừng đảo hút khí lạnh, này tiếng hít thở chung, lộ ra một loại tuyệt vọng. Địa ngục quân vương, có bản lĩnh ngươi liền làm thịt ta a. Ru thấy xuất hiện ở cửa thân ảnh, nghẹn đủ kính, hô to một tiếng. Bị như vậy phế bỏ ném ở một cái đen nhánh phòng trống chung chờ đợi thẩm phán, Ru trong lòng tràn ngập sợ hãi, so làm hắn chết đều phải đáng sợ. Muốn chết có thể. Nói cho ta ai làm ngươi tới, ta cho ngươi cái thống khoái. Trương Huyền đôi tay bối ở sau thắt lưng. A, Ru khẽ cười một tiếng, địa ngục quân vương, ngươi tốt xấu cũng khống chế toàn bộ thế giới ngầm, hẳn là không như vậy thiên chân, tới hỏi ta mấy vấn đề này đi. Trương Huyền lắc lắc đầu, kỳ thật ta rất thế ngươi nhìn đến đáng tiếc, ngươi nói như thế nào cũng là thuộc về một cái nhất đẳng thế lực, lại quán thượng như vậy cái chủ nhân. Ru mày nhăn lại, địa ngục quân vương, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Hảo, Trương Huyền nhún vai, hiện tại theo ta biết nói một ít tổ chức lớn, mặc kệ là thị tộc, vẫn là thần ẩn hội, hoặc là thần thánh thiên quốc, bọn họ trước nay cũng chưa đem ta Quang Minh Đảo để ở trong lòng, đối thủ hạ hứa hẹn, cũng đều là áp đảo Quang Minh Đảo phía trên, mà ngươi chủ tử, nói cho ngươi, nếu sự thành, có thể làm ngươi cùng Quang Minh Đảo sóng vai, tấm tắc, nhìn dáng vẻ, ngươi kia chủ tử cũng chẳng ra gì sao, thực lực thấp kém đến không dám hứa hẹn. Ru ánh mắt một ngưng. Như vậy đi, ta đổi cái điều kiện hảo. Trương Huyền đi vào phòng trong, chậm rãi dạo bước đến Ru trước người, trên cao nhìn xuống nhìn nằm trên mặt đất Ru, mỉm cười nói, ngươi nói cho ta ngươi sau lưng người là ai, ta bảo đảm không giết ngươi cả nhà, thế nào? Ở Trương Huyền nói ra lời này thời điểm, Ru chỉ cảm thấy, tại đây trong bóng đêm, có một con ác ma, đang ở hướng chính mình mỉm cười, cái này làm cho Ru nhịn không được đánh cái rùng mình, thân thể run nhẹ nhẹ lên. Ru hít sâu một hơi, cố nén nội tâm sợ hãi, địa ngục quân vương, ngươi cũng không cần như vậy làm ta sợ, ngươi hẳn là biết, chúng ta loại người này, đã sớm làm đủ chuẩn bị, ngươi giết ta cả nhà, nhưng thật ra muốn trước tìm được mới được, ta biết địa ngục hành giả trải rộng toàn cầu, nhưng luôn có như vậy mấy cái địa ngục hành giả nhìn không tới địa phương. Đúng vậy, ngươi nhắc nhở ta, Trương Huyền búng tay một cái, theo sau cười tủm tỉm nói, ta đây liền đem ngươi thả ra đi thôi, ngươi cảm thấy thế nào? Tồn tại tổng so đã chết hảo. Ở Trương Huyền mới vừa nói lời này thời điểm, Ru trên mặt mang theo một mặt nghi hoặc, tự hỏi một giây sau, Ru đồng tử co rụt lại, sắc mặt đột biến, địa ngục quân vương, ngươi. Ru biết Trương Huyền muốn làm cái gì, chính mình lần này bị bắt giữ, lại có như vậy nhiều thế giới ngầm người nhìn đến, nhưng địa ngục quân vương lại muốn phóng chính mình đi, chờ chính mình an toàn rời đi nơi này thời điểm, mặc kệ chính mình nói chưa nói cái gì, chính mình sau lưng người. Đều sẽ tìm được chính mình ra đi, giải quyết sở hữu tai họa ngầm, căn bản không cần địa ngục quân vương lại làm cái gì. Bạch Trì, làm người đem hắn đưa ra đi, hảo hảo an dưỡng, biết hắn thương thế khỏi hẳn. Trương Huyền vung tay lên, phân phó nói. Minh Bạch, Bạch Trì gật gật đầu, chiều Ru đi tới, vừa đi vừa nói, hảo hảo dưỡng thương, mặt sau còn có vinh hoa phú quý chờ ngươi hưởng thụ đâu, đều nói đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, ta đoán ngươi mặt sau phúc phận sẽ không thiếu. Nhìn đi tới Bạch Trì, Ru đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, không cần lại đây.
ta cho ngươi cuối cùng 3 giây thời gian suy xét, Trương Huyền ra tiếng, hoặc là nói cho ta ngươi sau lưng người là ai, hoặc là, khiến cho ngươi trơ mắt nhìn, sở hữu cùng ngươi có quan hệ người một đám từ trên thế giới này biến mất. 1. Trương Huyền nhẹ nhàng phun ra một con số, cái này con số, nghe vào ru trong tai, tựa như ác ma chuông tang. 2. Trương Huyền không có tạm dừng, lại lần nữa ra tiếng. Tại đây đồng thời, Bạch Trì một bàn tay, đã hướng ru trên người chụp tới. Ta nói, không chờ Trương Huyền đếm tới tam, ru tâm lý phòng tuyến liền hoàn toàn hỏng mất, ta toàn nói, cầu ngươi, không cần làm nhà ta người. Bạch Trì, nên hỏi đều hỏi một chút, Trương Huyền xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Bạch Trì nhìn ru, sở hữu người biết đến, đều nói, ta có một chút không hài lòng, hậu quả ngươi minh bạch. Đúng vậy, ru từ bỏ toàn bộ giấy giụa, trầm ngâm một phen, theo sau mở miệng nói, đại khái 6-7 tháng trước, Kiều Đức tìm tới ta. Kiều Đức, Bạch Trì nghe thấy cái này tên, đồng tử co rụt lại. Ân, ru gật đầu, ở hắn cùng địa ngục quân vương quyết chiến sau một tháng, hắn xuất hiện ở ta trước mặt. Bạch Trì trầm mặc, nghe ru nói. Trương Huyền rời đi sau, nhìn mắt khách sạn đại sảnh còn đứng ở trên đài cao Tổ Hiển, theo sau lặng lẽ rời đi khách sạn, trực tiếp về nhà. Đương Trương Huyền về đến nhà thời điểm, Lâm Thanh Hạm đã trở lại, chính vẻ mặt mỏi mệt dựa nằm ở trên sofa, trong tay như cũ cầm mấy phân văn kiện, rõ ràng trong mắt đã tràn ngập ủ rũ, như cũ cố nén. Lão bà, mệt muốn chết rồi đi. Trương Huyền vào nhà sau, đổ ly nước ấm, uống điểm trà, sớm một chút đi ngủ đi. Còn không đều là ngươi. Lâm Thanh Hạm thấy Trương Huyền trở về, trên mặt không tự giác lộ ra một mặt ý cười, giận hắn liếc mắt một cái nói. Loại sự tình này cũng không đề cập tới trước đánh với ta cái tiếp đón, ta hảo trước tiên làm chuẩn bị, làm Lâm Thị một đêm gian trở thành cả nước nhà giàu số 1, công ty điện thoại đều bị đánh bạo. Trương Huyền cười hắc hắc, lão bà, nhân gia có thể ra bao nhiêu tiền lại không phải ta có thể khống chế, ta trước tiên nói, chụp không đến cái kia giới, nhiều mất mặt a. Thôi đi ngươi, Lâm Thanh Hạm căn bản không tin Trương Huyền lời nói, liền ngươi này ra mặt còn sợ mất mặt. Đúng rồi. Có chuyện phải cho ngươi nói một chút. Ân, Trương Huyền đi đến Lâm Thanh Hạm phía sau, vươn tay phóng tới nữ nhân ngọc trên vai, nhẹ nhàng. Trương Huyền đôi tay phảng phất có nào đó ma lực, tại đây loại hạ, Lâm Thanh Hạm cảm giác cả người mỏi mệt đều bị xua tan không ít. Lâm Thanh Hạm xoay qua thân, bắt lấy Trương Huyền bàn tay to, còn có hơn 10 ngày liền phải ăn Tết, năm nay, chúng ta tính toán đi Đô Thành. Như thế nào đi Đô Thành? Trương Huyền khó hiểu. Năm đó ông nội của ta từ thương thời điểm, đã từng chịu người ân huệ, nghe nói đối phương thân thể trạng huống càng ngày càng kém, rất có thể căng không đến sau mùa xuân, ra ra muốn đi thấy đối phương cuối cùng một mặt, bao gồm lần này sự tình, Đô Thành rất nhiều công ty đều phát tới mời, ta cũng tính toán mượn cơ hội này qua đi nhìn xem, người có thời gian cùng chúng ta cùng nhau sao. Đương nhiên, Trương Huyền không chút do dự gật đầu. Nghe Trương Huyền đáp ứng xuống dưới, Lâm Thanh Hạm xinh đẹp cười, lão công, người thật tốt. Chương 930 ngươi cảm thấy thần linh là cái gì? Buổi tối 10 giờ. Ngao một đêm Lâm Thanh Hạm đã an tĩnh nằm ở trên giường. Trương Huyền lặng lẽ đi ra khỏi phòng, không dám phát ra một chút thanh âm, sợ quấy rầy đến nữ nhân nghỉ ngơi. Lão đại, biệt thự đại viện trước, dừng lại một chiếc Aston Martin, Bạch Trì dựa vào xe phía trước, ngậm một cây thuốc lá. Đổi cái địa phương lưu, Trương Huyền hướng Bạch Trì so cái thủ thế. Lên xe. Aston Martin phát ra một trận motor tiếng gầm rú, biến mất ở biệt thự trước cửa. Một cái quạnh quẽ tiểu quán ba nội, Trương Huyền cùng Bạch Trì hai người ngồi ở một trương bàn nhỏ trước, trên bàn phóng một ít ăn vặt. Lão đại, cái kia Drew nói, mấy tháng trước, Kiều Đức tìm tới hắn. Kiều Đức, Trương Huyền hai mắt nheo lại, lúc trước trận chiến ấy ta liền cảm thấy không thích hợp, hắn quả nhiên có mục đích khác. Kiều Đức, đó là Vương Sẽ hội trưởng. Lão đại. Lúc trước trận chiến ấy rốt cuộc gì tình huống a? Bạch Trì tràn ngập nghi hoặc hỏi, lúc ấy thật nhiều người đều nói, ngươi cùng Kiều Đức một trận chiến, Kiều Đức thân bị trọng thương, hoàn toàn phế đi, mà ngươi là trực tiếp mất đi tính mạng, chúng ta đều biết ngươi là mai danh ẩn tích, nhưng kia Kiều Đức đâu, hắn thật sự cùng ngoại giới truyền đến giống nhau, thân bị trọng thương. Trương Huyền dựa vào cái ghế thượng, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn trần nhà, sau một lúc lâu mới nói, lúc trước trận chiến ấy, từ mặt ngoài xem nói. Ta thắng hắn một phân, nhưng ta biết, cuối cùng thắng, là hắn là mượn tay của ta, đem Vương Sẽ từ toàn bộ thế giới ngầm rút ra. Bạch Trì lắc lắc đầu, lão đại, ta không rõ.
Trương Huyền cười cười nói, từ lúc ấy bắt đầu, Kiều Đức liền biết khí tồn tại, chẳng qua lúc ấy hắn, chỉ có thể thông qua một cái chỉ một phương pháp đi truyền lại khí mà thôi, tự thân cũng không sẽ ngự khí, nhưng này đủ để thuyết minh, hắn biết đến đồ vật, so với ta muốn nhiều hơn nhiều, vương sẽ mấy trăm năm thống trị truyền thừa, nội tình sâu, không phải chúng ta có thể so sánh. Khó trách, Bạch Trì lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, lúc trước lão đại ngươi cùng Kiều Đức một trận chiến sau, toàn bộ vương sẽ thế lực bay nhanh co lại, người ngoài đều cho rằng vương sẽ là bị chúng ta sở chèn ép, kỳ thật chúng ta căn bản là không đi động quá vương sẽ phía dưới thế lực, toàn bộ đều là vương sẽ cố ý hướng chúng ta trên người đẩy, bọn họ áp bách các đại địa hạ thế lực, chính là muốn bức người cách mạng, mà bọn họ có thể mượn cơ hội toàn thân mà lui. Vương sẽ tới đế muốn làm cái gì? Này liền muốn hỏi ngươi. Trương Huyền bưng lên trên bàn một ly nước ấm, ngươi từ đâu trong miệng, hỏi ra tới cái gì? Bạch Trì nhìn mắt bốn phía, theo sau nhỏ giọng nói, lão đại, ngươi có hay không nghe nói qua, thỉnh thần kế hoạch? Thỉnh thần, Trương Huyền vẻ mặt hồ nghi. Đúng vậy, Bạch Trì gật đầu, Đô nói, Kiều Đức tìm tới hắn sau, vẫn luôn làm hắn hỗ trợ tìm kiếm một ít đồ vật, vài thứ kia đều không ngoại lệ, đều niên đại xa xăm, Kiều Đức bắt được vài thứ kia sau, đều sẽ từ phía trên lấy một ít đồ vật, nói là muốn sống lại cổ đại thần linh. Nói hưu nói vượn, Trương Huyền căn bản là không tin loại này cách nói, sống lại. Thần linh. Trương Huyền tuy rằng hiện tại đối thế giới này tràn ngập kính sợ, biết thế giới này không phải chính mình trước mắt nhìn đến đơn giản như vậy, nhưng sống lại thần linh vừa nói, tuyệt đối là bịa chuyện tám xả. Lão đại, Drew nói, thời cổ có rất nhiều cường đại tồn tại, chỉ là dần dần mai một ở thời gian sông dài giữa, nhưng có chút cũng không có thật sự chết đi, chỉ là ở ngủ say, bọn họ là tìm thế gian môi giới, tới đem những cái đó ngủ say tồn tại đánh thức. Drew nói, thế giới này đã ở thay đổi, Lâu Lan phía dưới khai quật đồ vật, là lần này thế giới thay đổi tới nay, trong thiên địa nhóm đầu tiên môi giới, trọng yếu phi thường. A, à, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, giả thần giả quỷ. Thật là giả thần giả quỷ. Một đạo nũng nịu thanh âm, từ một bên truyền đến, bất quá bọn họ nói, chưa chắc là giả a, Trương Huyền ca ca. Ở nghe được thanh âm này nháy mắt, Bạch Trì một sửng sốt, ánh mắt chiều thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, không thấy được người, Bạch Trì liền buột miệng thốt ra ba chữ, Chessia. Một đạo mạn diệu thân ảnh, hướng Trương Huyền bên này đi tới, bóng hình xinh đẹp một đầu tóc bạc phiêu phiêu, thướt tha dáng người, hoàn mỹ ngũ quan, hấp dẫn quán ba nội không ít người ánh mắt. Trương Huyền cũng không có quá ngoài ý muốn Chessia xuất hiện, Chessia ở không lâu trước đây đi tìm hắn, muốn hỏi hắn muốn một phen chìa khóa. Chessia đi đến Trương Huyền hai người sở ngồi bên cạnh bàn, nhìn tròng trắng mắt Trì, đã lâu không thấy. Là đã lâu không thấy, Bạch Trì gượng ép cười cười, ở trước kia, bọn họ là không có gì giấu nhau bạn tốt, thậm chí so chí thân đều phải thân, nhưng lần trước Chessia phản bội đảo sự tình sau khi đi qua. Bạch Trì thế nhưng có điểm không biết nên như thế nào đối mặt cái này đã từng bạn tốt. Chessia cũng cho Bạch Trì một cái tươi cười, theo sau một chút đều không câu thúc, hướng Trương Huyền bên cạnh ngồi xuống, mở miệng nói, Đu sau lưng người thật là Kiều Đức, bất quá Kiều Đức sau lưng, lại là có khác một thân. Trương Huyền mở miệng, người biết chút cái gì? Chessia cũng không có trực tiếp trả lời Trương Huyền vấn đề, mà là nhìn mắt trên bàn cái kia đảo mãn nước sôi để nguội cái ly, mở miệng nói, Trương Huyền ca ca. Ngươi thật là thành gia, trước kia đều là Hennessy, hiện tại đã đổi thành nước sôi, ngẫm lại chúng ta, tới rồi quán ba chỉ biết mua say, quả nhiên, người có vướng bận chính là không giống nhau, bắt đầu chú ý dưỡng sinh a. Trương Huyền ngồi ở chỗ kia, không nói gì. Bạch Trì cũng là không có hé răng, thậm chí ở Chessia sau khi xuất hiện, Bạch Trì ánh mắt liền bắt đầu nhìn về phía địa phương khác, có một loại muốn tìm lấy cớ đi trước cảm giác. Hảo, nếu Trương Huyền ca ca không muốn lưu việc tư, chúng ta đây lưu chính sự đi. Chessia cầm lấy Trương Huyền vừa mới uống qua ly nước, đặt ở bên miệng tiểu nhấp một ngụm, Kiều Đức bên kia sự, dùng thần học phương thức tới giảng, cùng các ngươi nghe được không sai biệt lắm, thế giới đại biến, linh khí dâng lên, bọn họ tìm môi giới, sống lại cổ đại thần linh, đương nhiên, chuyện này cũng có thể từ khoa học góc độ tới nói. Như thế nào giảng, Bạch Trì vẻ mặt tò mò hỏi, lần trước tương lai ở trên phi cơ cho hắn nói một ít việc. Làm đến Bạch Trì từ khi đó bắt đầu liền có điểm thần thần thao thao. Rất đơn giản, cái gọi là thế giới đại biến, linh khí dâng lên, đơn giản chính là nghênh đón tân một vòng vỏ quả đất vận động thôi. Chessia cái miệng nhỏ uống trong ly thủy, hô, người đừng nói, này ngày mùa đông uống điểm nước ấm, chính là thoải mái, đã kết hôn nam nhân chính là gặp qua.
vỏ quả đất vận động sau, khẳng định sẽ phát sinh một ít thay đổi, này dưới nền đất chỗ sâu trong chôn giấu cái gì, ai cũng không biết, nói không chừng mấy vạn năm sau, chúng ta hiện tại sở trụ thành thị, cũng chôn đến dưới nền đất đi đâu. Ý của ngươi là, ngầm có trụ người, bọn họ cái gọi là sống lại thần linh, là đem ngầm người tìm ra. Bạch Trì suy đoán nói, có loại này khả năng, nhưng cực kỳ bé nhỏ. Chessia lắc đầu, hỏi ngược lại, Bạch Trì, người cảm thấy thần linh là cái gì? Làm mưa làm gió. Chương 931 tiểu nữ nhân thắng lợi. Thần linh là cái gì? Chessia nói, cấp Bạch Trì một loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Thần linh, bất quá là một loại bị kẻ yếu vô hạn phóng đại thêm phán đoán ra tới cường giả mà thôi. Chessia phát ra một đạo tiếng cười, chúng ta ở nhỏ yếu khi, nhìn đến có người có thể một quyền đánh nát một khối cự thạch. Liền sẽ cảm thấy tới một tòa núi lớn hắn cũng có thể đánh ngang, trên thực tế, đánh nát cự thạch đã là hắn đỉnh, nhưng ở chúng ta xem ra, hắn còn có càng cường không có bày ra tới, đem hắn coi như thần linh, giống như là, ở người thường xem ra, chúng ta cũng nắm giữ thần tiên thủ đoạn giống nhau. Thế giới này truyền thừa lâu lắm, Chessia duỗi người, đừng nói mấy ngàn mấy vạn năm trước, chính là trăm năm trước có cái gì bí ẩn đồ vật, chúng ta cũng hoàn toàn không biết, chúng ta chỉ có thể nhìn đến trước mắt. Có chút người cho rằng, nhân loại cũng không phải ở tiến hóa, mà là ở thoái hóa, mới vừa sinh hạ nhân loại, chỉ có thể gào khóc đòi ăn, liền tự mình săn thú năng lực đều không có, tự do trưởng thành nhân loại, sẽ trải qua các loại bệnh tật, yêu cầu ngoại vật tới hiệp trợ, có thể di động vật lại căn bản không cần, mấy ngàn năm trước. Binh lính có thể người mặc thượng trăm cân khôi giáp hành quân gấp mấy trăm dặm, hiện tại lại có bao nhiêu người có thể làm được. Cái gọi là thỉnh thần, ở khoa học góc độ đi lên giảng. Bất quá là một loại thông qua còn sót lại gen, tới ngược dòng viễn cổ nhân loại DNA tái hiện mà thôi, bọn họ cái gọi là thần ở ngủ say, đều không phải là chỉ mỗ một cái thực lực mạnh mẽ tồn tại, mà là nhân loại bản thân, đúng rồi, loại trạng thái này đã phát sinh qua, hơn nữa Trương Huyền ca ca, ngươi còn chính mắt gặp qua. Trương Huyền há miệng thở dốc, phun ra hai chữ, huyết mạch. Lúc trước ở Triệu Thị, Trương Huyền chính mắt nhìn thấy quá Triệu Thị huyết mạch lực lượng thức tỉnh. Đối phương giống như chư ma giống nhau, thực lực đột nhiên tăng cường vô số lần. Không tồi, Chessia búng tay một cái gọi là thỉnh thần, đơn giản chính là tìm một ít môi giới, đi tái hiện thời cổ DNA, lại từ giữa tìm ra cùng hiện tại nhân loại DNA chi gian khác nhau, từ căn nguyên xuống tay, làm một người mạnh mẽ lên, huyết mạch phản tổ, đó là như vậy một đạo lý. Bọn họ như thế nào biết, Lâu Lan phía dưới xuất hiện đồ vật, chính là giữa trời đất này nhóm đầu tiên môi giới. Trương Huyền hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Chessia che miệng cười, khanh khách, Trương Huyền ca ca, ngươi cũng đừng quên, ta cùng ngươi nhắc tới quá chúng ta chi gian giao dịch, ngươi cho ta kia đem chìa khóa, ta liền nói cho ngươi toàn bộ ngươi muốn biết đồ vật, hết thảy, chỉ cần ngươi chịu đem kia chìa khóa giao ra đây. Ta cũng không có cái gì chìa khóa, Trương Huyền lắc lắc đầu. Không, ngươi có, Chessia thực nghiêm túc nhìn Trương Huyền. Đương Chessia nhìn đến Trương Huyền giữa mày hiện ra một tia nghi hoặc khi, lại lần nữa che miệng cười ra, khanh khách, Trương Huyền ca ca, có hay không người ta nói quá, người như vậy ngốc ngốc bộ dáng, thực đáng yêu a. Đáng yêu, ngồi ở đối diện Bạch Trì nghe thấy cái này hình dung từ, tức khắc cảm giác được một trận vô ngữ, địa ngục quân vương Sa Tăng đáng yêu. Chỉ sợ cũng liền Chessia có thể như vậy cảm thấy đi. Nga không, hiện tại đã không phải địa ngục quân vương. Chessia này chuông bạc tiếng cười, tức khắc hấp dẫn cách phách bàn lực chú ý. Bốn gã 30 tới tuổi, nhìn qua có chút ác hoành nam nhân thống nhất chiều bên này xem ra, ánh mắt không ngừng ở Chessia trên người du tẩu. Một người đứng dậy, từ chính mình trên bàn bưng ly rượu tây, chiều bên này đi tới, ở đi đến Chessia trước người sau, đem chén rượu chiều Chessia truyền đạt, mỹ nữ, chuyện gì cười như vậy vui vẻ. Không bằng cùng nhau uống hai ly, liêu một chút. Người nam nhân này truyền đạt chén rượu sau, hắn ba cái bằng hữu cũng đều đứng dậy đã đi tới, này bốn cái nam nhân. Xem đều không xem Trương Huyền cùng Bạch Trì hai người liếc mắt một cái, căn bản là không đem này hai cái nhìn thanh tú tuổi trẻ tiểu hỏa để ở trong lòng. Chessia cười mắt híp lại, duỗi tay tiếp nhận đối phương truyền đạt chén rượu, hảo a, bất quá ta tử lượng không phải thực hảo đâu. Ha ha, giao cái bằng hữu sao mỹ nữ, đối phương thấy Chessia cũng không có cự tuyệt chính mình, có vẻ phi thường vui vẻ. Chessia ngửa đầu đem ly chung rượu uống lên cái sạch sẽ. Khóe miệng còn tàn lưu vài giọt rượu tí, Chessia vươn phấn nộn hồng lưỡi, đem này rượu tí liếm tấn, này một cái tràn ngập động tác, làm Chessia trước người nam nhân đôi mắt đều mau chừng ra tới.
Mỹ nữ, muốn hay không cùng chúng ta qua bên kia chơi chơi a, rượu ngon tùy ngươi tuyển. Nam nhân mở miệng, khi nói chuyện, một bàn tay đã không thành thật chiều Chelsea bên hông ôm tới. Nhìn đối phương duỗi tới tay, Chelsea không dao động, như cũ tươi cười như hoa, có loại nhậm quân hái ý tứ. Nam nhân thấy Chelsea một chút đều không phản kháng, trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, trong mắt còn mang theo mãnh liệt kích động, đây chính là một cái cực phẩm mỹ nữ a, nếu buổi tối có thể âu yếm, nhìn xem nàng chằn chọc thướt tha bộ dáng, thật là thiếu sống mấy năm cũng đều vui. Nam nhân phía sau ba gã đồng bạn cũng đều ánh mắt lửa nóng nhìn nơi này, hy vọng có thể đem cái này tóc bạc tuyệt sắc mỹ nữ rót nhiều, buổi tối hảo phân thượng một ly canh. Mắt thấy đối phương duỗi tới nhanh tay muốn gặp phải chính mình bộ vị mấu chốt, Chelsea như cũ động cũng chưa động, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền, nếu nhìn kỹ, còn có thể phát hiện Chelsea trong ánh mắt có chứa một tia khiêu khích thần sắc. Nam nhân tay đã duỗi đến Chelsea trước người, có thể nhìn đến, nam nhân đã bắt đầu hưng phấn đôi tay phát run, hắn trong đầu ảo tưởng khởi vào tay, liền ở nam nhân đã cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng, cho rằng chính mình sắp thực hiện được khi... Một cổ choáng váng cảm chỉ dũng hướng đầu của hắn bộ, hắn chỉ cảm thấy một cổ kịch liệt đau đớn từ mặt bộ truyền đến, theo sau cả người không chịu khống chế bay ngược đi ra ngoài, đem một cái bàn tạp vỡ vụn mở ra. Vẫn luôn ngồi ở chỗ kia Trương Huyền đã đứng lên, cả người lãnh tựa như một khối hàn băng, một đôi mắt quét ở còn thừa ba người trên người, không muốn chết liền lăn. Dư lại ba người nhìn đến chính mình đồng bạn cái mũi đều bị đánh oai, quăng ngã ở nơi đó chết ngất qua đi, sợ tới mức một cái giật mình. Một câu cũng không dám nhiều lời, thậm chí liền chính mình đồng bạn xem đều không xem một cái, mê đầu liền chạy. Bạch Trì, nơi này sự giao cho ngươi, ta còn có việc, muốn đi về trước. Trương Huyền mở miệng, nói xong cũng không quay đầu lại đi ra quán bar. Chelsea khóe miệng chậm rãi liệt khai, nhìn Trương Huyền bóng dáng, trên mặt toàn là đắc ý chi sắc. Ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, vì cái gì? Trương Huyền đi rồi, Bạch Trì mở miệng. Ngươi không hiểu. Chelsea đem trong tay chén rượu tạp toái, cầm lấy kia còn thừa nửa ly ôn khai thủy phủng ở lòng bàn tay, này cái ly ta cầm đi, tiền ngươi cấp lão bản phó đi. Chelsea phủng trong tay cái ly, đầy mặt sung sướng rời đi. Bạch Trì cười khổ một tiếng, theo lý mà nói, Chelsea phản bội đảo dẫn địch, chính mình nhìn thấy nàng, hẳn là không chết không ngừng mới đúng, nhưng đối mặt nữ nhân này, Bạch Trì như thế nào đều hận không đứng dậy, rốt cuộc, đây là cho tới nay đều bị chính mình coi như đại tẩu người. Hôm sau sáng sớm, Trương Huyền xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ từ trong phòng ngủ ra tới, nói đến cũng khéo, rõ ràng cùng Lâm Thanh Hạm cảm tình đã nhanh chóng thăng ôn, hai người lại đến bây giờ đều còn tách ra ngủ, mỗi lần muốn đem cảm tình càng tiến thêm một bước thời điểm, đều sẽ bị một ít đột nhiên xuất hiện sự tình đánh gãy. Chương 932 đi ra ngoài du lịch. Trương Huyền đi ra phòng ngủ thời điểm, trùng hợp thấy Lâm Thanh Hạm cũng từ phòng ngủ đi ra. Có thể thấy được, Lâm Thanh Hạm như cũ có vẻ thực mỏi mệt. Rốt cuộc ngao hai ngày không ngủ, ngày hôm qua lại vội suốt một ngày, nàng còn cần hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, chỉ là hai ngày này đối với Lâm Thị tới nói, có thể là quan trọng nhất nhật tử, làm Lâm Thanh Hạm căn bản chịu không ra thời gian lại nghỉ ngơi nhiều một chút. Lão bà, người tỉnh lạp, hôm nay công ty việc nhiều sao? Trương Huyền cười hỏi một tiếng. Chính là một ít việc vặt tương đối phiền toái, yêu cầu từng cái đi xử lý. Lâm Thanh Hạm xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Trương Huyền quét mắt phòng trong, hiếu kỳ nói, lão bà, Tần Tổng Hòa mỗi ngày kia nha đầu còn không có trở về sao? Lần trước về nhà, vẫn là ở đi sa mạc trước, Lâm Thanh Hạm nói cho Trương Huyền Tần Nhu mang theo mỗi ngày đi viện phúc lợi ở, chờ từ sa mạc sau khi trở về, Trương Huyền còn vẫn luôn cũng chưa thời gian về nhà. Ân, ngươi không biết sao, Lâm Thanh Hạm ngoài ý muốn nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái. Biết cái gì? Tần Tổng lần trước đi viện phúc lợi. Cuối cùng bỏ vốn mang theo thôi viện trưởng còn có bọn nhỏ đi ra ngoài du lịch, chỉ sợ đến quá cái năm mới có thể trở về, Tần Tổng bằng hữu vòng đã phát như vậy nhiều đồ, ngươi không thấy được sao? Lâm Thanh Hạm nói, liền lấy ra di động, mở ra bằng hữu vòng phiên lên. Trương Huyền cười hắc hắc, hắn là có ứng dụng mạng xã hội, nhưng thật đúng là không như thế nào chú ý. Nhạ, bọn họ chạy tới đều hải Disney, nhìn xem cấp này đó bọn nhỏ vui vẻ. Lâm Thanh Hạm mở ra một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp, là Tần Nhu, thôi viện trưởng, còn có mỗi ngày chờ một chúng bọn nhỏ chụp ảnh chung, có thể nhìn đến, mỗi người trên mặt, đều che kín tươi cười. Nhìn dáng vẻ bọn họ chơi còn rất vui vẻ, Trương Huyền nhìn trên ảnh chụp bọn nhỏ tươi cười, chính mình cũng không tự giác vui vẻ lên. Trương Huyền là thực thích hài tử,
bằng không phía trước cũng không có khả năng 3 ngày 2 đầu liền hướng viện phúc lợi chạy, còn cùng bọn nhỏ ở chung như vậy hảo. Là vui vẻ a, à, này đó hài tử, trước nay cũng chưa đi ra ngoài chơi qua, chuột Mickey vịt Donald gì đó cũng đều chỉ có thể từ TV thượng xem, chờ bọn họ sau khi trở về, bên kia nhà trẻ cũng là có thể hoàn toàn nhập học, đến lúc đó thôi viện trưởng áp lực cũng giảm bớt rất nhiều. Trương Huyền bắt lấy Lâm Thanh Hạm nhu đề, lão bà, thật là cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì a? Lâm Thanh Hạm vươn một cây ngón tay ngọc, dùng sức điểm hạ Trương Huyền chán, ngươi còn cùng ta nói tạ a? Trương Huyền ngây ngô cười một tiếng, lão bà, ta hôm nay nhàn, có hay không cái gì nhiệm vụ giao đãi ta đi làm? Tỷ như vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi linh tinh loại này. Này đào thật không có. Lâm Thanh Hạm giận Trương Huyền liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, bất quá có kiện chuyện khác, đến yêu cầu ngươi đi làm. Lão bà ngươi nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Trương Huyền làm một cái thể thủ thế. Lâm Thanh Hạm che miệng cười, chính là lúc ấy ngươi đáp ứng lui những miếng đất này, hiện tại bán đấu giá giới vừa ra tới, bọn họ tất cả đều kéo không cho chúng ta giao mà, ngày hôm qua công ty người qua đi, tất cả đều bị đuổi ra tới, chuyện này, liền làm phiền Sa Tăng đại nhân ngươi giúp đỡ lạp. Trương Huyền khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm cùng ra cửa, đi trước Lâm Thị. Đến Lâm Thị cao ốc khi, nhìn đến, Lâm Thị cửa đứng rất nhiều người, bất đồng với hôm qua các phóng viên ùa lên, hôm nay tới những người này, một đám đều có vẻ phi thường khách khí, mỗi người trong tay đều cầm một phần văn kiện. Lâm Tổng, bí thư Lý Na xa xa liền thấy được Lâm Thanh Hạm xe xử tới, chạy chậm lại đây. Này đó là người nào? Lâm Thanh Hạm nhìn cửa những người đó, ra tiếng hỏi. Đều là tới nói chuyện hợp tác, mang theo bọn họ hạng mục. Lý Na đáp, ta thô sơ giản lược nhìn một chút, có chút hạng mục chúng ta xác thật có thể suy xét, chờ Lâm Tổng ngươi tới làm quyết định. Cũng đừng đều làm ở cửa đứng, toàn tiếp đãi vào đi thôi, làm cho bọn họ chuẩn bị một chút, nói cho bọn họ, chúng ta sẽ chọn 3 cái chất lượng tốt hạng mục tiến hành hợp tác, vào buổi chiều 2 điểm thời điểm thống nhất đấu thầu. Ân, ta hiện tại an bài. Lý Na gật gật đầu, quay đầu liền đi. Cái kia bí thư Lý, Trương Huyền mở miệng gọi lại Lý Na. Trương tiên sinh, Lý Na dừng chân xoay người. Ngươi cho ta nói một chút kia mấy khối địa sự, ta nghe lão bà của ta nói, bọn họ không muốn đem mà quá cho chúng ta đúng không? Trương Huyền hỏi. Nghe thấy cái này vấn đề, Lý Na trên mặt xuất hiện phẫn hận chi sắc, là, Trương tiên sinh, ngày hôm qua chúng ta công ty người đi tìm đi không dưới 10 lần, mỗi lần đều bị bọn họ dùng các loại lý do thoái thác. Cuối cùng càng là hoàn toàn không cho chúng ta Lâm Thị người bước vào bọn họ công ty, bọn họ căn bản chính là không nghĩ cho chúng ta quá, tưởng kéo chúng ta, lần này bán đấu giá hiệp nghị, là quy định trong vòng 3 ngày cần thiết cấp người mua sang tên, nếu không liền phải chi trả đại lượng tiền vi phạm hợp đồng. Bọn họ chính là tưởng kéo dài tới chúng ta kéo không được, hảo mở miệng muốn một ít chỗ tốt. Lý Na nói như thế nào cũng theo Lâm Thanh Hạm thời gian dài như vậy, Ngô Tổng đám người trong lòng đánh cái dạng gì bàn tính. Lý Na liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Trương Huyền mở miệng nói, chuyện này đừng làm công ty người lại đi làm, người đem kia mấy cái công ty liệt ra danh sách cho ta. Minh bạch, Lý Na gật gật đầu, Trương tiên sinh, ta hiện tại khiến cho người chia ngươi. Lý Na sau khi nói xong, trực tiếp gọi điện thoại đi ra ngoài, một phút không đến thời điểm, Trương Huyền di động thượng liền thu được một phần danh sách, tên này đơn thượng, toàn bộ đều là khất nợ Lâm Thị mà không cho công ty tên. Trương Huyền gật gật đầu, hướng Lâm Thanh Hạm nói, lão bà, ta đây liền đi trước giải quyết những việc này a. Buổi tối muốn ăn cái gì cho ta nói, quay đầu lại ta đi mua đồ ăn. Hảo, Lâm Thanh Hạm ngậm tươi cười, cùng Lý Na cùng chiều Lâm Thị cao ốc đi đến. Chờ Lâm Thanh Hạm rời đi sau, Trương Huyền trực tiếp đưa điện thoại di động thượng này 2 phân danh sách phân biệt chia Bạch Trì cùng Bạch Bảo Khách, còn lại một câu cũng chưa nhiều lời. Ngắn ngủn vài phút sau, Trương Huyền liền thu được Bạch Trì tin tức hồi quỹ. Bạch Trì hồi quỹ tới tin tức, là Ngô Tổng đám người hiện tại vị trí. Trương Huyền nhìn thoáng qua, những người này, còn tất cả đều ở một khối đâu, hơn nữa còn đều phi thường có nhàn tâm chạy đến sân trượt tuyết đi chơi. Trương Huyền cũng không nóng nảy, ở trong đầu tìm tòi một chút Ngân Châu sân trượt tuyết phương hướng, theo sau chậm gì gì chiều kia đi đến. Trương Huyền chú ý tới, từ ngự khí lúc sau, hắn có thể chính mình làm được sự, là một chút đều không nghĩ mượn dùng với ngoại lực. Tỷ như lần này cần đi trước hơn 20 km bên ngoài sân trượt tuyết, hắn một chút đánh xe hoặc lái xe tâm tư đều không có, liền như vậy giống như tản bộ giống nhau qua đi. Hơn 20 km, muốn cho người thường đi,
chỉ sợ đến đi kia ban ngày thời gian, nhưng trương huyền sức của đôi bàn chân viễn siêu thường nhân, chẳng sợ không cố tình lên đường, dùng 3 cái giờ, liền đi tới. Tới rồi sân trượt tuyết, đã là giữa trưa thời gian. Trương huyền lại nhìn mắt di động, Bạch Trì mỗi cách 15 phút, đều sẽ cho hắn định vị một lần Ngô tổng đám người mới nhất vị trí. Mộc Thiên tiệm cơm, là sân trượt tuyết nội kinh doanh lớn nhất một cái nhà ăn. Phàm là cảnh khu, đều có một cái đặc điểm, kia đó là quý. Mộc Thiên tiệm cơm trang hoàng xa hoa, lại ở vào này cảnh khu nội, bên trong một chén bình thường cơm đĩa, đều bán được 150 khối hướng lên trên, người thường căn bản là sẽ không tới nơi này tiêu phí, mà có thể tại đây muốn cái ghế lô ăn một bữa no nê, càng là càng ngày càng ít. Ngô tổng đám người, lúc này liền ngồi ở một cái ghế lô nội, đem rượu ngôn hoan. Chương 933 các ngươi sẽ bị hình phạt. Ngô tổng, nhìn dáng vẻ kia Lâm thị thực sốt ruột a. Ngô tổng đám người sở ngồi ghế lô nội, tiếng cười to không ngừng vang lên. Không tồi, ngày hôm qua Lâm thị người tới cửa 10 mấy thứ, xem bọn họ gấp đầy đầu là hãn bộ dáng, ta là cảm giác thật vui vẻ a. Lâm thị khẳng định là sốt ruột, bán đấu giá quy củ, trong vòng 3 ngày cần thiết cấp người mua sang tên, bằng không mỗi ngày muốn bồi thường bán đấu giá kim ngạch 1% tiền vi phạm hợp đồng. Lần này bán đấu giá kim ngạch chính là 5.100 triệu A, mỗi ngày 1%. Chúng ta chỉ cần kéo cái một vòng, có Lâm thị khóc. Mà chúng ta đâu, liền tính kéo thượng một tháng, mới có thể bồi nhiều ít. Lâm thị có thể cùng chúng ta chơi khởi. Căn bản không cần kéo một vòng lâu như vậy, 3 ngày. Nhiều nhất 3 ngày thời gian, Lâm thị người liền sẽ kêu cha gọi mẹ cầu chúng ta. Ngô tổng cười nói, mấy ngày nay thời gian, chư vị đưa điện thoại di động tắt máy. Chúng ta hôm nay tại đây ăn ngon uống tốt, liền từng người đi chơi, 3 ngày sau, chúng ta ở bên nhau đi xem Lâm thị thái độ. Hảo, liền nghe Ngô tổng. Nghe Ngô tổng. Làm. Ghế lô nội, chạm cốc thanh âm vang lên, mỗi người trên mặt đều treo vừa lòng tươi cười. Vài chén rượu xuống bụng sau, có người hỏi ra hơi mấu chốt vấn đề. Các ngươi nói, chúng ta hỏi Lâm thị muốn bao nhiêu tiền thích hợp. Muốn ta nói, mỗi mét vuông ít nhất chướng 1 vạn. 1 vạn, quá ít, không cái 1 vạn 5, ta liền tiếp tục kéo, nhìn xem ai háo đến quá ai. Không tồi, 1 vạn 5 cái này giá cả có thể. Ta đồng ý, hắn Lâm thị chính là 1 mét vuông bán ra 100 vạn giá trên trời A, làm cho bọn họ 1 bình thêm 1 vạn 5, kia đều là tiện nghi bọn họ. Liền 1 bình thêm 1 vạn 5. Một đám người qua lại nói, đem cái này giá cả cấp định rồi xuống dưới. Ha ha, vẫn luôn nghe mọi người thảo luận. Không như thế nào mở miệng Ngô tổng khẽ cười một tiếng, chúng ta phí nhiều chuyện như vậy, lại là đuổi đi người lại là kéo, kết quả là mỗi mét vuông chỉ nhiều muốn 1 vạn 5. Kia còn phí nhiều chuyện như vậy làm gì, hiện tại liền cấp họ Lâm gọi điện thoại, nàng đều sẽ đáp ứng xuống dưới. Thấy Ngô tổng mở miệng, chính sớm thảo luận mọi người đều nhắm lại miệng, bất chi bất giác chung, Ngô tổng đã biến thành bọn họ giữa người tâm phúc. Ngô tổng, vậy ngươi ý tứ đâu? Chúng ta cùng ngươi ý tứ đi. Đúng vậy, chúng ta nghe ngươi. Ngô tổng nhìn mọi người thái độ, vừa lòng cười, nói, muốn ta nói, ít nhất mỗi mét vuông đến muốn cái này con số. Ngô tổng vươn 5 căn ngón tay. 5 vạn. Không tồi, chính là 5 vạn. Ngô tổng gật đầu, Lâm thị lần này âm chúng ta một tay, cần thiết đến làm cho bọn họ ra xuất huyết. Nhưng Ngô tổng, cái này giá cả, Lâm thị sẽ đáp ứng sao? Vạn nhất bọn họ trực tiếp đem trách nhiệm đẩy đến chúng ta trên người. Làm người mua tới tìm chúng ta làm sao bây giờ? Một người lo lắng hỏi. Còn lại mấy người, cũng lo lắng nhìn Ngô tổng. Ngô tổng vẻ mặt tự tin lắc lắc đầu, sẽ không, người phải biết rằng, này đó mà, này đây Lâm thị danh nghĩa tiến hành bán đấu giá, trực tiếp từ Lâm thị quá cấp đối phương, nếu hiện tại lại từ chúng ta quá cấp đối phương, Lâm thị yêu cầu giao nộp một bút phi thường thật lớn thu nhập từ thuế, này đối Lâm thị mà nói, so gánh vác chúng ta 1 mét vuông 5 vạn thu mua giới muốn khủng bố nhiều. Nàng Lâm Thanh Hạm là cái thương nhân, không phải một cái ngốc tử, biết này bút sinh ý nên làm như thế nào. Hảo, chúng ta đây liền nghe Ngô tổng, hỏi Lâm thị muốn 5 vạn. Đúng vậy, muốn 5 vạn. Tới, đại gia nâng chén, cùng nhau kính Ngô tổng một cái, muốn không có Ngô tổng, nào có loại chuyện tốt này tìm tới chúng ta. Không tồi, kính Ngô tổng một cái. Mọi người sôi nổi nâng chén, liền ở chén rượu vừa mới chạm vào vang khi, ghế lô môn bị người đẩy ra. Mọi người cơ hồ là theo bản năng, động tác nhất trí chiều ghế lô cửa nhìn lại. Các vị, nhìn dáng vẻ ăn uống không tồi.
Trương Huyền vẻ mặt tươi cười xuất hiện ở ghế lô cửa. Là ngươi? Nhìn đến đứng ở ghế lô cửa Trương Huyền, mọi người trên mặt đều có chút kinh nghi bất định biểu tình, bọn họ lần này là tự mình ra tới chơi, ai cũng chưa nói cho, sợ Lâm thị người đi tìm tới, chính mình còn muốn lại thoái thác gì đó. Lúc này, thấy Lâm Thanh Hạm lão công thế nhưng trực tiếp tìm tới môn tới, đều qua lại tương xem. Ngô tổng này nhóm người, vốn chính là một đám bởi vì ích lợi mới tụ ở bên nhau quần thể, lúc này bởi vì Trương Huyền đột nhiên xuất hiện, đã làm cho bọn họ trung gian sinh ra một ít hoài nghi, rốt cuộc, nếu không có người để lộ tin tức, này Lâm Thanh Hạm lão công, như thế nào biết chính mình đám người tại đây? Đương nhiên, Nhậm Ngô tổng những người này tưởng phá đầu, đều sẽ không nghĩ đến Trương Huyền mánh khóe thông thiên bối cảnh. Trương tiên sinh, chúng ta lần này tư nhân tụ hội, giống như không có mời ngươi đi. Ngô tổng cau mày, nói chuyện cũng không khách khí, dù sao mọi người đều nghĩ kỹ rồi, lần này sự, khẳng định là muốn cùng Lâm thị xé rách ra mặt, mà thôi Lâm thị hiện tại tài sản, về sau cũng tuyệt không sẽ chỉ cực hạn với Ngân Châu cái này tiểu địa phương, cho nên đối với xé rách ra mặt loại sự tình này, bọn họ cũng không phải thực để ý. Ha ha, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, ta chính là tới cùng các vị nói chuyện, các vị trong tay những cái đó mà. Trương tiên sinh, chúng ta đang ở tụ hội. Ngô tổng trực tiếp ra tiếng đánh gãy Trương Huyền nói, thực không khách khí nói, tụ hội thời điểm ta một chút đều không nghĩ nói công tác thượng sự, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Ách, Ngô tổng, ta tưởng ngươi khả năng hiểu lầm. Trương Huyền nhún vai, ta lần này tới, cũng không phải muốn hỏi các ngươi tính toán khi nào đem miếng đất kia cho chúng ta. Ta chỉ là có chuyện tưởng trước tiên cho ngươi công đạo một chút. Nga, ta đây đảo muốn nghe xem, Trương tiên sinh tưởng công đạo cái gì. Ngô tổng cười lạnh một tiếng, hắn tuy rằng mặt ngoài nhìn tin tưởng 10 phần, kỳ thật trong lòng cũng không nhiều ít đế, rốt cuộc Lâm thị không phải cái gì tiểu công ty, hắn cũng muốn biết, Lâm thị hiện tại tính toán như thế nào làm, rốt cuộc chính mình cách làm, Lâm thị không có khả năng nhìn không ra đến chính mình muốn làm cái gì. Nói như thế nào đâu, Trương Huyền trầm ngâm một chút. Đang ngồi các vị, nếu còn không đem mà quá lại đây nói, rất có thể bị hình phạt a. Hình phạt, Ngô tổng nghe được Trương Huyền nói đột nhiên sửng sốt, chợt khóe miệng chậm rãi liệt khai, Trương tiên sinh, ngươi là cảm thấy, chúng ta đang ngồi các vị, đều là ngu xuẩn sao? Ngô tổng còn tưởng rằng Trương Huyền sẽ nói ra một phen nói cái gì tới, ai ngờ thế nhưng kia hình phạt ra tới uy hiếp chính mình. Bởi vì vãn giao mấy ngày mà liền sẽ hình phạt, hắn Lâm thị là đem chính mình đám người đương ngốc tử đi. Còn lại mọi người, cũng đều là một bộ nghẹn cười biểu tình, đồng thời trong lòng còn đại thở phào nhẹ nhõm, Lâm thị hiện tại, khẳng định là không có cách nào, mới có thể lấy ra hình phạt loại đồ vật này tới uy hiếp chính mình đám người. Xem tình huống này, chỉ cần tiếp tục như vậy kéo xuống đi, mỗi mét vuông hỏi Lâm thị muốn 5 vạn, hoàn toàn không là vấn đề. Trương Huyền thấy Ngô tổng đám người một bộ không bỏ trong lòng bộ dáng, lại lần nữa ra tiếng, các vị, ta cũng không có cùng các ngươi nói giỡn, các ngươi hiện tại làm sự. Đã kinh động phía chính phủ cao tầng, nếu còn không lấy ra các ngươi thái độ đi đem mà qua nói, thật sự sẽ bị hình phạt. Chương 934 các ngươi là phản quốc. Trương Huyền nói chuyện khi, một bộ chân thành bộ dáng. Trương Huyền này vẻ mặt chân thành, xem ở Ngô tổng đám người trong mắt, thật giống như là lớn nhất chê cười giống nhau. Mấy cái thương nhân chi gian hiệp nghị giao phó, khiến cho phía chính phủ cao tầng chú ý. Cái này họ Trương thật đúng là dám nói a. Trương tiên sinh, ta cũng không biết ngươi là chịu cái gì phong, ăn sai rồi cái gì dược, tới cùng ta nói những lời này. Ngô tổng hừ lạnh một tiếng, hôm nay là chúng ta tư nhân tụ hội, thỉnh ngươi lập tức đi ra ngoài. Đi ra ngoài đi, nơi này không chào đón ngươi. Phía chính phủ cao tầng có thể hay không cho chúng ta hình phạt chúng ta không biết, nhưng ngươi muốn tiếp tục tại đây quấy rối, chúng ta đã có thể muốn báo nguy. Trương Huyền thấy Ngô tổng đám người một bộ hoàn toàn không tin bộ dáng, thở dài, ai? Lời nói ta đã nói đến, các ngươi không tin, cũng không trách ta, kia chúc các ngươi chơi vui vẻ. Trương Huyền nói xong, quay đầu liền ra ghế lô. Trương tiên sinh, phiền toái giữ cửa cấp mang lên. Ngô tổng ở Trương Huyền ra phòng môn nháy mắt, hô một tiếng. Trương Huyền đưa lưng về phía Ngô tổng đám người phất phất tay, dựa theo Ngô tổng nói như vậy, tướng môn mang lên. Ở ghế lô môn quan kia trong nháy mắt, ghế lô nội vang lên một trận điên cuồng tiếng cười to. Cái này họ Trương, nói hắn não tàn, ta cảm thấy đều là khen hắn a. Ta xem hắn là đem chúng ta đương não tàn a. Ngô tổng cười nói, này họ Trương cụ thể có bao nhiêu não tàn ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết, Lâm thị hiện tại, tuyệt đối lấy chúng ta là một chút biện pháp đều không có,
bằng không không có khả năng sẽ bày ra hình phạt như vậy một cái cớ, chúng ta liền tiếp tục kéo xuống đi, ta hiện tại cho rằng, 5 vạn đều khả năng hỏi bọn hắn muốn thiếu. Kéo đi, xem kia Lâm thị có biện pháp nào. Tới, đại gia ăn ngon uống tốt, ăn xong chầu này, chúng ta liền từng người hưởng lạc đi. Đúng vậy, 3 ngày sau, nhìn lại Lâm thị nói như thế nào. Ghế lô nội mọi người cười phi thường vui vẻ, không ngừng nâng chén, chạm vào rượu. Đang lúc bọn họ ăn vui vẻ, uống vui sướng khi. Phanh! Một tiếng trọng vang, ghế lô môn bị người từ bên ngoài một chân đá văng. Ở ghế lô môn bị đá văng nháy mắt, mười mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ bên ngoài vọt tiến vào, không nói hai lời, trực tiếp đem Ngô Tổng đám người toàn bộ ấn ngã vào trên bàn. Ngô Tổng vừa muốn tức giận, liền cảm giác một trận lạnh lẽo từ trán chỗ truyền đến, tập trung nhìn vào, kia tối om họng súng, đem Ngô Tổng sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Thiếu chút nữa đái trong quần, lại nhìn lại, phát hiện ghế lô nội mỗi người, đều bị thương chỉ vào đầu. Ngô Tổng đám người nơi nào gặp qua trường hợp như vậy, một đám sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Các ngươi là người nào? Ngô Tổng run run đặt câu hỏi, khẩn trương môi đều có chút phát tím. Bạch bào khách thay đổi một thân thường phục, từ cửa đi đến, từ áo ngoài đâu nội móc ra một trương giấy chứng nhận, ném ở Ngô Tổng trước mặt trên bàn. Ngô Tổng cũng không có nhìn đến bạch bào khách lấy ra này trương giấy chứng nhận xuất thuộc về cái nào bộ môn, nhưng giấy chứng nhận thượng kia cái có dấu chạm nổi quốc huy, làm Ngô Tổng rất rõ ràng, trước mặt người này thân phận, tuyệt đối không đơn giản. Bạch bào khách kéo một cái ghế, ngồi ở Ngô Tổng bên cạnh, cầm lấy trên bàn cơm một cái quả táo, phóng tới trong miệng cắn một ngụm, biên nhai biên hỏi, biết chính mình phạm vào tội gì sao? Ngô Tổng gian nan nuốt khẩu nước bọt, lắc lắc đầu. Bạch bào khách hướng phía sau phất phất tay, một người lấy ra hai chương hiệp nghị, ném ở Ngô Tổng trước mặt. Ngô Tổng rõ ràng nhìn đến, đệ nhất chương hiệp nghị, là chính mình lúc trước thiêm, đem chính mình trong tay miếng đất kia mượn Lâm thị tay bán đấu giá, chính mình giá gốc thu về kia phân hiệp nghị, một khác phân, còn lại là Lâm thị đem kia chỉnh khối địa, đều quá cấp phía chính phủ hiệp nghị, mặt trên đánh dấu rất nhiều thanh minh. Ngô Tổng ở nhìn đến đệ nhị chương hiệp nghị nháy mắt, cả người mông ở nơi đó. Tình huống như thế nào? Lâm thị kia mà, là bán cho phía chính phủ. Bạch bào khách nuốt xuống trong miệng quả táo, mở miệng nói, cố ý xâm chiếm phía chính phủ thổ địa tài nguyên, trái với thổ địa chuyển nhượng hiệp nghị, ta là nên nói ngươi không đem phía chính phủ quy định để vào mắt đâu, vẫn là có thể cho rằng các ngươi, là muốn. Nói đến lúc này, bạch bào khách tạm dừng một chút, theo sau nhẹ thở ra hai chữ, phản quốc. Bạch bào khách tuy rằng nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng hắn trong miệng thốt ra này hai chữ, giống như là một đạo thiên lôi, trực tiếp ở Ngô Tổng đám người bên tai nổ vang. Phản quốc! Cái này tội danh, cũng không phải là mỗi người đều đỉnh khởi a. Hiện giờ thời đại này, đã sớm không nghe nói qua phản quốc cái này tội danh, nhưng nếu thật muốn bị định nghĩa thành như vậy, kia đều không ngừng tử tội đơn giản như vậy, bao gồm chính mình thân nhân, hậu thế, phàm là cùng chính mình có một chút ít quan hệ người, đều sẽ đã chịu liên lụy. Không phải! Tuyệt đối không phải, Ngô Tổng bị dọa đến, sắc mặt đã từ bạch chuyển tới tím, càng là trực tiếp đái trong quần. Nga, bạch bào khách nhướng mày, nếu không phải, vậy các ngươi vẫn luôn xâm chiếm phía chính phủ thổ địa, ngày hôm qua Lâm thị người nhiều lần tới cửa, các ngươi tránh mà không thấy, cuối cùng càng là đem người đuổi đi đi, đây là có ý tứ gì? Ta đương các ngươi ngày hôm qua có quan trọng sự, hôm nay rồi lại tại đây ăn nhậu chơi bời, cũng chậm chạp không đem này khối địa quá lại đây. Ngô Tổng đám người sợ tới mức không ngừng phát run, chúng ta là suy nghĩ. Hảo, giải thích nói ta không nghĩ nhiều nghe. Bạch bào khách không kiên nhẫn phất phất tay, hôm nay, ta muốn gặp đến này khối địa chuyển nhượng hiệp nghị, nếu nhìn không thấy, hậu quả các ngươi tự hành suy xét. Bạch bào khách nói xong, thu hồi trên bàn giấy chứng nhận, từ ghế trên đứng dậy, chiều ghế lô ngoại đi đến. Những cái đó ở bạch bào khách phía trước vọt vào tới người, buông ra Ngô Tổng đám người. Thu hồi trong tay lạnh băng sát khí, toàn vẻ mặt nghiêm túc đi ra ghế lô. Bạch bào khách tới mau, đi cũng mau, chờ bọn họ toàn bộ rời đi sau, Ngô Tổng đám người, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhưng như cũ cảm giác hai chân nhũn ra. Không có đối mặt quá họng súng người, tuyệt đối tưởng tượng không đến kia họng súng mang đến áp bách tính, chẳng sợ biết rõ thương nội không có viên đạn, đều sẽ tự đáy lòng cảm thấy sợ hãi, càng đừng nói Ngô Tổng bọn họ. Ngô Tổng! Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một người run rẩy ra tiếng. Làm sao bây giờ? Ngô Tổng hít sâu một hơi, theo sau giống to ra tiếng, đương nhiên là mau chóng đem mà quá cấp Lâm thị A.
bằng không còn có thể làm sao bây giờ? Các ngươi thật muốn bị lập cái phản quốc tội danh sao? Ngô Tổng, chúng ta vừa rồi không có thấy rõ đối phương giấy chứng nhận, bọn họ thật là phía chính phủ người. Một người phục hồi tinh thần lại sau, nghĩ vừa rồi phát sinh sự, lòng còn sợ hãi, rồi lại có chút không tin. Có phải hay không phía chính phủ người, các ngươi chính mình quyết định, dù sao ta là không nghĩ kiếm cái này tiền. Ngô Tổng phe phẩy đầu, kia bị họng súng chỉ vào trán cảm giác, hắn không bao giờ tưởng cảm thụ lần thứ hai, này mà quá bất quá, các ngươi chính mình xem, dù sao ta muốn đi qua. Ngô Tổng nói xong, đỡ bên cạnh ghế đứng lên, chậm gì gì chiều ghế lâu ngoại đi đến, không phải hắn không nghĩ đi nhanh, mà là nhũn ra hai chân, làm hắn căn bản vô pháp nhanh hơn chính mình tốc độ. Ghế lô nội mọi người thấy Ngô Tổng này phiên bộ dáng, qua lại liếc nhau. Quá đi, mệnh so tiền quan trọng. Chương 935 không cho làm. Ngô Tổng rời đi khách sạn sau, một khắc đều không có chậm trễ, trực tiếp lái xe hướng Lâm Thị cao ốc mà đi. Những cái đó thổ địa quyền tài sản chứng, Ngô Tổng vẫn luôn đều ở chính mình bên trong xe phóng. Chờ đến Lâm Thị trước đại môn, Ngô Tổng cầm quyền tài sản chứng, hấp tấp chiều Lâm Thị nội đi đến. Tiên sinh, thỉnh dừng bước, gần nhất hai ngày, không có hẹn trước, là không thể tiến. Ở Lâm Thị cửa, một người bảo an chặn Ngô Tổng. Phiền toái cho các ngươi Lâm Tổng nói hạ, ta có chuyện quan trọng muốn tìm nàng, là về thổ địa chuyển nhượng, ta họ Ngô. Ngô Tổng lấy ra chính mình danh thiếp, khách khách khí khí giao cho bảo an. Nếu là phía trước, Ngô Tổng tuyệt đối sẽ chửi ầm lên một tiếng, lo chính mình xông lên đi, nhưng vừa mới phát sinh sự, đã hoàn toàn đem Ngô Tổng dọa phá mật. Bảo an nhìn mắt Ngô Tổng truyền đạt danh thiếp, nói một tiếng chờ một lát sau, liền lấy bộ đàm đi thông báo. Ngô Tổng một câu cũng chưa nói, liền lặng lặng chờ ở Lâm Thị cao ốc trước cửa. Ước 5 phút sau, tên kia bảo an đã đi tới, đem danh thiếp còn cấp Ngô Tổng. Xin lỗi tiên sinh, chúng ta Lâm Tổng nói ngươi cũng không có cùng nàng hẹn trước, cũng chưa nói quá hôm nay muốn đem thổ địa sang tên sự, ngươi trước cùng bí thư lý hẹn trước đi. Bảo an nói xong, hướng phía trước vừa đứng, trực tiếp đem Ngô Tổng lộ phá hỏng, ý tứ thực rõ ràng, không cho Ngô Tổng đi vào. Ngô Tổng sắc mặt một chút liền luống cuống, hắn còn nhớ rõ bạch bào khách nói, hôm nay cần thiết muốn đem việc này làm, bằng không thật muốn đỉnh đầu phản quốc mũ khấu hạ tới, chính mình chẳng sợ có 9 cái mạng, đều không đủ phán. Ngươi xem có thể hay không châm trước, ta việc này thật sự thực sốt ruột a. Ngô Tổng từ trong túi lấy ra 500 đồng tiền, đi đến bảo an trước mặt, trộm chiều bảo an trong túi nhét đi. Tiên sinh, bảo an quát chói tai một tiếng, trực tiếp bắt lấy Ngô Tổng tay, Ngô Tổng kia cầm 500 khối tay ngừng ở bảo an đâu trước. Bảo an lông mày một hoành, thỉnh ngươi tôn trọng công tác của ta. Ngô Tổng chỉ cảm thấy một cổ hỏa từ đáy lòng chạy trốn lên, hắn nói như thế nào cũng là một cái công ty lão tổng, khi nào chịu quá loại này khí, liền một cái tiểu bảo an đều dám giáo dục chính mình. Nhưng này cổ hỏa, Ngô luôn là không dám phát ra tới, chỉ có thể bồi một trương gương mặt tươi cười. Ngươi xem ngươi này liền hiểu lầm ta liền xem này ngày mùa đông, các ngươi cũng đều không dễ dàng. Không cần, bảo an đem Ngô Tổng tay trở về đẩy, công ty phúc lợi thực hảo. Ngô Tổng vẻ mặt xấu hổ đem tiền thu lên, thấy cửa này khẩu bảo an dầu muối không ăn bộ dáng, nôn nóng không thôi. Lại là mấy chiếc xe ngừng ở Lâm Thị trước cửa bãi đỗ xe thượng, còn lại những cái đó trong tay lấy mà lão bản, cũng đều hấp tấp đuổi lại đây. Ngô Tổng, người này như thế nào còn ở dưới lầu đâu? Mau đi lên a, lại vãn đã có thể không còn kịp rồi. Này đó tới rồi người, trên mặt đều che kín nôn nóng, vừa mới sự tình, bọn họ thật là càng nghĩ càng sợ hãi. Không có hẹn trước, vào không được, Ngô Tổng chỉ che ở cửa bảo an. Hẹn trước cái gì, chúng ta tới thực hiện hợp đồng, còn hẹn trước gì? Một người lão bản vẻ mặt khó chịu, trực tiếp liền hướng Lâm Thị đại môn hướng. Tiên sinh, không có hẹn trước, ai đều không thể đi vào. Bảo an duỗi ra tay, trực tiếp đem đối phương ngăn cản xuống dưới. Ngươi cút ngay cho ta. Tên này lão bản duỗi tay đẩy một chút che ở phía trước bảo an, tại đây danh lão bản đẩy dưới, bảo an không chút sứt mẻ không nói, ngược lại là tên này lão bản lùi lại vài bước, thiếu chút nữa không đứng vững. Hiện tại, Lâm Thị An bảo thành viên, cơ hồ đều là từ địa ngục hành giả tạo thành, đừng nói người thường tới làm sự tình. Chính là những cái đó ngầm nhất đảng thế lực, muốn xông vào Lâm Thị, kia đều là người xin nói mộng. Bảo an đứng ở tại chỗ, như cũ là câu nói kia, không có hẹn trước, không được tiến vào. Ngươi, tên kia vừa mới xô đẩy bảo an lão bản liền phải khai mắng.
Được rồi, Ngô Tổng không kiên nhẫn quát một tiếng, trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, khi nào, còn tại đây bãi ngươi lão bản bộ tịch. Chuyện gì trọng chuyện gì nhẹ chính ngươi trong lòng không cái số. Tên kia lão bản há miệng thở dốc, không nói gì. Đang ở lúc này, vài tên Lâm thị công nhân từ công ty nội bước đi ra tới. Ngô Tổng đám người nhìn đến này vài tên công nhân khi, trước mắt sáng ngời, những người này, vừa vặn chính là ngày hôm qua vẫn luôn đi bọn họ công ty, bị bọn họ tránh mà không thấy, cuối cùng càng là làm bảo an cấp đuổi ra ngoài Lâm thị nghiệp vụ viên. Tiểu tử, từ từ, Ngô Tổng hướng một người nghiệp vụ viên hô một tiếng. Gì, Ngô Tổng, tên kia nghiệp vụ viên nhìn thấy Ngô Tổng, lộ ra một bộ ngoài ý muốn biểu tình. Ha ha, tiểu tử, ngày hôm qua thật là vất vả các ngươi, ta ngày hôm qua bận quá, vẫn luôn vội đến buổi tối, này không, hôm nay một vội xong liền tới rồi, chúng ta hiện tại liền qua đi đem miếng đất kia thủ tục cấp làm đi. Ngô Tổng vẻ mặt chân thành đối tên này nghiệp vụ viên nói. Còn lại vài tên lão bản, vừa thấy Ngô Tổng tìm được rồi người, cũng tất cả đều vây quanh lại đây. Tiểu tử, cho chúng ta cũng một khối làm đi. Đúng vậy, ngày hôm qua bận quá a. Các ngươi Lâm thị người tới không ít hồi, thật là vất vả các ngươi. Này đó lão bản một người một câu, sợ nói vãn một câu, cùng ngày hôm qua thái độ hoàn toàn bất đồng. Tên này nghiệp vụ viên vẻ mặt kinh ngạc, Ngô Tổng, các ngươi thật là hảo lão bản a, chuyện gì đều tự tay làm lấy. Ai, tiểu tử, ngươi nói như vậy, thật là đánh chúng ta mặt a. Ngô Tổng nhìn thấy nghiệp vụ viên thái độ, dẫn theo một lòng cuối cùng buông xuống, đi thôi, chúng ta đi làm thủ tục. Nghiệp vụ viên nhìn mắt Ngô tóm lại ngoại còn lại người, các vị lão bản cũng đều là tới làm thủ tục. Đúng đúng đúng, là tới làm thủ tục. Mau cho ta làm đi. Một chúng lão bản phía sau tiếp trước nói. Không được a, tên này nghiệp vụ viên lộ ra vẻ mặt khổ tướng, hôm nay Lâm Tổng nói, cho chúng ta phóng một ngày giả, chúng ta này cũng vô pháp cãi lời Lâm Tổng mệnh lệnh, Ngô Tổng, không bằng như vậy đi, ta ngày mai lại đi tìm các ngươi. Nghiệp vụ viên nói xong. Căn bản không cho Ngô Tổng đám người nói nữa cơ hội, quay đầu liền hướng một bên đi đến. Ngô Tổng đám người nghe tên này nghiệp vụ viên nói, sửng sốt một chút, nghỉ. Nghỉ cũng không làm lý thủ tục. Ngô Tổng đám người cũng không ngốc, lần này liền đã nhìn ra, này hiển nhiên là Lâm Thị không nghĩ cho chính mình làm cái này thủ tục a, chính mình cầm Lâm Thị một phen, Lâm Thị hiện tại cũng muốn đem cái này bãi tìm trở về. Ngô Tổng đám người vẻ mặt khổ tướng. Ngô Tổng. Này đó nên làm cái gì bây giờ? Đúng vậy Ngô Tổng, hiện tại Lâm Thị chính là không nghĩ cho chúng ta làm a. Ngươi đến ngẫm lại biện pháp, chúng ta đều là nghe ngươi mới cùng Lâm Thị nháo thành như vậy, việc này cần thiết ngươi tới phụ trách. Không tồi, đến ngươi phụ trách. Hiện tại tình huống không đúng, này đó lão bản, lại toàn bộ đem đầu mâu, chỉ hướng về phía Ngô Tổng. Ngô Tổng nghe này đó trách cứ thanh âm, khí cả người phát run, nhưng lúc này hiển nhiên không phải phát tác thời điểm. Hắn lấy ra di động, không ngừng đánh ra điện thoại, tìm quan hệ, hy vọng có thể tìm được Lâm Thị cao tầng, chạy nhanh đem việc này làm. Còn lại vài tên lão bản, cũng tất cả đều bắt đầu tìm nổi lên bằng hữu. Nhưng vô luận bọn họ tìm được ai, đối phương đều là một câu, không thể làm. Lần này sự Lâm Thanh Hạm giao cho Trương Huyền giải quyết, chuyện gì, tới rồi Trương Huyền trong tay, bọn họ lại nghĩ xử lý, vậy chậm. Chương 936 là thật sự. Ngô Tổng đám người vẫn luôn đều ở Lâm Thị cửa đứng, tìm có thể đi vào cơ hội, này vừa đứng, chính là mấy cái giờ qua đi. U, vài vị còn không có bị bắt đi đâu. Một đạo nghi hoặc thanh âm truyền đến, liền thấy Trương Huyền lảo đảo lắc lư đi tới, nhìn Ngô Tổng đám người, ta phía trước từ khách sạn ra tới thời điểm, thấy phía chính phủ xe đều tới rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi đều bị bắt đi cấp tễ đâu. Này tễ hai tự từ Trương Huyền trong miệng nói ra, lại cấp Ngô Tổng đám người sợ tới mức một cái giật mình. Trương tiên sinh, Ngô Tổng bồi thượng một bộ gương mặt tươi cười, vừa mới nhiều có đắc tội, còn thỉnh Trương tiên sinh không cần để ý a. Ngô Tổng lời nói nghiêm trọng, Trương Huyền phất phất tay. Ngô Tổng ngượng ngùng cười cười, Trương Tổng, ngươi xem, chúng ta hiện tại đều đem thủ tục chuẩn bị tốt, chỉ cần ngài hoặc là Lâm Tổng ký tên, này thủ tục liền tính xong xuôi. Ngô Tổng đang nói chuyện gian, đã lơ đãng đem ngươi đổi thành ngài. Còn lại những cái đó lão bản, cũng đều hướng Trương Huyền kỳ hảo cười. Trương Huyền gãi gãi đầu, vẻ mặt khó xử nói, Ngô Tổng, cái này a, có điểm khó a, vừa rồi ta hỏi các ngươi thời điểm, thấy các ngươi trong khoảng thời gian ngắn không tính toán sang tên, ta liền đem nguyên bản thu mà tiền đều đầu đi ra ngoài, không bằng Ngô Tổng các ngươi chờ một chút đi,
lần này sự là chúng ta Lâm thị sai lầm, tiền vi phạm hợp đồng gì đó liền không hỏi các ngươi muốn. Ngô tổng đám người nghe thế phiên lời nói, sắc mặt mãnh biến, tạm thời qua không. Vừa rồi vị kia cấp cuối cùng kỳ hạn, đó chính là hôm nay a. Ngô tổng đám người, ai cũng không dám lấy chính mình mệnh đi đổ đối phương sẽ đem chính mình thế nào. Trương tiên sinh, ngài xem có thể hay không điều bút tư kim, chúng ta trước đem việc này xử lý. Ngô tổng xoa xoa tay, lấy lòng hỏi. Không được, Trương Huyền căn bản không có bất luận cái gì do dự liền trả lời nói, vô pháp điều chỉnh lương bổng kim, Ngô tổng, các ngươi cũng đừng có gấp, dù sao này đó tiền vi phạm hợp đồng từ chúng ta Lâm thị toàn bộ phụ trách, như thế nào, Ngô tổng các ngươi thực sốt ruột sao? Ngô tổng đám người lẫn nhau liếc nhau, mọi người đều cấp Ngô tổng xử ánh mắt, Ngô tổng vẻ mặt khó xử nói, Trương tiên sinh, chúng ta gần nhất có cái hoạt động, muốn đi ra ngoài một chuyến. Không biết khi nào mới có thể trở về, chúng ta liền nghĩ hôm nay mau chóng đem thủ tục cấp làm. Không có tiền, Trương Huyền trực tiếp mở miệng, các ngươi nếu muốn hôm nay làm thủ tục cũng đúng, đem hiệp nghị sửa một chút, đem trong tay các ngươi đất không ràng buộc chuyển nhượng cho chúng ta Lâm thị, như vậy hôm nay thủ tục có thể làm, bằng không liền chờ xem. Họ Trương, ngươi đừng quá mức, một người lão bản nhìn không được hô ra tới, các ngươi Lâm thị đã kiếm được đầy bồn đầy chén. Hiện tại còn muốn cho chúng ta không ràng buộc đem mà chuyển cho các ngươi. Không muốn liền chờ bái. Trương Huyền thổi tiếng huýt sáo, các ngươi có câu nói rất đúng, ta thật là muốn làm quá mức điểm, như vậy đi, hiện tại chỉ là không ràng buộc chuyển nhượng không thể được. Chúng ta Lâm thị công nhân, ngày hôm qua đi tìm các ngươi không dưới 10 lần, liên thủ thượng nghiệp vụ đều cấp chậm trễ, kia cái gì lộ phí a, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần a, các ngươi liền một người nhiều bồi cái 1.000 vạn đi, thiếu với cái này con số. Liền đừng tới nói chuyện. Người người si nói mộng, tên kia lão bản hét lớn một tiếng, họ Trương, ngươi nhưng thật ra sư tử đại há mồm a, cho rằng tùy tiện tìm mấy cái diễn viên, tìm mấy cái giả thương là có thể đem chúng ta dọa sợ. Làm chúng ta nhìn xem, đến lúc đó là ai trước cầu ai. Tên này lão bản nói xong, nổi giận đùng đùng quay đầu liền đi. Còn lại lưu lại nơi này lão bản, nhìn đối phương rời đi bóng dáng. Bằng không chúng ta cũng đi. Đi thôi, chúng ta trở về suy xét. Trương tiên sinh, này đột nhiên muốn 1.000 vạn, chúng ta cũng lấy không ra, trở về suy xét a. Một người danh lão tổng ra tiếng, thấy có một người kéo xuống đi, đều tính toán lại kéo một kéo, rốt cuộc ai đều không nghĩ bạch bạch ném văng ra mấy ngàn vạn thượng trăm triệu, huống hồ hôm nay xuất hiện những người đó, rốt cuộc có phải hay không phía chính phủ, bọn họ cũng không thể hoàn toàn xác định. Các vị xin cứ tự nhiên, Trương Huyền nhún vai. Kia Trương tiên sinh, chúng ta liền đi trước, chúng lão bản nói một tiếng sau, sôi nổi rời đi. Trương Huyền chút nào không thèm để ý nhìn Ngô tổng đám người rời đi, hắn đi vào Lâm thị cao ốc nội, ở cao ốc đại sảnh tiếp khách trên sofa ngồi xuống, lấy ra di động, soát một ít khôi hài video, chờ Lâm Thanh Hạm tan tầm. Bên kia, Ngô tổng đám người rời đi Lâm thị sau, cũng không có các đi các, mà là tụ ở khoảng cách Lâm thị không xa một cái bãi đỗ xe thượng, thương lượng hôm nay sự. Ta xem kia họ Trương chính là làm bộ làm tịch, cái gì phía chính phủ, tuyệt đối là giả. Liền tính giấy chứng nhận thượng có dấu chạm nổi cũng có thể giả mạo ra tới. Chính là, hắn họ Trương công phu sư tử ngoạm, muốn cho chúng ta đem trong tay mà không ràng buộc chuyển cho bọn hắn, nằm mơ. Đây chính là mấy ngàn vạn a, hắn họ Trương liền tính đem ta lộng chết, này tiền cũng không có khả năng bạch cho hắn. Một người danh lão tổng lòng đầy căm phẫn, nếu không hiểu rõ người nhìn đến. Còn tưởng rằng bọn họ là bị cái gì thiên đại ủy khuất giống nhau, ở bọn họ các loại chửi rủa đồng thời, căn bản sẽ không đi tưởng, là chính mình muốn trước âm Lâm thị một tay. Đang lúc đông đảo lão tổng mắng vui vẻ khi, số chiếc xe cảnh sát từ phương xa cấp tốc xử tới, theo sau chính ngừng ở mấy người trước người. Xe cảnh sát cửa xe mở ra, vài tên súng vác vai, đạn lên nòng tuần bộ từ trên xe cảnh sát vọt xuống dưới, thẳng đến Ngô tổng đám người mà đến, không khỏi Ngô tổng đám người phân trần. Đường trường liền đem Ngô tổng đám người toàn bộ khảo trụ. Bạch bào khách từ một chiếc xe cảnh sát thượng chậm rãi xuống dưới, phi tuần bộ trường thật cẩn thận đi theo bạch bào khách phía sau. Ngô tổng đám người, cũng đều là Ngân Châu thương nhân, nhiều ít có chút nhân mạch, tự nhiên là gặp qua cùng nhận thức phi tuần bộ lớn lên, khi bọn hắn nhìn đến phi tuần bộ trường lấy loại này cực thấp tư thái đi theo bạch bào khách bên cạnh khi, trong lòng đồng thời lột bột một chút, cảm thấy một trận không ổn. Vài vị. Nhìn dáng vẻ các ngươi đối với xâm chiếm phía chính phủ thổ địa này hạng nhất, cũng không để ở trong lòng a. Bạch bào khách trên mặt treo một nụ cười nhẹ, này phó tươi cười,
làm Ngô Tổng đám người trong lòng, cảm nhận được không gì sánh kịp sợ hãi. Ngô Tổng đám người tại đây một khắc 100% xác định, hôm nay tới những người này, không phải cái gì Lâm Thị tìm tới diễn viên, chính là phía chính phủ người. Mồ hôi lạnh cơ hồ ở nháy mắt liền làm ướt Ngô Tổng phía sau lưng, Ngô Tổng hai chân không ngừng phát run. Đúng đúng đúng, thực xin lỗi, chúng ta, các ngươi cái gì? Bạch bào khách đi đến Ngô Tổng trước người, trên cao nhìn xuống nhìn Ngô Tổng, các ngươi đối với phản quốc cái này tội, đã nhận. Không, không, Ngô Tổng đầu riêu cùng trống bỏi giống nhau, chúng ta này liền tính toán cùng Lâm Thị làm thủ tục, chỉ là Lâm Thị Trương Tiên Sinh nói làm chúng ta từng người chuẩn bị 1.000 vạn bồi thường kim, chúng ta còn không có tới kịp đi lấy. Nga, nguyên lai là như thế này. Bạch bào khách lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhìn mắt đồng hồ, các ngươi lấy cái tiền làm thủ tục thời gian muốn bao lâu? Nửa giờ đủ sao? Đủ, đủ, Ngô Tổng căn bản không kịp tự hỏi nửa giờ rốt cuộc có thể hay không hoàn thành, bạch bào khách vừa dứt lời, hắn ngay cả vội gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, vậy, nửa giờ, tính giờ bắt đầu, bạch bào khách nói xong, vung tay lên. Ngô Tổng đám người chỉ cảm thấy thủ đoạn một nhẹ. Mới vừa khảo ở chính mình trên tay còng tay đã toàn bộ cởi bỏ. Hiện tại thời gian chỉ còn 29 phút 36 giây. Bạch bào khách nói. Ngô Tổng đám người sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, một câu vô nghĩa cũng không dám nhiều lời, xông lên chính mình xe, oanh đủ chân ga, chạy nhanh mà đi. Chương 937 đánh cuộc một lần. Lâm Thị cao ốc nội. Trương Huyền nhàn nhã dựa nằm ở trên sofa, nhìn một ít khôi hài video. Thỉnh thoảng sẽ phát ra một ít khoa trương tiếng cười to. Buổi chiều 5 giờ, đã tới rồi Lâm Thị tan tầm thời gian, Lâm Thị công nhân dần dần rời đi công ty. Thang máy thanh ở Lâm Thị lầu một đại sảnh vang lên, cửa thang máy mở ra, Lâm Thanh Hạm cất bước từ thang máy nội đi ra. Ở Lâm Thanh Hạm bên cạnh, còn đi theo một người hơn 20 tuổi thanh niên. Trương Huyền kia khoa trương tiếng cười to truyền tiến thanh niên trong tai, cái này làm cho thanh niên mày nhăn lại, Lâm Tổng. Các người công ty là có thể tùy tiện lớn tiếng ồn ào sao? Lâm Thanh Hạm hướng này thanh niên cười nói, Tôn Tổng, đây là ta tiên sinh, hiện tại đã là tan tầm điểm, tự nhiên không này đó quy củ. Bị gọi Tôn Tổng thanh niên nghe được lời này, mày nhăn lại, có vẻ có chút không vui, Lâm Tổng, người kết hôn. Lâm Thanh Hạm cười gật gật đầu, đồng thời vươn chính mình tay phải, dơ dơ lên chính mình tay phải ngón áp út thượng nhẫn. Này cái từ mạn đắc kim chế thành nhẫn cưới. Vẫn luôn đều mang ở Lâm Thanh Hạm trên tay, chẳng qua Tôn Nghiêu cũng không có đặc biệt chú ý điểm này. Tôn Nghiêu liếc mắt kia ngồi ở trên sofa phát ra cười to Trương Huyền, trong mắt hiện lên một tia có chứa đố kỵ bất mãn, như vậy xinh đẹp một nữ nhân, liền như vậy tiện nghi cho người khác. Ở Tôn Nghiêu nhìn thấy Lâm Thanh Hạm ánh mắt đầu tiên, liền có một loại ham muốn chinh phục vọng. Tới, Tôn Tổng, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta tiên sinh, Trương Huyền. Lâm Thanh Hạm bước nhanh xuyên qua đại sảnh. Đi vào Trương Huyền trước mặt, lão công, đây là đều hải trấn càn thực nghiệp Tôn Tổng, đã cùng chúng ta Lâm Thị đạt thành chiến lược thượng bước đầu hợp tác rồi. Trấn càn thực nghiệp, ta nghe nói qua, Trương Huyền gật gật đầu, cái này trấn càn thực nghiệp, ở đều hải, cũng coi như là có chút danh khí, chẳng sợ bài không thượng đều hải đệ nhất, nhưng tiền mười tuyệt đối không có gì vấn đề, đặt ở dĩ vãng, này trấn càn thực nghiệp tuyệt đối xem đều sẽ không xem Lâm Thị liếc mắt một cái, nhưng hiện tại bất đồng, Lâm Thị trong một đêm. Ở tài chính phương diện, trở thành cả nước đứng đầu xí nghiệp, này trấn càn người cũng tìm tới hợp tác rồi. Loại này hợp tác, đối Lâm Thị, cũng là phi thường tốt, rốt cuộc Lâm Thị hiện tại tuy nói có tiền, nhưng cũng không có cái gì con đường, muốn mở rộng lớn hơn nữa nghiệp vụ, có một cái tốt hợp tác đồng bọn là phi thường tất yếu lựa chọn. Lâm Tổng, chúng ta nói hợp tác, chỉ sợ ra chút vấn đề a. Tôn Nghiêu lấy ra di động nhìn thoáng qua, ta vừa mới thu được tin tức. Các ngươi Lâm Thị ở nhà đấu giá bán ra miếng đất kia, chậm chạp chưa từng có cấp người mua, thậm chí những cái đó mà quyền sở hữu, còn đều không ở Lâm Thị kỳ hạ, nhà đấu giá quy củ ta là biết đến, này mà ngươi cần thiết ở trong vòng 3 ngày cấp người mua sang tên, này đã 2 ngày đi qua. Tôn Tổng yên tâm, chuyện này ta tiên sinh đã đi xử lý. Lâm Tổng, ta Tôn Nghiêu không dám nói là tung hoành thương trường nhiều năm, nhưng lớn lớn bé bé đồ vật, ta còn là gặp qua không ít. Người Lâm Thị lần này đem một miếng đất đánh ra giá trên trời, nếu có thể nhẹ nhàng làm đối phương sang tên, chỉ sợ ở bán đấu giá đêm đó, người Lâm Tổng là có thể giải quyết chuyện này, nhưng hiện tại kéo lâu như vậy, ta xem những miếng đất này, không thấy được Lâm Tổng ngươi tưởng khi nào thu hồi tới, liền khi nào thu hồi đến đây đi, vạn nhất người Lâm Thị chuỗi tài chính đứt gãy.
Những cái đó con đường, cũng không phải là Lâm Thị loại này tiểu xí nghiệp có thể làm. Tôn Nghiêu nói chuyện thực không khách khí, hắn là cố ý như vậy cấp Lâm Thanh Hạm gây áp lực, đồng thời bãi cao chính mình tư thái. Lâm Thị tuy rằng trong một đêm, trở thành cả nước nhà giàu số một, nhưng này nội tình quá ít, thả mọi người đều biết Lâm Thị vì sao sẽ ở trong một đêm đăng đỉnh, ở Tôn Nghiêu loại này thương nghiệp thế ra người trong mắt, Lâm Thị bất quá là cái nhà giàu mới nổi mà thôi, nhất thời có tiền cùng một đời có tiền, là hoàn toàn hai loại cảm nhớ, kỳ thật ở bọn họ trong lòng, còn có chút khinh thường Lâm Thị như vậy nhà giàu mới nổi. Yên tâm, Trương Huyền ra tiếng, chúng ta Lâm Thị công nhân, ngày hôm qua mấy lần tới cửa tìm bọn họ muốn hiệp nghị, bọn họ tránh mà không thấy, ta đã thông chi bọn họ hiện tại là trở về lấy bồi thường khoản đi, thực mau liền sẽ đem quyền tài sản chứng đưa tới. Tôn Nghiêu vừa nghe lời này, cả người đều vui vẻ, trên dưới đánh giá Trương Huyền liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng nói, ta Tôn Nghiêu muôn hình muôn vẻ người gặp qua quá nhiều, hiện tại đối phương cầm các ngươi mà không cho, ngươi nói cho ta nói, các ngươi Lâm Thị còn hỏi đối phương muốn bồi thường khoản. Vị tiên sinh này, người khả năng có chút chắc hẳn phải vậy. Tôn Nghiêu bên cạnh, một nam nhân trung niên ra tiếng, đây là Tôn Nghiêu bí thư. Tôn Nghiêu bí thư nói, theo ta cá nhân kinh nghiệm mà nói, đối phương này hiển nhiên là tưởng ở các ngươi Lâm Thị này vớt một bút chỗ tốt, nếu Lâm Tổng tiên sinh cho rằng đối phương sẽ cho các ngươi Lâm Thị bồi thường khoản, còn sẽ ngoan ngoãn đem quyền tài sản đưa về tới. Thứ ta nói thẳng, nếu Lâm Thị người như vậy thiên chân nói, các ngươi thật đúng là không tư cách đem các ngươi con đường mở rộng đến đều hải đi, kia bất đồng với Ngân Châu cái này tiểu địa phương, không phải các ngươi này đó tiểu bằng hữu chơi đùa địa phương. Tôn Nghiêu mở miệng, Lâm Tổng, nhìn dáng vẻ, chúng ta hợp tác còn phải nhiều châm trước. Tôn Tổng, ta tiên sinh tuyệt đối không phải ba hoa chích chòe, chuyện này là hắn đi phụ trách xử lý, tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Thanh Hạm tin tưởng 10 phần nói. Tính, Tôn Nghiêu lắc đầu, Lâm Tổng, chúng ta đều là người làm ăn, thực minh bạch thương trường như chiến trường đạo lý này, nếu mỗi người đều giống các ngươi Lâm Thị tưởng đơn giản như vậy, kia mọi người đều có thể đem sản nghiệp làm to làm lớn, ngươi nếu tưởng cùng chúng ta trấn cản hợp tác, liền nhiều lấy ra một ít thành ý đến đây đi. Tôn Nghiêu nói đến thành ý hai chữ thời điểm, cố ý dùng một loại giàu có xâm lược tính ánh mắt đánh giá Lâm Thanh Hạm, dùng ánh mắt cấp Lâm Thanh Hạm một loại ám chỉ. Tôn Nghiêu như vậy ánh mắt, tự nhiên không có tránh được Trương Huyền chú ý. Trương Huyền trong mắt hiện lên một tia hàn mang, cười nói, Tôn Tổng, nếu ngươi nói chúng ta thiên chân, bằng không chúng ta tới đánh cuộc một keo, thế nào? Nga, Tôn Nghiêu khóe miệng gợi lên một tia nghiền ngẫm tươi cười, có ý tứ. Một cái sinh ở Ngân Châu loại này tiểu địa phương người, tưởng cùng ta đánh cuộc. Nói đi, người tưởng đánh cuộc gì? Rất đơn giản, Trương Huyền cầm lấy chính mình di động, nếu Tôn Tổng không tin ta mới vừa lời nói, kia từ giờ trở đi, ta đưa điện thoại di động đặt lên bàn, ta cũng sẽ không theo bất luận kẻ nào liên hệ, nhìn xem những người đó, từ từ có thể hay không cầm những cái đó đất quyền tài sản đi tìm tới, ngoài ra còn thêm bọn họ bồi thường kim. Ha ha, Tôn Nghiêu bí thư khinh thường cười. Nhàm chán ấu trĩ trò chơi. Tôn Tổng, người nếu không dám đánh cuộc, khi ta chưa nói. Trương Huyền nói, lại chuẩn bị đưa điện thoại di động cất vào trong túi. Chậm đã, Tôn Nghiêu ra tiếng ngừng Trương Huyền động tác, đánh cuộc cũng có thể, nhưng tiền đặt cược quá tiểu nhân lời nói, ta nhưng không muốn chơi a. Trương Huyền đem đang chuẩn bị cất vào trong túi di động hướng trước mặt trên bàn trà một ném, nếu từ từ không ai tới, ta Lâm Thị không ràng buộc tặng cho Tôn Tổng 100 tỷ tiền mặt. Như thế nào? Tôn Nghiêu bí thư, nghe được lời này, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. 100 tỷ tiền mặt. Toàn bộ trấn Càn, cũng bất quá gần 2.100 triệu suất đầu tổng tài sản. 100 tỷ tiền mặt đối trấn Càn thực nghiệp tới nói, kia đều là một số tiền khổng lồ. Tôn Nghiêu trong ánh mắt cũng lộ ra tham lam thần sắc, có thể. Vậy nói như vậy hảo, chúng ta thua, cấp Tôn Tổng ngươi 100 tỷ tiền mặt, nếu Tôn Tổng ngươi thua, chúng ta cũng không cần tiền. Chỉ cần Tôn Tổng ngươi quỳ xuống tới, học 3 tiếng cầu kêu là được. Trương Huyền vượt trước một bước, đứng ở Tôn Nghiêu trước mặt, nhìn thẳng đối phương. Chương 938 không gọi không được đi. Tôn Nghiêu nghe được lời này, sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm Trương Huyền, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi thua, liền quỳ xuống, học 3 tiếng cầu kêu, đương nhiên, nếu ngươi không dám, khi ta chưa nói. Trương Huyền nhún vai. Ngươi mẹ nó làm ta học cầu kêu. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Tôn Nghiêu đương trường quát mắng ra tiếng. Vậy quên đi, không cần thiết đánh cuộc. Trương Huyền vẻ mặt không sao cả, đồng thời duỗi tay, chuẩn bị đi lấy vừa mới ném tới trên bàn trà di động.
Tôn Nghiêu nhìn chằm chằm Trương Huyền trên tay động tác, vừa mới Trương Huyền nói 100 tỷ đánh cuộc kim, không ngừng vang ở hắn trong đầu, bao gồm lần này sở đánh cuộc đồ vật, Tôn Nghiêu cho rằng chính mình vô luận như thế nào đều không thể thua. Những người đó nếu cầm trong tay mà, kéo chậm chạp không cho Lâm Thị sang tên, há là như vậy dễ dàng liền giao ra đây. Đánh cuộc, Tôn Nghiêu ra tiếng. Hảo, Trương Huyền búng tay một cái, theo sau nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Thị cửa, thời gian này điểm, người hẳn là tới. Nằm mơ, Tôn Nghiêu khinh thường cười. Tôn Nghiêu vừa dứt lời, công ty cửa nháy mắt nhiều ra vài đạo bóng người, đúng là Ngô Tổng đám người. Ngô Tổng đám người, vẻ mặt hoảng loạn, cơ hồ là té ngã lộn nhào từ công ty cửa vọt vào tới, một đám phía sau tiếp trước, sợ chính mình động tác so người bên cạnh chậm. Trương tiên sinh, ngài muốn tiền chúng ta đưa tới, ngài mau đem này mấy khối địa thu đi. Trương tiên sinh, tiền cùng mà ta đều mang đến, cầu ngài, trước thu ta đi. Thu ta Trương tiên sinh, ta lấy tiền mặt, cầu xin ngài, mau nhận lấy đi. Một chúng lão bản, phía sau tiếp trước, có người đem chứa đầy tiền mặt cái dương trực tiếp đưa tới Trương Huyền trước mặt, khẩn cầu Trương Huyền, sợ Trương Huyền không thu giống nhau. Hiện tại khoảng cách bạch bào khách cấp Ngô Tổng đám người thời gian, còn thừa cuối cùng không đến 5 phút, bọn họ sợ 5 phút sau, chính mình sẽ lọt vào cái gì hối hận mấy đời kết cục. Nhìn Ngô Tổng đám người, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Tôn Nghiêu, nhìn dáng vẻ, người thua, thực hiện tiền đặt cược đi. Tôn Nghiêu sắc mặt phá lệ khó coi, hắn nhìn mắt một bên Lâm Thanh Hạp, hừ lạnh nói, ta nào biết những người này có phải hay không ngươi mời đến. Ngươi nếu biết chúng ta Lâm thị sự, bọn họ có phải hay không ta mời đến, ngươi rõ ràng. Trương Huyền mở miệng, đến đây đi, thực hiện ngươi tiền đặt cược. Chê cười, một cái ấu trí trò chơi mà thôi, ngươi thật đúng là thật sự, chúng ta đi. Tôn Nghiêu vung tay lên, mang theo chính mình bí thư liền phải rời đi. Trương Huyền đột nhiên duỗi tay, ngăn lại Tôn Nghiêu đường đi, ngươi còn không có kêu đâu. Tôn Nghiêu bí thư mày nhăn lại, mở miệng nói, Trương tiên sinh, ngươi này đã có thể có chút quá mức a, lần này đánh cuộc, bản thân chính là một cái vui đùa, ngươi muốn thật thua, chúng ta cũng sẽ không nói ngươi cái gì, chơi đùa mà thôi. Làm ta học cậu kêu, ngươi thật đúng là ăn gan hùm mật gấu, không giải phao nước tiểu nhìn xem, chính ngươi là thứ gì. Tôn Nghiêu vung tay lên, liền phải đi nhanh rời đi. Nhưng Tôn Nghiêu mới bán ra một bước, liền cảm giác chính mình cổ áo bị người túm chặt, làm chính mình vô pháp đi tới. Tôn Nghiêu quay đầu nhìn lại, liền thấy Trương Huyền chính nhìn chằm chằm chính mình. Tôn Nghiêu mày nhăn lại, quát, buông tay. Ngươi hôm nay không học cậu kêu, đi không được. Trương Huyền trên mặt vẫn luôn treo tươi cười. Ta kêu ngươi sao, Tôn Nghiêu đường trường quát mắng ra tiếng, ngươi hắn. A, à. Tôn Nghiêu nói còn chưa nói xong, đã bị chính hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết sở đánh gãy. Trương Huyền một cái tiên chân, dùng sức chịu ở Tôn Nghiêu chân cong chỗ. Tôn Nghiêu cả người thình thịch một tiếng liền quỳ tới rồi trên mặt đất, kia lực lượng, ngạnh sinh sinh đem Lâm thị mặt đất gạch men sứ cấp tạp ra nẻ mở ra. Tôn Nghiêu chỉ cảm thấy một cổ không thể miêu tả đau đớn từ chính mình đầu gối chỗ truyền đến, làm hắn hoài nghi chính mình xương bánh chè có phải hay không đã vỡ vụn, cái loại này xuyên tim đau đớn. Làm hắn căn bản vô pháp cố kỵ chính mình giờ phút này mất mặt không vấn đề, có thể làm chỉ có kêu thảm thiết. Các ngươi làm gì? Tôn Nghiêu bí thư hét lớn một tiếng, vội vàng duỗi tay đi nâng Tôn Nghiêu. Không đợi Tôn Nghiêu bí thư đụng tới Tôn Nghiêu, đã bị Trương Huyền một chân đá phiên. Ở đá phiên Tôn Nghiêu bí thư sau, Trương Huyền một cái tát chịu ở Tôn Nghiêu trên mặt. Bang! Một tiếng giòn vang, một viên mang huyết hàm răng từ Tôn Nghiêu trong miệng bay ra, mà Tôn Nghiêu tiếng kêu thảm thiết cũng đột nhiên im bặt, bị hoàn toàn đánh ngốc. Trương Huyền có chút không kiên nhẫn nói, ta là làm ngươi học cậu kêu, không phải làm ngươi kêu thảm thiết, nghe không rõ ta nói sao. Tôn Nghiêu từ phát ngốc trung dần dần phục hồi tinh thần lại, trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng ánh mắt, một bàn tay run rẩy duỗi khởi, chỉ vào Trương Huyền, ngươi. Bang! Trương Huyền lại là một cái tát chiều đến Tôn Nghiêu trên mặt. Này hai bàn tay đi xuống, Tôn Nghiêu mặt bộ hoàn toàn bị chiều sưng. Làm ngươi học cậu kêu, không làm ngươi nói tiếng người. Các ngươi dám đánh người, ta muốn cáo các ngươi. Tôn Nghiêu bí thư giống giận bò lên thân tới. Trương Huyền nhìn Tôn Nghiêu bí thư liếc mắt một cái, theo sau nhấc chân hai bước đi đến Tôn Nghiêu bí thư trước người, cáo chúng ta. Cho ngươi cái nhắc nhở, ta chỉ đánh các ngươi như vậy vài cái, ngươi thật đi cáo, cũng cáo không ra cái gì đại kết quả tới, không bằng ta giúp ngươi hảo. Trương Huyền nói xong,
trực tiếp nắm lên Tôn Nghiêu bí thư cánh tay, theo sau dùng sức uốn éo, đem này cánh tay ninh thành bánh quai trèo trạng. Tôn Nghiêu bí thư phát ra một tiếng thảm thống gầm rú, cả người đương trường lui về phía sau vài bước, nằm liệt đến trên mặt đất, không ngừng lăn lộn. Nhìn như vậy một màn, Ngô tổng đám người cơ hồ đồng thời nuốt khẩu nước bọt, bọn họ thật không nghĩ tới, Trương Huyền thế nhưng là như thế này một cái tàn nhẫn nhân vật, nói đoạn người cánh tay, liền đoạn người cánh tay. Nghĩ chính mình phía trước đối đãi Trương Huyền thái độ, đối Trương Huyền xưng hô, Ngô tổng đám người không khỏi bối sống nguội hãn. Trương Huyền xem cũng không hề nhiều xem Tôn Nghiêu bí thư liếc mắt một cái, mà là đem ánh mắt quay lại đến Tôn Nghiêu trên người. Kêu đi! Tôn Nghiêu mặt mang sợ hãi nhìn chính mình kia còn ở đầy đất lăn lộn kêu thảm thiết bí thư, thân thể không khỏi run rẩy lên, lại xem Trương Huyền khi, Tôn Nghiêu trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, một tiếng cũng không dám cổ họng. Trương Huyền híp mắt nhìn Tôn Nghiêu, trầm mặc vài giây sau, bỗng nhiên hét to mở miệng, kêu. Trương Huyền này một tiếng hét to, giống như một đạo chuông lớn, vang ở Tôn Nghiêu trong tai, Tôn Nghiêu cơ hồ là theo bản năng liền phát ra âm thanh. Uông! Đương Tôn Nghiêu học cậu kêu ra một tiếng sau, mới phản ứng lại đây, nháy mắt sắc mặt đỏ lên, cảm giác mất mặt đến cực điểm, lại bởi vì sợ hãi, không dám nói thêm cái gì. Ha ha, Trương Huyền cười lớn một tiếng, thật là một cái không nghe lời cậu, đến nhiều giáo huấn mới được, tới, tiếp tục kêu. Còn có hai tiếng. Tôn Nghiêu run rẩy ra tiếng, ngươi đừng quá mức. Kêu, Trương Huyền thu hồi trên mặt tươi cười, hét lớn một tiếng. Ngay sau đó lại lần nữa giơ lên bàn tay, lại là một cái tát chịu ở Tôn Nghiêu trên mặt. Này một cái tát, trực tiếp cấp Tôn Nghiêu chịu quỳ dạp trên mặt đất. Tôn Nghiêu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đại não trống rỗng, hắn thậm chí cảm giác, chính mình ngũ quan, khả năng đều bị này một cái tát đánh lệch vị trí. Kêu! Trương Huyền đi tới, giẫm trụ Tôn Nghiêu bàn tay, dùng sức nghiền.